độ sắc trở về quá trình có chút yếu ớt cảm giác. Tựa như là tại hướng Thư Hàng hỏi thăm, đại lão, người kết thúc không? Kết thúc, ta liền trở lại đát. Tống Thư Hàng khí thế, đạo ý thu hồi về sau, hóa thân hơn ngàn ngôi sao đệ tứ thiên đạo ấn ký, liền lại một lần nữa cổ động lên, định hướng về phía Tống Thư Hàng đập xuống. Nhưng đối mặt cái này hơn ngàn ngôi sao oanh kích, bá Tống một chút cũng không có hoảng. Thậm chí, hắn còn có thời gian mở ra tu lưu ghi hình công năng, đem một màn này cho thu xuống tới. Hắn rất bình tĩnh, cũng không phải là xem thường đen kịt thiên đạo uy lực công kích. Mà là, tại đệ tứ thiên đạo ấn ký phía sau, đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký xuất thủ. Mà thú vị là, đệ tứ thiên đạo ấn ký tại thiên đạo quy tắc tác dụng dưới, đối luân hồi thiên đạo tiên tử trạng thái hẳn là minh hữu trạng thái, hắn căn bản sẽ không đối minh hữu xuất thủ, cũng sẽ không phòng bị minh hữu công kích. Hắn đối luân hồi tiên tử là minh hữu, nhưng luân hồi tiên tử lại đã sớm lặng lẽ đem hắn đổi thành đối địch. Ngươi không thể công kích ta, ta nhưng có thể đối với ngươi tiến hành vô tình đâm lưng. Thiên đạo tiên tử trực tiếp thả người vọt lên, thân thể của nàng hóa thành một chuôi khai thiên ích địa cự đao, đây mới thực là trảm tinh đao, khoảng chừng 12.345.000 mét dài. Cái gì 40 mét đại khảm đao, 500 mét đại khảm đao, tại thiên đạo tiên tử biến thành cự nhận trước mặt, đều yếu phát nổ. Tống Thư Hàng thấy cảnh này thời điểm, nhãn tình sáng lên. Bởi vì, hắn nhìn ra, đệ ngũ thiên đạo tiên tử một đao kia, cũng không phải là cái gì năng lực thiên phú, mà một chiêu đao pháp. Tại thiên đạo cấp tính toán năng lực tác dụng dưới cộng tống cùng thiên đạo tiên tử cộng minh trợ lực bên dưới, Tống Thư Hàng bắt đầu thử nghiệm phân tích một chiêu này đao pháp. Lấy thân là lưỡi đao, hóa thân trảm tinh đao. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú, là chân chính siêu quy tắc cấp, đây đều là dùng kiếm thuật thiên phụ đổi lấy đao pháp thiên phú. Tại hắn phân tích bên dưới, đệ ngũ thiên đạo tiên tử một chiêu này, lại còn thật bị phân tích ra một điểm đầu mối tới. Soát, đệ ngũ thiên đạo luân hồi tiên tử biến thành 12.345.000 mét cự đao, cắt ngang, chém thẳng, toàn phong trảm. So địa cầu đường kính còn dài hơn cự đao vung vẩy lúc, loại kia tung hoành đao khí cùng đao ý, đủ để đem địa cầu cấp bậc hành tinh giống dưa hấu một dạng cắt ra, chém vỡ. Mà đệ tứ đen kịt thiên đạo biến thành hơn ngàn ngôi sao, bình quân thể tích đều chỉ có mặt trăng lớn nhỏ. Đối mặt cái này đáng sợ cự nhận trảm kích, hơn nữa còn là tại minh hữu không phòng bị hình thức bên dưới, lập tức giống cắt hoa quả trò chơi một dạng, bị cắt ào ào. Hơn ngàn ngôi sao bên trong, chỉ có số ít mấy khỏa đột phá đệ ngũ thiên đạo tiên tử 12.345.000 mét đại đao, đánh phía Tống Thư Hàng. Xuất đao sao, ta phối hợp ngươi, đạo khí, luân hồi nhận tiên tử hỏi. Trước không hoảng hốt, ta thử cái kỹ năng, Tống Thư Hàng nói. Luân hồi nhận tiên tử trong đầu hiển hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Sau đó, nàng liền thấy Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, thân hình bắt đầu tăng vọt. Cuối cùng hóa thành một chuôi 10.000 mét cự đao. Đây không phải nhà ta bản tôn đao pháp sao? Ngươi chừng nào thì học được? Đừng nói cho ta, ngươi xem liếc mắt nhà ta bản tôn ấn ký dùng đao pháp, liền copy đến đây. Đao pháp của ngươi thiên phú như thế sâu, sư phụ ngươi biết không? Chém, Tống Thư Hàng khống chế bản thân biến thành cự đao, hướng phía đệ tứ đen kịt thiên đạo ngôi sao công kích chém tới. Đao lạc, viên kia ngôi sao, bị chém ra. Nhưng Tống Thư Hàng biến thành cự nhận, cũng đi theo sụp đổ ra. Quả nhiên, đơn thuần bắt trước còn chưa đủ, đệ ngũ thiên đạo tiên tử một đao kia pháp huyền bí, Tống Thư Hàng không thể nắm giữ. Biến thành đi ra cự đao, hào nhoáng bên ngoài, nhiều nhất chỉ có tiên tử mấy phần uy năng. Đáng tiếc, chỉ học được cái hình, tinh túy còn không nắm giữ. Tống Thư Hàng nói. Luân hồi nhận tiên tử. Trầm mặc một lát sau. Nàng thở dài, muốn học không? Nghĩ, khó được gặp gỡ thích hợp đao của ta pháp. Tống Thư Hàng nói. Ta dạy cho ngươi, luân hồi nhận tiên tử nói. Ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi, chờ ngươi chứng đạo bất hủ về sau. Cũng nhớ kỹ ngẫu nhiên mang A Thập Lục về thiên hà tô thị tổ tinh nhìn xem ta. Thuận tiện lấy đừng quên cho ta bảo dưỡng xuống dưỡng đao thuật. Mặc dù là đạo khí, nhưng đạo khí cũng là muốn bảo dưỡng nha. Thật hương. Tạ ơn tiên tử, không có vấn đề. Tống Thư Hàng nói. Ta chỉ truyền ngươi khẩu quyết, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi. Luân hồi nhận tiên tử nói. Đầy đủ, Tống Thư Hàng mỉm cười đối với mình đao pháp thiên phú,
hắn vẫn là thoáng có chút tự tin. Thế là, tại mấy phút sau, hư không bên trong, hai thanh so địa cầu đường kính còn dài hơn cự đao, vô tình huy động, giống cắt hoa quả một dạng, không ngừng chém ra đen kịt cự lão thiên đạo ấn ký biến thành ngôi sao. Đen kịt thiên đạo ấn ký, thì cắn chặt Tống Thư Hàng không thả, đối với mình minh hữu đệ ngũ thiên đạo tiên tử công kích chẳng quan tâm. Hơn ngàn ngôi sao, đang không ngừng bị chém ra bất quá, đen kịt thiên đạo ấn ký, tổng có thể tồi động bản thân thân thể, hóa ra càng nhiều, càng lớn ngôi sao đến. Chỉ cần không có một hơi đem tất cả ngôi sao chém chết, hắn liền có thể biến ra càng nhiều. Dạng này cắt xuống đi, tựa hồ cũng không phải cái biện pháp. Chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. Hoặc là, lại thi triển một lần nhân quả đao. Luân hồi nhận tiên tử quan sát lấy thế cục, trầm giọng nói. Chính đang khi nói chuyện, tại đen kịt thiên đạo ấn ký biến thành ngôi sao hậu phương, có một đầu to lớn nắm đấm từ cổng không gian bên trong oanh ra, đối ngôi sao chính là một trận loạn đả chuyển vận. Loại này kinh điển phương thức công kích, là nho gia nhất hệ đặc sắc. Tống Thư Hàng đảo mắt nhìn lại, liền nhìn thấy thiên đạo. Đạo tử ấn ký hốc mắt trái, bị móc rơi, đổi lại thánh nhãn kim đan. Thế là, đổi mắt đạo tử ấn ký, không chút do dự đối với mình minh hữu đệ tứ thiên đạo ấn ký xuất thủ. Đây là hai vị minh hữu đâm lưng. Mà trong toàn bộ quá trình, đen kịt thiên đạo ấn ký, đối minh hữu đâm lưng không quan tâm, hắn vùi đầu đối bá tống, hung ác đổi chuyển vận. Một tên đáng thương, luân hồi nhận tiên tử nói khẽ. Nhưng là, đen kịt thiên đạo ấn ký càng đáng thương, nàng liền càng vui vẻ. Thống kích đội hữu của ta, bảo hộ địch nhân của ta. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử cùng đạo tử ấn ký, đem câu nói này phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Cả hai đối mục tiêu chân chính bá tống làm như không thấy, hết sức đổi lấy đệ tứ thiên đạo ấn ký. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn qua đạo tử ấn ký trong hốc mắt thánh nhãn kim đan quả nhiên, móc trong mắt đều là cường giả cấp cao nhất tiêu phối thủ đoạn. Hắn mặc dù để thánh nhãn kim đan bản thân phát huy, ngăn chặn đạo tử tiền bối ấn ký, nhưng cũng không có để nó tiến vào đạo tử thiên đạo ấn ký trong hốc mắt đi. Mà lại, thiên đạo ấn ký là cụ hiện hóa đi ra năng lượng thể, nếu như không phải hắn tự thân nguyện ý, Tống Thư Hàng căn bản không thủ đoạn đem thánh nhãn kim đan giáng lấp vào. Nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, đem thánh nhãn kim đan chứa vào hốc mắt, chính là đạo tử thiên đạo ấn ký bản thân. Đạo tử ấn ký, rất có thể là cảm ứng được thánh nhãn kim đan bên trong thuộc về lão sư khí tức, sau đó bản năng móc rơi trong mắt của mình, đem thánh nhãn kim đan trang đi lên để bảo vệ sư phụ của mình vật phẩm. May mắn những thứ này thiên đạo ấn ký cũng không phải là bất hủ bất diệt thể, nếu không đạo tử ấn ký coi như muốn chụp trong mắt, cũng làm không được. Mà tại đổi lại thánh nhân lão sư con mắt về sau, đạo tử ấn ký cũng bị thoáng kích hoạt, lập tức phản bội. Đối đạo tử tiền bối tới nói, lão sư so thiên đạo quan trọng hơn. Đệ tứ thiên đạo ấn ký, liền thành đạo tử thứ nhất cừu hận mục tiêu, mở cổng không gian, đối hắn chính là một đợt chi thức thiết quyền ẩu đả. Hư không bên trong, đệ tứ thiên đạo biến thành ngôi sao, không ngừng nổ tung, chặt đứt. Quá khó khăn. Rõ ràng hẳn là đánh hai cục diện, đánh lấy, liền biến thành đệ tứ đen kịt thiên đạo ấn ký một đối ba. Bá tống trong tay luân hồi nhận tiên tử, phát ra gà mái vui sướng tiếng cười. Mặc dù đây chỉ là cái thiên đạo ấn ký, nhưng chỉ cần nhìn thấy cùng đệ tứ thiên đạo có liên quan đồ vật bị đánh bạo, nàng chính là nhìn không được vui vẻ. Đúng. Chảm hắn, bạo hắn. Bá tống sử dụng gió lốc công kích long quyển chảm. Phía dưới tiếp bên trên thập tự khí liệu bạo tinh chảm. Sau đó chi tự vô địch thánh quang chảm liền lên. Cuối cùng lại lấy thiên đao táng tinh hà kết thúc công việc. Tống Thư Hàng. Luân hồi nhận tỉ tỉ, người nói những chiêu thức này, ta tất cả đều không sẽ. Đặc biệt là chiêu kia tô thị không truyền ra ngoài thiên đao táng tinh hà, hắn cũng rất muốn học a, chiêu kia có thể soái. Oanh chanh. Có đạo tử tiền bối ấn ký gia nhập về sau, đệ tứ thiên đạo ấn ký biến thành ngôi sao bị đánh nổ tốc độ, tăng lên rất nhiều. Đệ tứ thiên đạo ấn ký bắt đầu mệt mỏi phòng ngự, công ít thủ nhiều, càng nhiều khi ở giữa dùng tại tăng nhiều ngôi sao số lượng bên trên. Hắn tựa như là một cái vô tình cầy quái cơ, điên cuồng soát lấy ngôi sao to lớn. Sau đó những ngôi sao này lại bị đánh nổ, chặt đứt. Hiệu suất nâng lên thăng lên không ít. Nhưng nếu như công kích hiệu suất có thể lại đề thăng một chút, thì tốt hơn. Cứ như vậy, gia hỏa này liền không có thời gian công kích,
chỉ có thể phòng thủ, bị động bị đánh. Luân hồi nhận tiên tử tâm tình thật tốt. Thậm chí tại nhân quả chi lực sau khi kết thúc, nàng đều không nỡ cắt ra liên hệ, chủ động cung cấp lực lượng, duy trì lấy hư ảo chi đao tồn tại, tiến hành đứng ngoài quan sát. Luân hồi nhận tiên tử vừa dứt lời lúc, đột nhiên nơi xa, có một đạo to lớn phượng hoàng dương cánh bay cao, phượng hoàng ánh lửa chiếu sáng bầu trời sao. Phượng hoàng thể tích vô hạn mở rộng, cuối cùng mở rộng đến có thể so với ngôi sao hình thái. Mà tại cái này hỏa phượng hoàng phần đuôi, đứng thẳng một vị một chân tuấn mỹ nam tử. Tay hắn nắm ngôi sao to bằng hỏa phượng hoàng, bộ mặt biểu lộ tựa hồ còn có chút ngu ngơ, nhưng ở cái kia hỏa phượng hoàng dẫn đạo bên dưới, hắn cũng gia nhập vào cắt hoa quả trò chơi hàng ngũ. Hỏa phượng hoàng hét dài một tiếng về sau, cánh thu nạp, thân hình như là mũi khoan một dạng, hướng về phía trước đánh tới. Quanh mỗi một lần va chạm, nó đều có thể trực tiếp đem một khỏa ngôi sao đụng thành vỡ nát. Thiên đạo cầu đản tra ấn ký, Tống Thư Hàng nói. Luân hồi nhận tiên tử. Chính là đệ tam thiên đạo ấn ký, ta trước đó đạo khí cửu tu phượng hoàng đao chân chính chủ nhân. Cửu tu phượng hoàng đao, làm xinh đẹp, quay đầu một tỷ phát dưỡng đao thuật hầu hạ Tống Thư Hàng thoải mái cười to. Thiên đạo cầu đản tra ấn ký thật không có phản bội hắn chỉ là đơn thuần dựa vào bản năng. Bắt lấy cùng mình tựa hồ vô cùng mật thiết cửu tu phượng hoàng đao. Sau đó, hắn tựa như là bị cương husky chủ nhân, bị cửu tu phượng hoàng đao kéo lấy, bị động đối bạo viên kia ngôi sao. Hiện tại, là một đôi bốn cục diện, người một, chúng ta bốn. Luân hồi nhận tiên tử vui vẻ đối đệ tứ đen kịt thiên đạo kêu lên mặc dù nàng biết, đối phương chỉ là ấn ký, sẽ không mở miệng trả lời, không có thần trí. Nhưng nàng chính là muốn hô một cuống họng. Biểu đạt bên dưới bản thân vui vẻ nội tâm. Có thiên đạo cầu đản tra ấn ký cùng cửu tu phượng hoàng đao nhập trận về sau, đệ tứ đen kịt thiên đạo ấn ký, triệt để đã mất đi công kích cơ hội. Hắn chẳng những mệt mỏi phòng bị, vẫn phải đem tất cả năng lượng đều dùng tại gia tăng ngôi sao số lượng bên trên, triệt để hóa thành không có tình cảm cầy quái cơ. Ngoại trừ vô tình cầy quái, lấy duy trì không ngừng bị oanh nổ ngôi sao bên ngoài, hắn đã cái gì cũng không làm được. Chậc chậc. Rốt cục đến cực hạn, luân hồi nhận tử lời bình nói, hiện tại ngoại trừ soát ngôi sao bên ngoài, đệ tứ thiên đạo ấn ký đã cái gì cũng không làm được, lúc này chỉ lại muốn tăng thêm một điểm ngoại lực, liền có thể đánh vỡ cực hạn của nó, vỡ nát cân bằng, để nó triệt để cho bụi. Tống Thư Hàng nghe đến đó, không tự chủ được quan sát một chút xa xa tam nhãn thiếu niên thiên đạo ấn ký. Trừ bỏ bị bạch tiền bối mang đi bạch thiên đạo ấn ký, bất hủ đạo nhân thiên đạo ấn ký bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có tam nhãn thiếu niên ấn ký. Bất quá, tam nhãn thiếu niên ấn ký cũng không có phản bội dấu vết. Hắn chỉ là kiên nhẫn cùng thánh nhãn kim đan quần nhau. Dù cho không có thần trí, nhưng tam nhãn thiếu niên ấn ký dựa vào bản năng, như trước đang thận trọng đối đãi thánh nhãn kim đan, gia chiêu uy lực đều khống chế tại không làm thương hại thánh nhãn kim đan phạm vi. Kể từ đó, dựa vào một khỏa thánh nhãn kim đan liền có thể một mực kiềm chế lại tam nhãn thiếu niên thiên đạo ấn ký, cùng hắn quần nhau. Xem ra, hy vọng tam nhãn thiếu niên thiên đạo ấn ký, là không có cơ hội. Tống Thư Hàng nói, có lẽ, có thể chờ mong bên dưới bạch tiền bối bên kia biến hóa. Thư Hàng ngươi gọi ta, Tống Thư Hàng bên tai vừa lúc vang lên bạch tiền bối thanh âm. Sau đó, bạch tiền bối thân ảnh từ xa đến gần. Mấy bước liền xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Thiên đạo bạch ấn ký cùng công đức đạo nhân ấn ký đều giải quyết. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, trên người của ta có một bộ thiên đạo bạch luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là hắn đã sớm chuẩn bị xong hậu thủ. Nửa bước siêu thoát hắn, tựa hồ thấy được rất nhiều thứ. Sau đó, hắn ấn ký cùng công đức đạo nhân ấn ký, đều được giải quyết. Hiện tại, chúng ta liên thủ xử lý trước đen kịt thiên đạo ấn ký sao? Bạch tiền bối hỏi. Không, ta đề nghị chúng ta trước đâm lưng rơi mấy vị khác tiền bối thiên đạo ấn ký. Bằng không mà nói, nếu là đen kịt thiên đạo ấn ký vừa biến mất, cái khác thiên đạo ấn ký, liền sẽ đối chúng ta xuất thủ. Tống Thư Hàng cơ chí nói. Luân hồi nhận tiên tử. Vô tình nam nhân. Ta lại đổi mới một chương, ngoài ý muốn không? Dù sao cũng là qua năm mới. Cá ướp muối như ta, cũng phải phấn đấu một chút, cho các vị đạo hữu tiên tử nhóm ý tứ. Canh ba đưa bên trên, lần nữa chúc đại gia năm 2020, tâm tưởng sự thành, suy nghĩ thông suốt, việc học có thành tựu,
sự nghiệp mỹ mãn. Đừng nhìn hiện tại thế cục tốt đẹp, một đám thiên đạo ấn ký cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tại vây đánh thứ tư đen nhánh thiên đạo ấn ký. Nhưng cái này vẻn vẹn bởi vì thứ tư đen nhánh thiên đạo ấn ký thành cái khác thiên đạo ấn ký đệ nhất cửu hận đối tượng, tạm thời vượt qua Tống Thư Hàng cái này đệ nhị cửu hận đối tượng. Tống Thư Hàng cùng cái khác thiên đạo ấn ký quan hệ trong đó, cũng không có từ đối địch cải thành đồng minh. Tự liền lắp thánh nhãn kim đan đạo tử tiền bối ấn ký, tối đa cũng chỉ là biến thành trung lập trạng thái. Cho nên, lúc này không thể ngay lập tức đi đối bạo thứ tư đen nhánh thiên đạo ấn ký. Một khi thứ tư thiên đạo ấn ký bị đánh nổ, đã mất đi cái này kéo cửu hận đối tượng, còn lại thiên đạo ấn ký, lại sẽ đem cửu hận mục tiêu rơi trên người Tống Thư Hàng. Có đạo lý, Bạch tiền bối dây hiểu Tống Thư Hàng ý tứ. Mặc dù cảm giác có điểm vô tình, nhưng cái này đích xác là lựa chọn chính xác nhất. Luân hồi nhận tiên tử lý giải nói, đã như vậy, thừa dịp từng cái thiên đạo ấn ký ở lưng đâm thứ tư thiên đạo ấn ký lúc, chúng ta trước hết đâm lưng tuột bọn hắn. Đâm lưng ngay tại đâm lưng địch nhân của địch nhân. Đâm lưng đâm lưng đâm lưng. Như vậy, chúng ta trước lựa chọn cái nào thiên đạo ấn ký, làm mục tiêu thứ nhất. Tống Thư Hàng đặt câu hỏi nói. Trước mắt, béo cầu thiên đạo bạch, công đức đạo nhân ba cái thiên đạo ấn ký, đã bị giải quyết. Trên trận có thể dùng để đâm lưng, còn có đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, thiên đạo cầu đản cha ấn ký, đạo tử ấn ký cùng đánh xì dầu tam nhãn thiếu niên thiên đạo ấn ký. Nếu không, từ lực công kích yếu nhất bắt đầu, trước giữ lại lực công kích mạnh thiên đạo ấn ký, cứ như vậy, có thể mức độ lớn nhất lợi dụng lực công kích, áp chế thứ tư thiên đạo sao trời. Luân hồi nhận tiên tử đề nghị. Như vậy, trước hết xử lý tam nhãn thiên đạo ấn ký đi. Tống Thư Hàng cặp kia không có hảo ý con mắt, nhìn về phía ngay tại vẩy nước đùa chơi thánh nhãn kim đan đệ nhị thiên đạo ấn ký. Đệ nhị thiên đạo không tham dự áp chế đen nhánh thiên đạo sao trời trong hoạt động. Không thích sống chung, cô lập bên ngoài. Đã nó không cách nào đối thứ tư thiên đạo sao trời sinh ra áp chế hiệu quả, không cách nào cống hiến lực lượng, vậy liền trước đem nó đối bạo. Tán thành, luân hồi nhận tiên tử nói chỉ cần nhà nàng thiên đạo ấn ký, không phải cái thứ nhất bị đối bạo là được. Tốt nhất, nhà nàng thiên đạo ấn ký, có thể lưu tại đối bạo đen nhánh thiên đạo ấn ký về sau. Cứ như vậy, tâm tình của nàng liền có thể càng tốt hơn một chút. Ta cũng cảm giác có thể. Bạch tiền bối gật đầu trả lời. Bạch tiền bối đã cũng lựa chọn đồng ý tuyển hạng, như vậy liền đại biểu cho cái lựa chọn này hơn 9 thành là tối ưu lựa chọn, còn lại một thành cơ hội là lựa chọn tốt. Cậu đàn cha cùng tam nhãn tiền bối bên kia cũng không có ý kiến, đồng ý cái thứ nhất trước đối bạo tam nhãn thiếu niên ấn ký. Đạo tử tiền bối trải qua phỏng đoán, cũng cảm giác cái phương án này thỏa đáng nhất. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Vì có thể để cho bên ngoài sân tiếp ứng đoàn các tiền bối có thể tùy thời vì hắn cung cấp ý kiến, Tống Thư Hàng một mực hữu dụng tu liêu trường sinh pháp đem chiến cuộc tình huống chụp ảnh, tuyên bố đến vòng bằng hữu, sau đó hạn định tiếp ứng đoàn quan sát quyền hạn. Nếu như vừa đến, mặc dù thân ở bên ngoài sân, nhưng các vị tiền bối đại năng, có thể tùy thời hiểu rõ tình hình chiến đấu, cũng kịp thời vì Tống Thư Hàng cung cấp hữu dụng nhất đề nghị. Ba Tống, xưa nay không là một người tại chiến đấu. Như vậy, thương lượng một chút đối bạo tam nhãn thiên đạo ấn ký phương án đi. Ta cường hóa nhân quả đao hẳn là còn có thể sử dụng hai lần tả hữu. Lưu tại hiện thế tam thi, trước mắt mỗi một bộ đều có thể vì ta gánh chịu một phần nhân quả. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nếu như không cân nhắc nhân quả đối chứng đạo bất hủ cuối cùng khâu ảnh hưởng, vậy ta bản thể là vật dẫn, còn có thể lại đến một đao. Vậy cái này hai đao, giữ lại đằng sau lại dùng. Bạch tiền bối quyết định nói, lần này, tái sử dụng một lần thủ pháp của ta đi. Nhưng cần Thư Hàng ngươi phối hợp. Bạch tiền bối nói thủ pháp, chính là thiên đạo bạch lưu lại bộ kia tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Là nửa bước siêu thoát thiên đạo bạch, lưu lại chuẩn bị ở sau. Bạch tiền bối trước đó chính là dùng bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, sử dụng thiên đạo bạch ấn ký, đem công đức đạo nhân ấn ký đánh nổ. Ta muốn làm sao phối hợp? Tống Thư Hàng hỏi. Ta cần ngươi á bất hủ trạng thái, mặt khác ngươi bây giờ thi triển 10.000 ngàn mét cự đao trạng thái, cũng có thể phát huy được tác dụng. Bạch tiền bối tế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Bộ này từ nửa bước siêu thoát thiên đạo bạch tự tay luyện chế pháp khí, có thể tiếp nhận thiên đạo thứ nguyên áp lực. Sau đó, bạch tiền bối nhẹ nhàng đập một cái. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bắt đầu tổ hợp, biến hình.
Tràng diện huyễn khốc. Rất nhanh, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí liền biến thành một cái ống pháo trạng hình thái. Bất quá cái này ống pháo không chỉ một họng pháo, ngược lại giống súng máy Gatling, có rất nhiều họng pháo vòng cùng một chỗ đáng sợ tư thái. Nhìn thấy cái đồ chơi này lúc, Tống Thư Hàng vô ý thức cảm giác sợ hãi trong lòng. Dù cho đối mặt thiên đạo béo cầu cái kia chiến tranh thành lũy hình thái vô số họng pháo, Tống Thư Hàng tâm lý đều không như thế run rẩy qua. Loại này run rẩy cảm giác, bắt nguồn từ một loại vô nhân đạo trực giác. Thiên đạo cấp trực giác nói cho hắn biết, bạch tiền bối tế ra cái này gắt linh pháo, khả năng rất phí người. Đến, Thư Hàng, trước hóa thành nhân hình trạng thái. Bạch tiền bối hướng Thư Hàng nhanh chóng vẫy gọi tiểu tần suất có thể cao. Lúc này trong cuộc chiến, dù cho thiếu đi Tống Thư Hàng, cái khác mấy cái thiên đạo ấn ký, vẫn như cũ có thể một mực áp chế đen nhánh thiên đạo sao trời, để đen nhánh thiên đạo sao trời ở vào mệt mỏi phòng bị trạng thái, nhưng không phản kích dư lực. Cho nên Tống Thư Hàng hoàn toàn có thể tạm thời bước ra ra. Bạch tiền bối, cái đồ chơi này phí người không? Tống Thư Hàng hóa thành nhân hình về sau, cẩn thận hỏi. Có điểm phí, nếu như là phổ thông kiếp tiên hoặc trường sinh giả, đoán chừng không chống được một phát. Thiên đạo bạch ấn ký bởi vì không bất hủ bất diệt thuộc tính, cho nên cái chuyển hóa thành 100 phát tả hữu. Nhưng người không giống, người phù hợp. Bạch tiền bối an ủi. Tống Thư Hàng có thể là toàn thân Á bất hủ cộng trường sinh đạo đã tại Á thăng thiên đạo khâu đạt được cường hóa. Á bất hủ cấp, liền cơ hồ không cách nào bị phá hủy. Có thể nói, lúc này Tống Thư Hàng hiệu quả hoàn toàn lớn hơn một cái thiên đạo ấn ký. Hơn nữa, còn là có thể tuần hoàn lợi dụng cấp bậc. Tống Thư Hàng. Thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Vũ Nhu Tử nếu như là Vũ Nhu Tử tính cách, có thể sẽ bởi vì tò mò, rất vui vẻ đi nếm thử bên dưới cái này pháp khí A. Mau tới, đừng lãng phí thời gian. Bạch tiền bối nhiệt tình đối Tống Thư Hàng vẫy gọi. Tống Thư Hàng cắn răng một cái, nhắm mắt lại, không phản kháng. Một lát sau. Tống Thư Hàng tại tuyến bên ngoài sân tiếp ứng đoàn các thành viên, liền từ bá tống vòng bằng hữu, thấy được bá tống tuyệt vọng gương mặt. Cùng bị chứa vào đến một cái kỳ quái pháp khí bên trong bá tống. Kia là một cái cùng loại gát linh pháo pháp khí, Tống Thư Hàng thân thể thì bị chứa vào đến lớp đạn miệng bên trong. Bạch tiền bối. Cẩu đản cha. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đạo tử. Trong lúc nhất thời, tiếp ứng đoàn thành viên. Đánh ra chỉnh tề một loạt dấu chấm hỏi. Đây là muốn làm gì? Từ hôm nay trở đi, xin gọi ta Tống. 1 phút 1.000 phát, Thư Hàng, mỗi 1 phút đánh ra bá Tống, giá trị có thể quy ra thành một cái chư thiên vạn giới vị diện. Tống Thư Hàng lại bổ sung nhắn lại. Tống Thư Hàng loại này chuyển đổi pháp, kỳ thật đã là tại khiêm tốn. Hắn hiện tại, có thể nói là hành tẩu ở nhân gian tiểu thiên đạo, nếu thật là 1.000 cái bá Tống điệp ra giá trị. Tuyệt đối không phải một cái chư thiên vạn giới vị diện có thể đổi lại. Hoàn thành khóa mục tiêu, bạch tiền bối lên tiếng nói, đồng thời bắt đầu vì tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bổ sung năng lượng. Pháp khí quản nhiều ống pháo, đã xa xa khóa chặt tam nhãn thiên đạo ấn ký. Bạch tiền bối, ta muốn hỏi một chút, trước đó thiên đạo bạch ấn ký, cũng là như thế bị đặt vào sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Mà lại là chính hắn bỏ vào đi. Phi thường chủ động. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng ung dung thở dài, như vậy, ta nội tâm ngược lại là thoáng đạt được chút an ủi. Dù sao, thiên đạo bạch đều đã từng bị phát xạ qua. Hắn đây cũng là có được thiên đạo bạch ấn ký cao quy tắc đãi ngộ. Tâm lý không hiểu liền thăng bằng rất nhiều. Một hồi kết thúc về sau, người nói cho ta một chút thể nghiệm. Lần sau, đổi thành ta, bạch tiền bối nghĩ nghĩ về sau. Lại lên tiếng dặn dò. Tống Thư Hàng. Không, ta không làm. Đem bạch tiền bối lắp đến trong ống pháo bắn ra đi sự tình, nghe tựa hồ rất không tệ. Nhưng vạn nhất gây nên quỷ dị khí vận bắn ngược làm sao bây giờ? Ta bá Tống còn muốn sống qua năm 2020. Cho nên, không cần phiền toái, bạch tiền bối. Loại này chỉ là việc nhỏ, liền giao cho ta đi. Ta có thể là toàn thân Á bất hủ nam nhân. Không cần lo lắng cho ta tiêu hao. Tống Thư Hàng nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn cái kia mãnh liệt cầu sinh dục, khiến luân hồi nhận tiên tử cảm động. Không được, còn lại còn có mấy cái thiên đạo ấn ký phải giải quyết, chúng ta vẫn là thay phiên lên sẽ tương đối tốt. Mà lại,
cũng không phải một mình ngươi chứng đạo. Lần này, là hai chúng ta cá thể, đồng thời chứng đạo. Bạch tiền bối nghiêm túc đáp, thân là tiền bối, ta cũng không thể đem tất cả khó khăn đều để ngươi đến gánh chịu. Tiền bối, phải có tiền bối dáng vẻ. Nếu như có thể nói, bạch tiền bối hy vọng chính mình có thể nhiều gánh chịu một chút khó khăn. Chiếu cố hậu bối, cũng là cửu châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu yêu lương truyền thống. Luân hồi nhận tiên tử nghe đến đó, lại bị cảm động không hổ là hai cái có thể đồng thời chứng đạo khác biệt cá thể, bá tống cùng bạch đạo hữu ở giữa, lẫn nhau vì đối phương cân nhắc, lẫn nhau hiệp trợ. Cái này có lẽ chính là bọn hắn có thể khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo cơ sở A. Đang lúc luân hồi nhận tiên tử âm thầm cảm động lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, bạch tiền bối. Kỳ thật, ngươi là mình muốn bị bắn chơi A. Bạch tiền bối thon dài tay cứng đờ. Tựa hồ bị nói trúng rồi. Luân hồi nhận tiên tử. Phát xạ, bạch tiền bối chụp xuống tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cái nút bắn thời gian loại vật này, chỉ cần lớn quả nhiên vẫn là sẽ cải biến người tính cách. Nhớ kỹ lúc mới đầu, Thư Hàng cho dù là phát hiện hắn hủy đi hỏng đồ điện gia dụng, cũng sẽ không ở trước mặt vạch trần, mà là sẽ thiện ý lựa chọn làm như không thấy. Nhưng, từ khi thành bá tống về sau, Thư Hàng nhanh mồm nhanh miệng thuộc tính liền bị khuếch đại, không có thuốc nào cứu được. Theo bạch tiền bối khẩu lệnh âm thanh, Tống Thư Hàng cảm giác chính mình toàn thân lực lượng phảng phất bị rút sạch. Loại này rút sạch là triệt để ép khô cấp rút sạch. Đón lấy. Một cái bá tống đơn vị cấp năng lượng bị chuyển hóa thành hơn 10 phát đạn pháo so với thiên đạo bạch ấn ký đến, một cái bá tống chuyển hóa suất muốn hạ thấp gấp 10. Này chủ yếu là bởi vì, cái này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình thức, là thiên đạo bạch sáng tạo chuẩn bị ở sau, nguyên bản thiết lập tốt muốn phát xạ chính là thiên đạo bạch ấn ký. Tống Thư Hàng bị nhét vào, kỳ thật có chút không hợp quy cách. Hắn sở dĩ có thể bị pháp khí tiếp nhận. Chủ yếu là bởi vì Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối ở giữa, lợi dụng nho gia thánh nhân thiên phú, tiến hành qua bổ sung. Cái này mới miễn cưỡng thông qua pháp khí chứng nhận. Đại giới chính là chuyển hóa suất thấp xuống chút. Cũng may, mỗi mai đạn pháo uy lực, cũng tăng cường 7-8 lần nhiều, thua thiệt không tính quá nhiều. Bị nháy mắt ép khô sau, bởi vì bất hủ phì kình kim đan lực lượng cộng á bất hủ thể chất, lại thêm tu liêu trường sinh pháp tùy thời bổ sung. Vừa mới ép khô, Tống Thư Hàng năng lượng trong cơ thể lại sẽ rất nhanh khôi phục. Tiếp lấy lại bị ép khô, khôi phục lại. Lòng vòng như vậy. Cộc 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 đát đát. Gát linh pháp khí hỏng pháo bên trong, liên tục không ngừng bắn ra từ bi bá tống đạn pháo. Mỗi một quả đạn pháo bên trong, đều ẩn chứa bá tống tu liêu chi đạo cộng á bất hủ cấp oanh kích huy lực, thậm chí mỗi một mai đạn pháo tại ra khỏi nòng về sau, còn kèm theo lên một tầng lấy thân hóa đao đao pháp. Phụ lên một tầng cự đao đao mang tổn thương. Đối diện, nguyên bản ngay tại đùa chơi thánh nhãn kim đan đệ nhị thiên đạo ấn ký đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy nó làm ra một cái khiến Tống Thư Hàng không dám tin cử động. Đệ nhị thiên đạo ấn ký vậy mà quay người ngăn tại thánh nhãn kim đan trước mặt, bảo hộ thánh nhãn kim đan. Một màn này, quả thực khiến người cảm động. So sánh dưới, Tống Thư Hàng cảm giác mình tựa như là thành nhân vật phản diện đồng dạng. Tại hãm hại chính phái nhân sĩ. Tâm linh bị xúc động bá tống, nháy mắt đem một màn này chụp hình, gửi đi cho mình bên ngoài sân tiếp ứng đoàn thành viên. Hắn vừa tới cùng phát xong hình ảnh. Hàng trăm hàng ngàn mai bá tống đạn pháo đã vô tình rơi vào đệ nhị thiên đạo ấn ký trên thân. Cộc cộc cộc, hỏa lực tiếng điếc tai nhức óc, chí mạng bá tống đạn vô tình rơi vào đệ nhị thiên đạo ấn ký bên trên. Trọn vẹn một phút xạ kích sau. Đệ nhị thiên đạo ấn ký đã thịt nát xương tan, cái gì cũng không có lưu lại. Hư không bên trong, chỉ có viên kia bị bảo tồn hoàn hảo thánh nhãn kim đan lưu tại nguyên địa, tựa hồ tại hướng thế nhân lên án bá tống tàn nhẫn. Mặc dù thánh nhãn kim đan, vốn chính là bá tống đồ vật, căn bản không cần lo lắng lại nhận tổn thương. Xạ kích kết thúc, gát linh ống pháo cửa nạp đạn có chút sau đạn, đem Tống Thư Hàng đẩy ra. Cảm giác như thế nào? Thư Hàng. Bạch tiền bối trên mặt điềm tĩnh mỉm cười, đưa tay đem Tống Thư Hàng kéo. Luôn cảm giác mình làm một kiện rất vi phạm lương tâm sự tình, cảm giác chính mình thành vô tình nhân vật phản diện. Tống Thư Hàng suy tư trả lời. Luân hồi nhận tiên tử bổ đao, người tại lựa chọn đâm lưng cái này chút thiên đạo ấn ký thời điểm, liền rất vô tình. Bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm, bạch tiền bối đem Tống Thư Hàng lôi ra đến về sau.
chính mình nhanh chóng nằm vào đến cửa nạp đạn, nói, đến phiên ta, thân là tiền bối. Phía dưới đến phiên ta đến gánh chịu khó khăn, kế tiếp, trước diệt ai? Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, đạo tử tiền bối ấn ký trước mắt trạng thái hẳn là tốt nhất một cái, coi như không thứ tư thiên đạo ấn ký kéo cửu hận, hắn cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Cho nên, chúng ta trước đem cẩu đản tra ấn ký diệt trừ đi. Vậy liền khóa chặt nó, Bạch tiền bối đồng ý nói. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền muốn hỏi, đệ tam thiên đạo không phải rồng sao? Tại sao là cẩu đản? Luân hồi nhận tiên tử hỏi. Không, ta mới là cẩu, không đúng. Nói đúng ra, Trình Lâm mới là cẩu đản. Hắn là cẩu đản cha, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn lại đối Bạch tiền bối nói, Bạch tiền bối, kỳ thật ta có một cái to gan ý nghĩ. Chúng ta vì cái gì không nhiều lắp mấy cái đạn nguyên đi vào, một hơi đem trước mắt tất cả thiên đạo ấn ký, toàn bộ oanh bạo đâu. Khống chế pháp khí, luân hồi nhận tiên tử có thể vì chúng ta làm thay. Dù sao thiên đạo ấn ký chính tụ tập hợp một chỗ, vừa vặn một đợt đoàn diệt, không phải sao. Nhưng là, đạn nguyên không đủ a. Luân hồi nhận tiên tử đưa ra nghi ngờ trong lòng. Trước mắt 28, năm thiên đạo ấn ký bên trong, đã bị giải quyết hết 4 cái thiên đạo ấn ký. Còn thừa lại bị vây đánh đen nhánh thứ tư thiên đạo ấn ký. Bá tống nhà thiên đạo cẩu đản cha ấn ký. Nhà nàng bản tôn đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký. Cùng đem thiên đạo hạch toán năng lực đều chế tác thành ngoại quải giao cho bá tống đạo tử ấn ký. Coi như đem Tống Thư Hàng cùng Bạch đạo hữu cùng một chỗ bổ sung đến pháp khí bên trong, hóa thành đạn nguyên, nghĩ một đợt giải quyết đối diện 4 cái thiên đạo ấn ký, cũng còn kém một chút. Muốn bao trùm đả kích, ít nhất phải 3 cái đạn nguyên mới được. Nếu như phải thận trọng cân nhắc, lý do an toàn lời nói tốt nhất có thể có được 4 cái đạn nguyên, mới có thể cam đoan một hơi bộc phát đầy đủ đạn dược, đem còn sót lại 4 cái thiên đạo ấn ký toàn bộ thình thịch tuột. Ta cùng Bạch tiền bối không đủ, liền nghĩ biện pháp nhờ người ngoài. Tống Thư Hàng xoa cằm, suy tư nói, đệ ngũ thiên đạo tiên tử có thể hay không từ bên ngoài sân cung cấp một phần thiên đạo ấn ký cấp bậc bất hủ lực lượng tới. Ngươi vì cái gì không muốn càng đẹp một chút, trực tiếp nghĩ lấy để ta bản tôn giáng lâm thiên đạo thứ nguyên, thay ngươi xử lý tất cả thiên đạo ấn ký. Luân hồi nhận tiên tử truyền âm nhập mật trả lời. Sở dĩ dùng truyền âm phương thức, là bởi vì nàng tại truyền âm nhập mật cuối cùng. Phụ một cái khinh thường gạch dưới, biểu lộ. Cái này hiển nhiên là thăng cấp bản truyền âm nhập mật, lại còn bổ sung biểu lộ công năng. Thông qua điểm này đó có thể thấy được, bình thường luân hồi nhận tiên tử một mình ở tại luân hồi cung bên trong, là có bao nhiêu nhàm chán. À, ý tưởng này ngược lại là mỹ tích hung ác. Tống Thư Hàng nói. Nghĩ lại đẹp cũng vô dụng. Luân hồi nhận tiên tử đâm tâm nói. Tống Thư Hàng trước đó nương tựa theo nhân quả đao cùng tu lưu trường sinh đạo năng lực, thông qua chư thiên vạn giới phân lưu con đường. Mới góp nhặt một đao lực lượng. Muốn để đệ ngũ thiên đạo tiên tử thông qua đơn nhất con đường, trực tiếp truyền tống một cái thiên đạo ấn ký lực lượng tiến đến, chỉ sợ muốn truyền cái 80-100 năm, mới có thể truyền xong, thậm chí có thể muốn thời gian dài hơn. 80-100 năm về sau, giao quốc vàng đều lạnh thấu. Đáng tiếc, rõ ràng có cường đại như vậy ngoại viện, lại không cách nào ra trận. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Đã không cách nào nhờ người ngoài. Vậy cũng chỉ có dẫn trước mình lực lượng. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía thánh nhãn kim đan vị trí, nơi đó là thiên đạo tam nhãn thiếu niên ấn ký bị phá hủy chỗ. Thánh nhãn kim đan sao? Nhưng nho ra thánh nhân cuối cùng vẫn là không chứng đạo, cũng không thể thay thế một cái đạn nguyên vị trí. Bạch tiền bối xoay người ghé vào băng đạn bên trong, lên tiếng nói. Không, ta nhìn chúng chính là khác một vật. Tống Thư Hàng lắc lắc tay, một chiêu này. Hơi có chút thời gian không sử dụng. Chủ yếu là không gặp gỡ thích hợp đối tượng. Nhưng mục tiêu của hôm nay, làm ta rất vừa ý, chính thích hợp ta thi pháp. Luân hồi nhận tiên tử nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi Tống Thư Hàng, thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít. Từ đầu đến giờ, luôn luôn có thể phát huy được tác dụng bí pháp, ngươi đến cùng biết bao nhiêu loại bí pháp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Hắn này quỷ dị phản ứng, khiến luân hồi nhận tiên tử sững sờ. Hiểu sơ một chút, hiểu sơ, Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, hắn không cho luân hồi nhận tiên tử có tiếp tục hỏi tiếp cơ hội, trực tiếp xuất thủ thi pháp, ra đi, bằng vào ta trước mắt ý chí cùng năng lượng làm cơ sở, bá thần trụ.
Đây chính là một đời ma đế Hà Chỉ Tiền Bối chân truyền trụ pháp. Sử dụng Hà Chỉ Tiền Bối một câu hình thức, bá thần trụ chỗ cắm, chính là bá tống quốc độ. Hôm nay, bá thần trụ trụ sinh, đem đạt tới một cái mới đỉnh phong. Bởi vì bá tống muốn ngưng tụ, là thiên đạo ấn ký sức mạnh còn sót lại dùng thiên đạo tam nhãn tiền bối ấn ký năng lượng rèn đúc một cây xưa nay chưa từng có thiên đạo trụ. Nếu là có thể thành công, đây tuyệt đối sẽ trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất trụ tử hàng ngũ. Từ ban sơ huyền thánh trụ, càng về sau trường sinh trụ, đến đặc thù thiên kiếp trụ. Hôm nay, bá tống rốt cục đem ma chảo đưa về phía thiên đạo. Đây là một loại tất nhiên phát triển. Từ bá tống học được bá thần trụ một ngày kia trở đi, liền chú định một ngày này, sớm muộn sẽ đến. Dù sao lấy bá tống gây sự năng lực, chính diện đối lên thiên đạo, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoa! Theo Tống Thư Hàng thi pháp, lấy tam nhãn thiên đạo ấn ký còn sót lại năng lượng, ấn ký mảnh vỡ làm trung tâm, một đạo gió lốc cuốn lên, hình thành vòi rồng. Mà tại cái này vòi rồng trung tâm, có một cây đáng sợ trụ tử bắt đầu ngưng tụ. Đồng thời, Tống Thư Hàng trên người bất hủ phì kình kim đan cộng á bất hủ lực lượng liên tục không ngừng bị rút ra, rót vào đến căn này mới bá thần trụ bên trong. Liền cùng trước đó bị chứa vào gát linh ống pháo đồng dạng, hắn một lần lại một lần bị ép khô, như thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn 9 lần. 9 lần qua đi, trụ tử triệt để thành hình. Từ căn này trên cây cột, tản mát ra thiên đạo ấn ký cấp bậc uy áp, đạo ngân. Còn có tam nhãn thiếu niên ấn ký lực lượng. Đây là một cây thông thiên chi trụ. Bình thường trường sinh giả lực lượng biến thành bá thần trụ, chiều dài đại khái đều tại 40 mét khoảng 100 mét. Mà căn này lấy tam nhãn tiền bối ấn ký biến thành bá thần trụ, liếc nhìn lại, phảng phất trông không đến phần cuối. Cán bên trên, hiển hiện rất nhiều thời tiết đồ án. Có trời nắng, có trời đầy mây, có mưa rào, có sấm chớp, có tuyết lớn. Mỗi một phó bản đồ thời tiết tầng mây bên trong, đều ẩn giấu đi ba con ngươi, tựa hồ đang dò ngó lấy thế gian. Tống Thư Hàng thông qua cảm ứng, có thể nhìn đến trụ tử đỉnh, có một vị tam nhãn thiếu niên bộ dáng pho tượng. Nó hình thái cùng cửu u tam nhãn thiếu niên tiền bối cơ hồ giống nhau, thậm chí tại pho tượng kia bên người, cũng có một cái tròng mắt quản gia. A, Tống Thư Hàng nhìn qua tròng mắt quản gia pho tượng. Vì cái gì tròng mắt quản gia, cũng sẽ xuất hiện tại thiên đạo pho tượng bên trong. Chẳng lẽ, nó cùng tam nhãn thiên đạo, kỳ thật là một cái cá thể. Nhưng cửu u tam nhãn tiền bối đối đãi tròng mắt quản gia lúc, căn bản không giống như là đối đãi chính mình một phần thân thể. Trong mắt quản gia còn trăm phương ngàn kế nghĩ lấy đi ăn máng khác đâu. Cái này có ý tứ, Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Hắn lại đưa tay đối trụ tử vừa nhấc, để trụ tử thu nhỏ hóa, hóa thành trường côn lớn nhỏ, lơ lửng ở trước mặt mình. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta bá thần trụ hệ liệt sản phẩm mới thiên đạo trụ. Tam nhãn trụ. Một ngày này, bá thần trụ lại tăng thêm mới hệ liệt. Tàn nhẫn lại đáng sợ bí pháp luân hồi nhận tiên tử âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Bá tống trên người bí pháp, lại quỷ dị, lại tuyệt tình. Chết tại bá tống trong tay địch nhân, nếu như trước khi chết không tiêu hủy chính mình thi thể, liền còn muốn bị tiên thi, sau khi chết còn muốn hóa thành trụ tử, cung cấp bá tống cả đời khu xử. Quả thực có thể so với phương Tây hệ thống tu luyện tử linh pháp sư. Thành, bạch tiền bối. Ngươi nhìn cái này thiên đạo trụ có thể phát huy được tác dụng sao? Tống Thư Hàng đem thiên đạo trụ, tam nhãn trụ đưa cho bạch tiền bối. Bạch tiền bối tiếp nhận thiên đạo trụ, đưa nó để vào đến tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Gát linh pháo băng đạn bên trong. Một lát sau, có thể thực hiện, bạch tiền bối gật đầu nói, bất quá, một cây thiên đạo trụ năng lượng muốn thấp hơn thiên đạo ấn ký. Chúng ta còn cần càng nhiều thiên đạo trụ mới được. Nói. Bạch tiền bối đưa tay, lấy ra hai cái bảo hạp. Bảo hạp chất liệu là từ thực chất hóa công đức chi lực cấu thành, phòng ấn hộp đồ vật là hai cây tóc dài. Vốn là muốn giữ lại bọn chúng, tương lai có lẽ có thể dùng để rèn đúc đạo khí. Hiện tại, vừa vặn phát huy được tác dụng, bạch tiền bối đem hai cái bảo hạp giao cho Tống Thư Hàng. Thiên đạo ấn ký mảnh vỡ, Tống Thư Hàng ngầm hiểu. Có thể bị bạch tiền bối cẩn thận từng ly từng tí giả thành. Số lượng lại là hai cái, chính phù hợp trước đó bị bạch tiền bối mang đi thiên đạo bạch ấn ký cùng công đức đạo nhân ấn ký số lượng. Không sai, bạch tiền bối gật đầu nói. Trùng hợp như vậy, luân hồi nhận tiên tử dương mắt nhìn trời.
không hổ là hai cái ăn ý đến có thể hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo tồn tại. Một cái đem địch nhân xử lý về sau, còn muốn luyện chế thành bá thần trụ. Khác một cái đem địch nhân xử lý về sau, còn muốn lấy đem địch nhân tương lai luyện chế thành đạo khí. Đều là ngoan nhân. Mà lại, bởi vì loại này ăn ý, Bạch đạo hữu xử lý hai cái thiên đạo ấn ký thu thập mảnh vỡ cùng còn sót lại năng lượng, vừa vặn cung cấp Tống Thư Hàng sử dụng, trùng hợp một nhóm. Cảm giác trong cõi u minh, may mắn loại vật này, ngay tại chiếu cố bá Tống cùng Bạch đạo hữu. Còn tốt hai gia hỏa này không phải địch nhân. May mà ta Thiên Hà Tô Thị cùng hai gia hỏa này là hữu hảo quan hệ. May mắn xong, Luân Hồi Nhận Tiên Tử ho nhẹ một tiếng, nói, ta chỗ này cũng có một chút đồ vật, có thể giao cho ngươi, bá Tống. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhãn tình sáng lên hỏi, Luân Hồi Nhận Tiên Tử ngươi nghĩ cống hiến mình lực lượng, để ta chế tác thành đạo khí trụ sao? Đạo khí trụ cũng tốt, mặc dù so ra kém thiên đạo trụ, nhưng uy lực cũng rất lớn, Tống Thư Hàng cũng sẽ không cự tuyệt. Phi, Luân Hồi Nhận Tiên Tử dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí giận phi bá Tống ta sống hảo hảo, tại sao phải nghĩ quẩn để ngươi chế tác thành trụ. Hung hăng phi xong bá Tống về sau, Luân Hồi Nhận Tiên Tử có chút ra khỏi vỏ, từ A Thập Lục trong vỏ đao mang ra bộ phận thiên đạo ấn ký mảnh vỡ tới. Đây là bị Tống Thư Hàng một đao chém chết thiên đạo béo cầu ấn ký. Tại ngươi đem thiên đạo cầu ấn ký trảm bạo về sau, ta nhìn điểm ấy thiên đạo ấn ký mảnh vỡ. Cảm giác có lẽ có thể dùng để cho A Thập Lục vỏ đao thăng cái cấp, cho nên liền đem bọn chúng lưu lại. Hiện tại trước cho ngươi dùng đến, tương lai đừng quên nhiều hơn cho A Thập Lục vỏ đao khai quang. Luân Hồi Nhận Tiên Tử nói. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng tiếp nhận thiên đạo béo cầu ấn ký mảnh vỡ, mặt mày hớn hở, kể từ đó, chúng ta bên này liền có thể thêm ra 4 cái thiên đạo trụ đến. Đầy đủ một đợt mang đi còn sót lại thiên đạo ấn ký. Chờ một đợt mang đi về sau, lại có thể lại ngưng tụ 4 cái thiên đạo trụ, góp đủ một bộ tới. Bạch tiền bối nhắc nhở. Đáng tiếc đệ nhất thiên đạo, xóa đi hắn tự thân sở hữu tình báo tin tức, không có cách nào đạt được hắn thiên đạo ấn ký. Nếu không, tăng thêm đệ nhất thiên đạo về sau, mới xem như chân chính góp đủ trọn vẹn thiên đạo trụ, mới xem như chỉnh chỉnh tề tề. Như vậy, ta khai công, Tống Thư Hàng hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Dù là thân ở thiên đạo thứ nguyên bên trong, tiêu hao hết á bất hủ lực lượng, có thể dần dần từ thiên đạo thứ nguyên quất lấy năng lượng tiến hành bổ sung. Nhưng mỗi một lần bị ép khô loại kia tiếp cận tử vong cảm giác, cũng không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Huống chi, mỗi tế luyện một trụ thiên đạo trụ ít nhất phải 9 cái tuần hoàn. Ước chừng tương đương muốn thể nghiệm chết đến 9 lần cảm giác. Bất quá, vì thiên đạo trụ, tất cả đều là đáng giá. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Tống Thư Hàng một mặt thấy chết không sờn biểu lộ, anh dũng chịu chết, bắt đầu luyện chế 3 cái thiên đạo ấn ký mảnh vỡ cùng năng lượng. Trong lúc nhất thời, hiện trường cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, liệt hỏa phần thiên, cự lãng hải khiếu. Cái này đặc hiệu tiêu chuẩn, chỉ ít giá trị 3 ức. Làm 3 cây bá thần trụ, thiên đạo trụ luyện chế sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng đã tiếp cận hư thoát. Loại này hư thoát không chỉ có là trên thân thể, càng là trên tinh thần mỏi mệt. Ta phảng phất về tới thời cấp 3 suốt đêm học tập, vì thi đại học bắn vọt lúc thể nghiệm. Tống Thư Hàng tận gốc ngón tay đều không muốn động, bạch tiền bối, tiếp xuống ngươi đến qua khảo nghiệm cái này 3 cây thiên đạo trụ, có thể hay không dùng. Vất vả, Thư Hàng, bạch tiền bối chỉ tay một cái, 3 cây thu nhỏ thiên đạo trụ hướng phía dưới hạ xuống, bổ sung đến pháp khí băng đạn bên trong, tiến hành khảo thí. Phiến hơi thở sau. Có thể làm, tứ trụ tăng thêm ngươi cùng ta, đủ. Bạch tiền bối xác định nói. Thiên đạo trụ, cầu trụ. Thiên đạo trụ, bạch trụ. Thiên đạo trụ, nhân trụ. Tăng thêm trước đó thiên đạo trụ, nhãn trụ. Tứ trụ đầy đủ. 4 lần trụ sinh đỉnh phong. Tống Thư Hàng nhìn không được đập tấm hình, thông qua tu lưu hệ thống, đem ảnh chụp gửi đi cho Hà Chỉ Ma Đế. Trên thế giới này, hiểu rõ nhất trụ nam nhân chính là Hà Chỉ Ma Đế. Tại lĩnh vực này, nắm giữ ma thần trụ kỹ năng hắn cùng nắm giữ bá thần trụ năng lực Tống Thư Hàng, có thể miễn cưỡng xem như tri âm. Nếu như là Hà Chỉ Ma Đế, nhất định có thể một chút nhìn ra trong tấm ảnh cái này 4 cái trụ tử đáng sợ. Ma thần trụ có thể tại trong tay mình phát dương quang đại, Hà Chỉ Ma Đế tâm tình nhất định rất phức tạp a. Đáng tiếc,
hiện tại không rảnh đi thăm dò Hà Chỉ Ma Đế tiếp thu được ảnh chụp biểu lộ. Nghỉ ngơi tốt sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Thoáng khôi phục chút, đúng, Bạch Tiền Bối. Vì cẩn thận lý do an toàn, ta chỗ này cái khác bá thần trụ, cũng đều dùng tới. Tống Thư Hàng dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đem trong tay mình trường sinh trụ đều tế ra. Côn Vương trụ, Hà Chỉ trụ, Hư Nhật trụ. Công đức xà Mỹ nhân biến thành bì bì trụ. Sau đó là thiên đế tử cộng hằng tinh hủy diệt virus đế diệt trụ. Tiếp theo là đạo khí mọc ra mắt tinh cầu lực lượng cộng long lạc nữ sĩ lực lượng tinh long trụ căn này trụ tử nếu như kéo đến hắc long thế giới, phát huy ra uy lực tuyệt đối sẽ không yếu tại thiên đạo trụ. Lấy tinh long trụ, bì bì trụ cùng đế diệt trụ làm chủ, côn vương trụ, hà chỉ trụ, hư nhật trụ làm phụ, sát nhập phát huy hiệu quả, hẳn là cũng có thể chống đỡ lên một cây nửa thiên đạo trụ. Theo một cây thiên đạo trụ, đạo khí trụ, trường sinh trụ bị bổ sung đến gát linh pháo bên trong, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Có lẽ, đây mới là ta bá thần trụ chân chính mở ra phương thức. Ta bá thần trụ, một cây đi trùy người, hiệu suất quá thấp, quả thực là loại lãng phí. Đồng dạng là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trong tay của ta hẳn là cũng có thể tổ hợp thành Bạch Tiền Bối cái này gát linh pháo hình thức. Đến lúc đó, ta đem một cây bá thần trụ bổ sung đi vào, đối địch nhân phát xạ thiên đạo trụ, trường sinh trụ, thiên kiếp trụ. Ai có thể ngăn lại được a? Cho dù là sinh động tại hiện thế thứ tư thiên đạo đen nhánh cự lão, đối mặt như vậy công kích, cũng phải tránh lui. Như thế nhiều cái trụ tử, cho dù là thu nhỏ hình thái, cũng rất khổng lồ. Tăng thêm người cùng Bạch đạo hữu, pháp khí có thể chứa xuống sao? Lúc này, Luân Hồi Nhận Tiên Tử hỏi. Một hồi, nàng phải chịu trách nhiệm thay thế Tống Thư Hàng cùng Bạch đạo hữu, đến thao tác kiện pháp khí này. Không cần lo lắng. Pháp khí lấp đạn chỗ kỳ thật bên trong có càn khôn, đừng nhìn nó tiểu, nhưng nó không gian bên trong rất lớn. Bạch Tiền Bối vỗ vỗ pháp khí. Đừng nói dung nạp hắn cùng Thư Hàng, coi như lại trang 10 người, cũng sẽ không nhỏ. Được, vậy chúng ta một hơi, đem tất cả thiên đạo ấn ký đánh nổ. Luân Hồi Nhận Tiên Tử hóa ra hình người bộ dáng, nhưng rất mơ hồ, năng lượng của nàng có hạn, đã không chống được bao lâu. Chỉ cần nghĩ đến một hồi về sau. Nàng muốn tự tay đem bốn cái thiên đạo ấn ký bạo phá, nàng liền có chút nhỏ hưng phấn. Mặc dù thân là đạo khí, nhưng nàng cả một đời đều chưa làm qua như thế kích thích sự tình. Đặc biệt trong đó còn có nàng bản tôn thiên đạo ấn ký, cũng đem bị nàng đánh nổ. Thật, ta muốn đánh nổ chính ta. Tống Thư Hàng đem từng cây bá thần trụ thu nhỏ, đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tiếp nhận bá thần trụ về sau. Lại đem bọn chúng chứa vào đến đạn dược không gian. Tại đem tất cả bá thần trụ trang xong, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về hư ảo Luân Hồi Nhận Tiên Tử, nói, tiên tử, người còn có thể chịu đựng a? Đương nhiên có thể, loại này kích thích thời khắc, ta làm sao có thể rớt mạng. Luân Hồi Nhận Tiên Tử khẳng định hồi phục, bất quá, nếu các ngươi tốc độ có thể mau một chút, thì càng bảo hiểm. Nàng hy vọng thừa dịp bản thân năng lượng triệt để tiêu hao hoàn tất trước đó. Có thể nhìn thấy bốn cái thiên đạo ấn ký bị đánh bạo. Mà không phải vừa mở xong pháo, thân thể năng lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Thu đến, vậy kế tiếp, liền giao cho tiên tử ngươi. Tống Thư Hàng nói xong, một cái anh tuấn nhảy cầu tư thế, thân thể cao cao vọt lên, hướng về đạn dược không gian. Nhưng ngay tại hắn thân thể nhảy đến điểm cao nhất thời điểm, một đôi thon dài cánh tay đột nhiên duỗi ra, ôn nhu đem hắn ôm lấy. Tống Thư Hàng. Là công đức xà mỹ nhân. Bì bì xà tiên tử đột nhiên xuất hiện, ôm lấy Tống Thư Hàng về sau, tiếp sức nhảy cầu, lấy mắc điểm ưu mỹ nhảy cầu tư thế, rơi vào đạn dược không gian bên trong. Tại tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử đều không có ở đây hôm nay, nàng phải bị gánh vác ba người phần chính năng lượng. Nương Thư Hàng bắt đầu hiện ra soái khí một mặt lúc, nàng muốn gấp ba cố gắng, để Thư Hàng biến càng thêm soái khí. Hoa! Rơi vào đạn dược không gian lúc, công đức xà mỹ nhân trên người công đức chi lực còn mô phỏng ra vào nước họa đồ diện. Công đức chi lực khuếch tán ra đến, phát ra bọt nước tiếng vang. Luân Hồi Nhận Tiên Tử sửng sốt nửa ngày, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, duỗi tay đẩy, đem Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, công đức xà mỹ nhân cộng tất cả bá thần trụ toàn bộ đẩy vào đến gát linh pháo pháp khí bên trong đi. Tiếp đó, nàng duỗi tay học Bạch Tiền Bối trước đó thao tác. Đem họng pháo nhắm ngay nơi xa tứ đại thiên đạo ấn ký giao chiến chỗ, cũng đưa chúng nó khóa chặt.
tứ đại thiên đạo ấn ký giao chiến, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Thiên đạo ấn ký nhóm từ tinh không một mặt một mực chiến đến bên kia tinh không, đạo ngân in giấu đầy tinh không, ngôi sao không ngừng bị chảm bạo, pháp tắc bị ma diệt, tinh không đều kém chút bị đánh bạo. Thiên đạo quy tắc tại hiển hóa ra bát đại thiên đạo ấn ký lúc, tuyệt đối không nghĩ tới thiên đạo ấn ký sẽ có tự giết lẫn nhau thời điểm. Hắn sau cùng quật cường, lại tại bá tống cùng A Bạch Tao thao tác bên dưới, run lẩy bẩy. Rất tốt, khóa chặt thành công, kho đạn sung túc, đón lấy tới. Một hơi bốn cái thiên đạo ấn, luân hồi nhận tiên tử cảm giác mình lại có đã lâu khẩn trương cảm giác. Ngay tại nàng đem tứ đại thiên đạo ấn ký toàn bộ tỏa định thời điểm, đột nhiên, trong giao chiến cẩu đản tra ấn ký, đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, đạo tử ấn ký, tất cả đều xoay đầu lại, hướng phía phương hướng của nàng trông lại. Thiên đạo ấn ký dù là dựa vào bản năng tại hành động, nhưng đối với nguy hiểm cảm ứng vẫn như cũ nhạy cảm trước đó, tam nhãn thiên đạo ấn ký đang bị hỏa lực khóa chặt lúc, cũng là trước tiên có phản ứng. Bất quá phản ứng của nó chỉ dùng của mình thân thể đến bảo hộ thánh nhãn kim đan. Nếu không phải vì bảo hộ thánh nhãn kim đan, Bạch Tiền Bối dùng Tống Thư Hàng vì đạn dược phát xạ oanh kích, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem tam nhãn thiên đạo ấn ký thuận lợi đánh nổ. Lúc này, tứ đại thiên đạo ấn ký bị khóa định về sau, đồng dạng sinh ra cảm giác nguy cơ, vô ý thức liền hướng phía luân hồi nhận tiên tử trông lại. Luân hồi nhận tiên tử chỉ cảm thấy bốn đạo nặng nề cảm giác áp bách, hướng nàng đè xuống. Không ổn. Nếu như tứ đại thiên đạo lúc này đồng thời hướng nàng công kích. Chính khi nàng suy nghĩ như thế lóe lên lúc, tứ đại thiên đạo ấn ký bên trong đạo tử ấn ký đột nhiên bộc phát, hắn cổng không gian lại mở hai phiến, đem cẩu đản tra ấn ký, đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký cũng bao dung ở bên trong. Hắn đây là muốn cuốn lấy còn lại hai đại thiên đạo ấn ký, cho luân hồi nhận tiên tử chế tạo cơ hội. Cho dù là thiên đạo ấn ký, đạo tử tiền bối vẫn như cũ thiên đạo bên trong mạnh nhất công cụ đạo. Mà tại đạo tử tiền bối ngang nhiên xuất thủ chớp mắt bên trong, cẩu đản tra ấn ký bên kia cũng gần như đồng thời phát sinh dị biến, hắn đột nhiên hóa ra chân long chi thân, thôi động toàn lực đem cửu tu phượng hoàng đao tế ra, để cửu tu phượng hoàng đao thoát ly chiến cuộc. Ngay sau đó, nó thân rồng múa, bao phủ còn lại tam đại thiên đạo ấn ký. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử bên kia càng là dứt khoát bởi vì luân hồi nhận tiên tử, là nàng đạo khí, cùng nàng có cùng nguồn gốc. Nàng đồng dạng lựa chọn bao che luân hồi nhận tiên tử hành động. Nhất khí hóa tam thanh, một đao hóa ba lưỡi đao. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử đao quang lấp lóe, đao quang một hóa thành ba, phân biệt chém về phía tam đại thiên đạo ấn ký. Đen kịt thiên đạo thì càng khỏi phải nói, khổ ép hắn một mực là tam đại thiên đạo ấn ký công kích đối tượng, mệt mỏi phòng bị, chỉ có bị động bị đánh phần, ngay cả công kích cơ hội đều không có. Tứ đại thiên đạo ấn ký, công kích lẫn nhau, dây dưa cùng nhau, tương hỗ liên lụy. Mỗi người cũng không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Luân hồi nhận tiên tử thấy ở đây, không chút do dự giữ lại tam thập tam thú tổ hợp pháp khí công kích. Cộc 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 rầm 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 đông 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 ngao ngao ngao. Trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh tại hỏng pháo có vang lên. Khác biệt đạn dược bắn ra tới thanh âm, cũng các có sự khác biệt. Thiên đạo trụ thanh âm, bá tống thanh âm, bạch tiền bối thanh âm, các có đặc sắc. Gatling pháo hỏng pháo hiện ra làm người sợ hãi lam quang. Vô tận đạn dược, chút xuống hướng tứ đại thiên đạo ấn ký. Nguyên bản chỉ có bá tống một cái băng đạn lúc, hỏng pháo oanh ra đạn dược số lượng ước là một phân một ngàn phát. Nhưng trang nhiều như vậy đạn nguyên về sau, đạn dược chút xuống số lượng một phút đồng hồ chí ít ba vạn khởi xướng bước. Luân hồi nhận tiên tử chỉ cảm thấy bản thân adrenaline bắt đầu tiêu thăng. Loại cảm giác này sẽ làm cho người nghiện a. Đương tay cầm cái này đương khí, oanh ra không người có thể địch hỏa lực, xé bỏ bất luận cái gì mục tiêu, loại kia kích thích cảm giác làm luân hồi nhận tiên tử tim đập rộn lên. Nàng cảm giác mình say mê loại cảm giác này. Đát 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 đát. Trọn vẹn gần 2 phút đồng hồ dài rằng giặc oanh tạc thời gian, vô tình bá tống đạn, a bạch đạn, bá thần trụ đạn, đối tứ đại thiên đạo ấn ký khu giao chiến vực, tiến hành bão hỏa thức bao trùm đả kích. Pháp khí ống pháo đình chỉ xoáy chuyển, hỏa lực dập tắt, khói lửa từ hỏng pháo dâng lên. Không có, luân hồi nhận tiên tử có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nếu có thể lời nói, thật hy vọng có thể nhiều thể nghiệm mấy cái loại này kích thích. Thân thể của nàng, dần dần bắt đầu làm nhạt. Tại sắp tiêu tán lúc,
ánh mắt của nàng nhìn về phía tứ đại thiên đạo ấn ký khu vực. Diệt sạch, xong rồi. Luân hồi nhận tiên tử hài lòng nói. Tứ đại thiên đạo ấn ký, đã toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, liền nàng đối ứng đệ ngũ thiên đạo ấn ký cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ hoàn thành, bá tống đạo hữu, lần sau có cơ hội như vậy, nhớ kỹ gọi ta a. Luân hồi nhận tiên tử lưu luyến không rời nói. Thân hình của nàng tiêu tán. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đồng dạng đạt đến cực hạn, tự động chia tách, hóa thành 33 vị khí linh tiểu tiên tử, nâng tống thư hàng cùng bạch tiền bối. Thiên đạo sau cùng quật cường, tại đại biến thời đại hỏa lực bên dưới, bị vô tình xé nát. Giờ khắc này trở đi, chư thiên vạn giới, lại không bất luận cái gì lực lượng, quy tắc, có thể ngăn cản tống thư hàng cùng bạch tiền bối hai cái cá thể, đồng thời chứng đạo. Bạch tiền bối, chứng đạo thời điểm đã tới. Tống thư hàng dãy dụa lấy ngồi dậy, lộ ra nụ cười sán lạn. Bị ép khô qua một lần về sau, tống thư hàng đối trở thành đạn nguyên chuyện này, liền có kháng thể, cho nên khôi phục lên so lần trước nhanh hơn rất nhiều. Năng lực này, đại khái là hắn thống khổ nhẫn nại năng lực thăng cấp bản. Bên cạnh, bạch tiền bối mở to mắt, cười nói, hừm, rốt cục. Đến một bước này, từ đó, người ta chứng đạo, lại không trở ngại. Trong miệng nói anh Tuấn lời kịch, nhưng bạch tiền bối lúc này suy yếu đến tận gốc ngón tay đều động đậy không được, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Hắn cùng tống thư hàng khác biệt, không có bất hủ phì kình kim đan, cũng không có toàn thân á bất hủ hóa, càng không có thống khổ nhẫn nại loại này bác cấp thiên phú. Vui vẻ sao, tống thư hàng hỏi. Hắn hỏi cũng không phải là chứng đạo hài lòng hay không, mà là chơi hài lòng hay không. Hừm, coi như thú vị. Nhưng ta hẳn là sẽ không lại thể nghiệm lần thứ hai. Bạch tiền bối lấy tay lưng che đậy hai mắt, cản trở phía trước bất hủ căn nguyên khuếch tán chói mắt quang mang. Ta cũng thế, tống thư hàng gật đầu đồng ý. Trở thành đạn nguyên loại kia cốt tủy đều muốn bị ép khô cảm giác, so năm đó thi đại học bắn vọt còn muốn dày vò. Dứt lời, tống thư hàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa tứ đại thiên đạo ấn ký mảnh vỡ có. Công đức xà Mỹ nhân tiếp thu được tín hiệu. Một mặt vui vẻ hình, từ tống thư hàng sau lưng hiển hiện. Sau đó, nàng lấy duyên dáng người bơi đi, đem vừa đánh nát tứ đại thiên đạo ấn ký mảnh vỡ, còn sót lại năng lượng thu tập, cung cấp tống thư hàng một hồi ngưng tụ thiên đạo trụ cần thiết. Một lát sau, thừa dịp bạch tiền bối còn tại nghỉ ngơi, tống thư hàng cắn chặt răng, lại một lần nữa ép khô bản thân, một hơi đem còn lại bốn cái thiên đạo ấn ký mảnh vỡ đều ngưng tụ thành thiên đạo trụ. Thiên đạo trụ, hắc trụ. Thiên đạo trụ, long trụ, thiên đạo trụ, đạo trụ, cùng sau cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử sở hóa chi trụ. Lại nói, ngày thứ năm tiên tử gọi cái gì tới? Tống thư hàng nhìn qua sau cùng trụ, lâm vào trầm tư. Hắn tựa hồ một mực không có tới kịp đi hỏi thăm đệ ngũ thiên đạo tiên hào. Đây là kiện rất thất lễ sự tình. Lần sau đi tô thị tổ tinh thời điểm, hỏi một chút luân hồi tiên tử đi. Tạm thời. Vì danh chữ có thể chỉnh chỉnh tề tề. Không bằng liền gọi thiên đạo trụ, luân trụ. Đem bát đại thiên đạo trụ thu sạch lên về sau, tống thư hàng nhìn về phía bạch tiền bối, nghỉ ngơi tốt sao? Bạch tiền bối. Hừm, không sai biệt lắm. Bạch tiền bối ngồi dậy. Tống thư hàng hướng về phía trước mấy bước, duỗi tay đem bạch tiền bối kéo. Cách đó không xa, đang tại thiên đạo trong tinh không khoái hoạt du tẩu công đức xà Mỹ nhân thấy thế. Liền thành thơi bay trở về, phụ sau lưng tống thư hàng, ghé vào tống thư hàng đỉnh đầu. Trở thành tống thư hàng công đức cụ hiện hóa chi thân nguyên bản cũng là ngoài ý muốn. Tiên tử cùng tống thư hàng nhân quả bắt nguồn từ trình lâm. Lúc trước trở thành tống thư hàng công đức chi thân về sau, nàng chưa từng có nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, tống thư hàng liền đột nhiên tăng mạnh, chứng đạo bất hủ. Loại chuyện này đừng nói là suy nghĩ. Nàng đã từng căn bản liền dạng này suy nghĩ cũng sẽ không sinh ra. Kết quả như thế chuyện bất khả tư nghị, lại thành hiện thực. Ở sau đó chứng đạo quá trình bên trong, nàng thậm chí có thể sẽ so tống thư hàng tam thi hóa thân càng có lợi. Hóa thân, phân thân, tại bản tôn chứng đạo lúc, cũng chỉ là gián tiếp được lợi người. Thậm chí có chút hóa thân cùng phân thân tại thiên đạo chứng đạo giai đoạn, sẽ bị một lần nữa thu hồi, cùng bản tôn dung hợp, quay về chỉnh thể. Nhưng nàng khác biệt, thân là công đức chi thân, chính là bản tôn một bộ phận. Cùng lúc trước công đức đạo nhân cái kia sán lạn bất hủ công đức quang huy cùng loại,
đến lúc đó tiên tử cũng có thể nhiễm lên bất hủ hào quang. Nói thật, mãi cho đến Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối chính thức bước vào thiên đạo quy tắc hạch tâm, tiến hành chứng đạo một bước cuối cùng lúc, công đức xà mỹ nhân trong đầu vẫn như cũ có loại nằm mơ cảm giác. Phảng phất cái này hết thảy, đều có loại không thiết thực mộng ảo cảm giác. Thiên đạo quy tắc khu vực hạch tâm. Sau cùng quật cường bị đánh nát về sau, thiên đạo quy tắc liền không tiếp tục bài xích Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, triệt để hướng hai người mở ra. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối duy trì 100% đồng bộ suất, tại cùng thời khắc đó bước vào thiên đạo quy tắc hạch tâm. Sau một khắc, thiên đạo quyền hạn, thiên đạo quy tắc, bất hủ tin tức, đem Tống Thư Hàng Bạch Tiền Bối bao khỏa. Thiên đạo quyền hạn quyền kế thừa, lần thứ nhất đồng thời bị hai cái khác biệt cá thể kế thừa. Đây chính là thiên đạo quyền hạn sao? Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra, nhìn qua bắt đầu từ á bất hủ triệt để hướng bất hủ tiến hóa thân thể. Bao vây lấy hắn thân thể tin tức, là thế gian hết thảy nhân, là vạn tượng khởi nguyên, là hết thảy tri thức trung cực. Tiếp cận với toàn tri, toàn năng quyền hạn cùng tri thức. Sở dĩ nói là tiếp cận toàn trí toàn năng, cũng chỉ là bởi vì thiếu khuyết siêu thoát tương quan tri thức cùng năng lực. Từ kế thừa thiên đạo quyền hạn giờ khắc này trở đi, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối liền trở thành vạn vật căn nguyên, nắm giữ lấy chư thiên vạn giới cứu cực tri thức. Bất quá, dù cho đến cuối cùng một bước, thiên đạo quy tắc như trước đang biểu đạt bất mãn của nó sao? Tống Thư Hàng đột nhiên nở nụ cười. Hắn cùng Bạch Tiền Bối đã bắt đầu bất hủ hóa. Nhưng từ thiên đạo hạch tâm lấy được bất hủ tin tức, thiên đạo quy tắc phân ngạch, cũng chỉ có 1.5 phần tả hữu. Chỉ sợ đây đã là cực hạn của nó. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Trực giác nói cho hắn biết, thiên đạo duy nhất một lần có thể cung cấp để cho người ta đúc thành bất hủ vật chất, tin tức, đều có hạn. Lại thêm trước đây không lâu đạo tử vừa thông qua béo cầu hậu thủ, chứng 8. Năm mặc cho thiên đạo, từng thu được một lần bất hủ. Hiện tại, thiên đạo hạch tâm có thể cung cấp cái này 1.5 nhậm ngạch bất hủ, có thể là hắn trước mắt cực hạn. Còn sót lại, nói không chừng muốn chờ cái ngàn vạn năm hoặc trên triệu năm, mới có thể bù đắp. Như đổi thành cái khác hai cái khác biệt cá thể chứng đạo lời nói, thiếu 0.5 bất hủ, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn mỹ chứng đạo. Nhưng Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng, cũng không cần hoàn chỉnh hai phần bất hủ phân ngạch. Tống Thư Hàng nguyên bản liền có được bất hủ phì kình kim đan cộng á bất hủ trạng thái. Mà Bạch Tiền Bối, cũng có được một đầu hoàn chỉnh bất hủ tinh hà. Sở dĩ, dù cho chỉ có 1.5 phân ngạch bất hủ, cũng đủ làm cho hai người hoàn thành bất hủ, thậm chí còn dư xài. Kế thừa thiên đạo quyền hạn. Tiếp thu cứu cực tri thức. Ngưng tụ bất hủ chi thân. Cả cái quá trình, đâu vào đấy. Bước kế tiếp. Chính là hai người bước ra thiên đạo căn nguyên, hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo hai tôn thiên đạo đồng thời chứng vị sự tích, cũng tiếp quản cả cái chư thiên vạn giới chúa tể quyền hạn. Đúng rồi, Thư Hàng, tại bước ra thiên đạo căn nguyên thế giới trước, Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Đạo, chứng đạo về sau, người có nghĩ qua tiếp xuống siêu thoát khâu sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Theo chúng ta trước mắt tiến triển đến xem, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo sau. Cần lưu lại một thiên đạo. Tiếp nhận hoàn chỉnh thiên đạo quyền hạn, để một cái khác thiên đạo, hoàn thành siêu thoát. Bạch Tiền Bối nghiêm túc nói cách khác, giữa ngươi và ta, kỳ thật chỉ có một người, có thể siêu thoát bất hủ. Tống Thư Hàng lần nữa gật đầu, điểm ấy hắn cũng thôi diễn qua. Như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật ta hết thảy hành động, chính là vì siêu việt bất hủ, hoàn thành siêu thoát. Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, ngươi đối với ta liền không có qua nửa phần phòng bị. Bạch Tiền Bối đừng làm rộn, người cùng ta tâm ý tương thông, ta ý nghĩ. Người rõ ràng nhất bất quá, Tống Thư Hàng nói, với ta mà nói, Bạch Tiền Bối siêu thoát lời nói, cũng sẽ thay ta đền bù năm đó sở các chủ bích thủy các tiếc nuối, cùng xử lý tương lai tử thế giới vấn đề. Đi qua chấp niệm, hiện tại nhân quả, tương lai hy vọng, đều từ chúng ta tới gánh chịu. Sở dĩ, bất kể là ai siêu thoát, không có khác nhau. Tiếc nuối duy nhất. Khả năng chính là vô luận ai siêu thoát về sau, không biết có thể hay không tiếp tục lưu lại tại phương này chư thiên vạn giới bên trong. Tương lai, phải chăng còn có thời điểm gặp lại? Đây mới là Tống Thư Hàng nội tâm đối với siêu thoát phương án duy nhất lo lắng. Mặc dù ta rất rõ ràng, nhưng ta chính là muốn hỏi một chút. Bạch Tiền Bối duỗi lưng một cái, lộ ra thỏa mãn ý cười.
Tống Thư Hàng bản thân đối với thiên đạo chi vị cũng không có quá lớn tưởng niệm. Nếu như có thể mà nói, duy trì lấy trường sinh giả cảnh giới với hắn mà nói, là lý tưởng nhất một loại trạng thái. Mà á bất hủ trạng thái thì càng hoàn mỹ. Dù sao á bất hủ sau, liền thiên đạo giáng lâm xuất thủ trùy hắn, hắn đều có thể chống đỡ được. Tống Thư Hàng tính cách không cam lòng bình thường, và bình thường nhân sinh so ra, kích thích nhân sinh càng hấp dẫn hắn. Sở dĩ, lúc trước tiếp xúc Cửu Châu Nhất Hào Quần, biết quần bên trong thành viên là chân chính rời sông lấp biển, ngự kiếm phi hành tu chân giả về sau, hắn chớp mắt bên trong tự hạ định quyết tâm, lựa chọn đi tiếp xúc tu chân thế giới. Nhưng mặt khác, hắn đối với trở thành chân chính cứu cực, siêu thoát lại không có cái gì chấp niệm. Trở thành mạnh nhất một nhóm kia tồn tại, tốt nhất là ai cũng không đánh nổi ta. Ta không dễ dàng phạm nhân, nhưng đến có được dù ai cũng không cách nào phạm ta thực lực chấn nhiếp. Lấy cam đoan tại có người muốn phạm ta lúc, ta có thể trước tiên phản tới, hiện trường đối bạo hắn. Đây chính là Tống Thư Hàng tâm thái. Hắn hiện tại, sở dĩ liều mạng truy cầu bất hủ, tranh thủ siêu thoát bất hủ, là bởi vì hắn không còn là vì chính mình một cá nhân phấn đấu, không chỉ là vì mình. Trên người hắn, gánh chịu lấy quá khứ, hiện tại, tương lai ý chí. Sở dĩ, hắn cùng Bạch Tiền Bối ở giữa, nhất định phải có một người siêu thoát bất hủ, giải quyết quá khứ, hiện tại, tương lai chấp niệm. Nhưng cụ thể bên trên ai tới siêu thoát, đối Tống Thư Hàng mà nói đều là giống nhau, không cũng không khác biệt gì. Đã Bạch Tiền Bối đối siêu thoát chuyện này có chấp niệm, cái kia Tống Thư Hàng phi thường nguyện ý để tự thân trở thành mở ra cầm tù Bạch Tiền Bối thiên đạo lồng giam đại thủ thả Bạch Tiền Bối, nhượng hắn thu hoạch được chân chính tự do, không nhận thế gian hết thảy quy tắc trói buộc, tự do tại quy tắc bên ngoài bay múa. Mà hắn tự thân, làm cái vĩnh viễn bất hủ cũng rất thơm. Nếu là thật sự đương ngán, tự cùng các vị tiền bối nhóm thương lượng một chút, nhìn xem có biện pháp nào từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân. Bản thân lại về hiện thế đương một cái liền thiên đạo cũng trùy bất động á bất hủ tiểu thiên đạo, cũng mỹ tích hung ác. Tốt, đi thôi, rời đi thiên đạo căn nguyên, sau đó hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo chúng ta chứng đạo thành công tin tức, cùng đồng bộ cửu u thế giới căn nguyên, sinh ra cửu u chúa tể. Bạch Tiền Bối hướng phía Tống Thư Hàng ngoắc, rất vui vẻ nói. Lại nói, ta còn có thể lại sinh ra một cái cửu u chúa tể sao? Tống Thư Hàng đuổi theo Bạch Tiền Bối. Cũng có chút hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao hiện tại cửu u thế giới bên trong, đã có một cái Tống U U. Nếu như lại xuất hiện một cái Tống U U lời nói, cái kia hai cái Tống U U muốn thế nào ở chung? Ở chung lên có thể hay không cảm giác rất quái lạ. Dù sao hai cái đều là hắn cửu u chúa tể, cùng béo cầu, Bạch Tiền Bối đều có khác nhau. Ai biết được, nhưng cảm giác sẽ rất thú vị. Cửu u hiện tại đã có một cái cửu u Bạch cùng cửu u Tống. Lại nhiều một cái, cũng không phải vấn đề. Dù sao đại gia, hẳn là có thể chung sống hòa bình. Bạch Tiền Bối không có vì việc này phiền não, ngược lại cảm giác rất thú vị. Chờ Tống Thư Hàng cùng hắn đứng ở cùng một chỗ về sau, hai người lần nữa điều tốt đồng bộ xuất, cùng một chỗ bước ra thiên đạo căn nguyên, cũng từ thiên đạo thứ nguyên bên trong xuyên ra, hiển hiện tại hiện thế. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới lần thứ nhất nghênh đón hai vị trung chủ thời đại. Đây là lịch sử tính một khắc. Xưa nay chưa từng có, đằng sau chỉ sợ cũng rất khó có người đến. Vạn giới lại một lần nữa chấn động, vì hai vị trung chủ giá lâm mở đường. Chư thiên vạn giới bên trong. Tới, rốt cuộc đã đến. Chờ thật lâu, sớm đã có chuẩn bị trường sinh giả nhóm, một mực đang chờ giờ khắc này. Từ bá tống kháng trụ hư hư thực thực tiền nhiệm bất hủ tồn tại, cường thế tiến vào chứng đạo chương trình về sau. Trường sinh giả nhóm ngay tại đang mong đợi giờ khắc này tiến đến. Nhất định phải thành công a. Đạo tử tiền bối cuối cùng cái kia sợ ý thức, có chút khẩn trương quan sát. Dù là hắn đã từ tu lưu hệ thống bên trong, toàn bộ hành trình xem bá tống cùng bạch đạo hữu trực tiếp, nhưng không tới một khắc cuối cùng trước, đạo tử vẫn như cũ không thể thả tâm. Là hai người cùng một chỗ chứng đạo, vẫn là một cá nhân. Bạch tiền bối hình chiếu phân thân, cũng quan sát lấy hư không. Đừng thua a, bá tống, nhất định phải chứng đạo thành công, sau đó đem tiền nhiệm bất hủ, quét vào lịch sử trong đống rác đi. Mạc Gia Thiên Chí nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng nói ngươi thế nhưng là thắng nam nhân của ta, nếu như đổ vào chứng đạo một khắc cuối cùng, ta sẽ xem thường ngươi a. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, chính soát bình phong, bật lên ra vô số tin tức.
tất cả mọi người đang mong đợi kết cục sau cùng. Có người đang mong đợi, tự nhiên cũng có người tuyệt vọng. Chư thiên vạn giới, thương diễm giới một chỗ tiểu hành tinh bên trên, Hà Chỉ Ma Đế vuốt vuốt mặt, nói không ra lời. Hắn ngắm nhìn trước đây không lâu, bá tống phát cho hắn thiên đạo trụ ảnh chụp, lại nhìn hư không bên trong hoãn hoãn hiển hiện tân nhiệm thiên đạo thân ảnh, trong lòng tuyệt vọng. Mấy tháng trước, hắn còn đang suy nghĩ lấy chờ mình thương thế khôi phục, đi tìm bá tống báo thù. Hiện tại, hắn cầm chùy đi báo thù. Đối phương hiện tại càng là một bước chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo. Từ đó về sau, mình mông chư thiên vạn giới, chỉ sợ lại không dung hắn chỉ địa dĩ vãng hắn còn có thể trốn vào đến Hắc Long thế giới cái kia không thuộc về chư thiên vạn giới đặc thù chi địa. Nhưng bây giờ, hắn tiến Hắc Long thế giới lời nói, ngược lại sẽ chết càng nhanh. Đương Hà Chỉ Ma Đế trong lòng khó chịu lúc, tu liêu hệ thống thông cáo công năng, cho hắn phát đầu đỏ tươi thông cáo, nhìn, bá tống chứng đạo. Đây là đang đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hà Chỉ Ma Đế duỗi tay đóng lại thông cáo tin tức. Nhưng mới hệ thống thông cáo lần nữa đánh hiện, nhất định phải nhanh lên tốt ha, Hà Chỉ đệ đệ. Chờ ngươi thương thế khôi phục về sau, ta sẽ đề nghị bá tống gia tăng thiên kiếp. Hà Chỉ kiếp, mỗi 1.000 năm một vòng, chuyên vì cá nhân ngươi khai thông VIP phục vụ. Hà Chỉ Ma Đế nhắm mắt lại, xem nhẹ cái này đỏ tươi thông cáo. Hoặc là, ngươi cũng có thể đến Hắc Long thế giới, hướng ta xin lỗi. Chỉ muốn ngươi xin lỗi có thể đánh động ta. Ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Long Lạc nữ sĩ cơ hồ là kìm nén cười, hướng Hà Chỉ Ma Đế nhanh chóng gửi đi hệ thống thông cáo. Đã từng đem một điểm đưa nàng làm sụp đổ, cướp đi nàng Long Lạc trưởng khống quyền Hà Chỉ, rốt cục cũng luân lạc tới hôm nay. Long Lạc nữ sĩ trong lòng oán khí tại thời khắc này, rốt cục phát tiết không sai biệt lắm. Sau đó, nàng hủy bỏ đối Hà Chỉ Ma Đế chú ý. Bởi vì Hà Chỉ Ma Đế đã không cách nào lại mang cho nàng càng nhiều vui vẻ cảm giác. Nàng chân chính vui vẻ nơi phát ra, đã đổi thành đối tu liêu hệ thống không ngừng thăng cấp. Tu liêu hệ thống mỗi một đợt thăng cấp, mỗi một lần chức năng mới, mỗi một lần người sử dụng khen ngợi, đều để nàng tâm hoa nộ phóng. Bước kế tiếp, mục tiêu của nàng là đem Hắc Long thế giới cũng tiếp vào đến tu liêu hệ thống bên trong tới. Trước kia làm không được, nhưng bây giờ bá tống đã chứng đạo bất hủ. Tu liêu hệ thống có thiên đạo thư xác nhận, Hắc Long thế giới cùng hiện thế trở ngại không còn là vấn đề. Chờ Hắc Long thế giới thành công tiếp nhập tu liêu hệ thống về sau, ta có phải hay không phải đi học một ít tăng phát thuật? Hoặc là đi thực cái phát? Long Lạc nữ sĩ sờ lên trán mình, cảm giác mép tóc tuyến tựa hồ thoáng có chút lui về phía sau. Ngoại trừ ôm chờ mong cùng hoảng sợ tâm tính đạo hữu bên ngoài, chư thiên vạn giới còn có một nhóm nhỏ đạo hữu, tâm tình phi thường phức tạp. Loại này phức tạp tâm tình, rất là thổn thức. Tỷ như tại ở gần mặt trăng khu vực. Có một vị tóc đỏ ngũ phẩm kim đan cường giả, đang cùng bản thân đạo hữu cùng một chỗ, ngẩng đầu vọng thiên. Nói ra, các người khả năng không thể tin được. Mấy tháng trước, ta tại mặt trăng phụ cận trong tinh không truy tìm cái kia phệ hồn yêu hồ, trong lúc đó còn gặp gỡ qua bá tống. Khi đó, ta còn truy sát qua bá tống, một lần giết hắn đầy tinh không chạy trốn, kém chút liền đem hắn ném lăn tại địa. Nếu không phải về sau hắn triệu hoán trưởng bối thất tu tôn giả tới, nói không chừng ta thật sự đem hắn chém ngã. Kết quả hiện tại, bá tống đều thành thiên đạo, vị này tóc đỏ ngũ phẩm cường giả, một mặt hí hư nói. Bên cạnh hắn đạo hữu dùng một loại nhìn bệnh tâm thần một dạng ánh mắt nhìn qua hắn, cũng vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bản thân người lão hữu này là uống lộn thuốc, lại còn tưởng tượng lấy đi chặt bá tống. Thổi nghiêu bức cũng không phải như thế thổi đó a. Mà lại, người không biết hiện tại bá tống tiên sinh đã chứng đạo bất hủ. Người tại hắn chứng đạo thời điểm thổi cái này như bức, liền không sợ dẫn hạ thiên kiếp, bị thiên kiếp tươi sống oanh sát. Coi như bá tống thiên đạo buông tha ngươi, nhưng thiên đạo quy tắc nói không chừng cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Tương lai người độ kiếp thời điểm, thiên kiếp uy lực tuyệt đối phải thỏa thăng mấy cái cấp bậc A. Chán sống sao? Chớ nói nữa, nói thêm gì đi nữa. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi tuyệt giao. Hắn đạo hữu nhắc nhở, hắn cũng không muốn không hiểu bởi vì chính mình hảo hữu huyễn tưởng, tương lai thiên kiếp lượng cũng không hiểu biến lớn. Ta liền biết, các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Xích Phát Linh Hoàng cảm khái nói. Đừng nói các ngươi không tin, trên thực tế chính ta cũng không dám tin a.
nếu không phải ta còn nhớ rõ bản thân kéo đao thuật cùng hỏa diễm thế thân pháp đều bị thất tu tôn giả muốn đi, cũng coi đây là đại giới bỏ qua cho hắn một mạng, hắn đều cho là mình là đang nằm mơ. Giống như Xích Phát Linh Hoàng, nội tâm thổn thức, còn có Tiên Nông Tông trưởng môn Đại Thúc Chính Đức. Lúc này Chính Đức cùng mấy vị Tiên Nông Tông đệ tử cũng tại quan sát lấy thiên đạo đăng tràng hình ảnh. Nói ra các người khả năng không tin, ta đã từng một quyền rắn chắc đánh vào thiên đạo bá tống trên mặt, còn đem hắn tại chỗ đánh ngất xỉu trên mặt đất, tái khởi không thể. Việc này lúc ấy còn lên qua Giang Nam địa khu tin tức. Chính Đức Đại Thúc xoa cằm, một mặt thổn thức. Nói cách khác, ta đã từng là chính diện đã đánh bại thiên đạo tuyển thủ A. Việc này... đặc biệt đủ ta thổi cả một đời như bức. Ta muốn hay không đem cái này vĩ đại sự kiện, ghi chép đến Tiên Nông Tông môn phái tông quyển bên trong đi. Thuận tiện lấy, còn muốn thu thập một chút lúc trước Giang Nam địa khu đầu kia tin tức chính là hắn cùng bá tống gặp nhau, hắn một quyền đem bá tống đánh ngất xỉu tại tin tức. Tương lai Tiên Nông Tông các đệ tử, nếu là lật xem tông quyển lời nói, nhìn thấy hắn vĩ tích, nhất định sẽ rất khiếp sợ đi. Lịch đại thiên đạo. Mỗi một vị lúc tuổi còn trẻ, đều là vượt cấp chiến đấu như hô hấp, cơ hồ chưa từng bại dấu vết tồn tại. Có thể đánh thắng 18 tuổi thời tuổi trẻ thiên đạo, tuyệt đối là kiện có thể thổi cả đời sự. Tiên Nông Tông một số đệ tử, dùng không dám tin ánh mắt nhìn qua Chính Đức Đại Thúc. Nhưng là, bên cạnh mấy vị Tiên Nông Tông trưởng bối các sư thúc, lại đồng dạng một mặt thổn thức dáng vẻ, khẽ gật đầu nói, đây là chuyện thật. Bất quá, chúng ta Tiên Nông Tông. Trên tổng thể cùng bá tống thiên đạo quan hệ, coi như không tệ. Sở dĩ các ngươi không cần lo lắng bá tống thiên đạo sẽ đối với chúng ta hạ xuống trừng phạt. Tương phản, có lẽ chúng ta còn có thể từ đó được lợi. Cùng bá tống ở giữa tạo mối quan hệ, thật sự là Tiên Nông Tông chính xác nhất, sáng suốt nhất lựa chọn. Đáy biển thế giới bên trong. Nhím biển chiến sĩ vương, hải vương yên lặng sờ lên trên người mình kiếp tiên chiến giáp. Ta thật đặc biệt cơ chí. Hải vương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn tốt lúc ấy, ta quả quyết lựa chọn từ bỏ cừu hận, lựa chọn thông qua cái gì đều có thể bán đại lão con đường, cùng bá tống đạt thành hòa giải. Nếu không, đối mặt chứng đạo bất hủ, kế vị thiên đạo bá tống, hắn cùng nhím biển chiến sĩ khẳng định phải diệt tuyệt. Thôi đi, rốt cục trở thành chân chính bất hủ. Cứ như vậy, nhiệm vụ của ta rốt cục giảm bớt. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhìn lên bầu trời, nói khẽ. Chỉ là, rõ ràng bá tống rốt cục triệt để thành bất hủ, không sẽ lại rơi xuống bất hủ khí tức linh kiện, là chuyện tốt, có thể giảm xuống nàng lượng công việc. Nhưng vì cái gì nàng luôn cảm giác rất biệt khuất? Là bởi vì, rốt cục triệt để không cắn nổi bá tống nguyên nhân. Rốt cục, tại chư thiên vạn giới tất cả mọi người chờ mong hoặc các loại cảm xúc bên trong, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối thân ảnh, đồng thời chiếu rọi tại chư thiên vạn giới. Là hai cái cá thể. Đồng thời chứng đạo, Bạch Tiền Bối hình chiếu không hiểu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng phảng phất có một cái cự đại gánh nặng, rốt cục rơi xuống đất. Ta rốt cục không tiếc, đạo tử cuối cùng một sợi ý thức, rốt cục triệt để yên tâm lại. Sau đó, thế giới liền giao cho các ngươi, bá tống còn có Bạch Đạo Hữu. Thành công, thành công, Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Vũ Nhu Tử gieo hò đưa vào tin tức. Nàng không biết mình vì cái gì đột nhiên kích động như thế. Dù sao, tại nội tâm của nàng có một loại không cách nào đè nén tình cảm tuôn ra, không cầm được vui vẻ. Chỉ là, rõ ràng đang hoan hô lấy, nhưng nàng trong hốc mắt, lại đột nhiên có nước mắt ngăn không được trượt xuống. À, ta vì cái gì khóc? Vũ Nhu Tử duỗi tay, nghi ngờ lau đi bản thân nước mắt trên mặt. Rõ ràng rất vui vẻ. Rõ ràng tại vì Tống Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối chúc mừng. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên sẽ khóc. Nhưng cũng không phải là thương tâm thút thít, mà là rất hạnh phúc nước mắt. Trong hốc mắt nước mắt, hoàn toàn ngăn không được. Vũ Nhu Tử hai chân thon dài cong lên, hai tay khoác lên trên đầu gối, đem mặt vùi sâu vào tới tay tí bên trong, vùi đầu khóc giống. Càng khóc, lại càng cảm giác hạnh phúc. Nghe được nữ nhi tiếng khóc, Linh Điệp Huyền Thánh lập tức liền luống cuống. Làm sao vậy, Vũ Nhu Tử? Linh Điệp Tiền Bối vội vàng hỏi. Không biết. Nhưng chính là thật vui vẻ, sau đó sẽ khóc. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, lộ ra lê hoa đái vũ khuôn mặt. Là Tống Thư Hàng sao? Linh Điệp Tiền Bối nắm tay. Có khoảnh khắc như thế, Linh Điệp Tiền Bối nghĩ đến vọt tới bầu trời, đem thiên đạo đè vào trên mặt đất,
dùng sức chùy một trận. Đừng tưởng rằng chứng thiên đạo thì ngon. Liền xem như thiên đạo, ta Linh Điệp cũng không sợ ngươi. Chúng sinh chú ý bá tống cùng bạch chứng đạo, đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão cũng không ngoại lệ. Hắn cũng đang yên lặng phân thần chú ý thiên đạo biến hóa. Cứ nhiên thật sự thành công, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, lại còn thành công bước ra một bước cuối cùng. Mà lại là như thế nhanh. Bá tống cùng Tuấn Mỹ hố hàng chứng đạo quá trình, từ đầu tới đuôi đều giống như bổ sung gia tốc hiệu quả. Loại này gia tốc hùng hổ dọa người, rốt cục đem hắn bước đến một cái không có lựa chọn khác tuyệt cảnh. Từ đầu tới đuôi, hắn tựa hồ liền không có dư thừa lựa chọn. Ta đã không có cái khác đường lui, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo bước kế tiếp, khả năng chính là siêu thoát. Một khi siêu thoát, ta tương lai liền bị đóng chặt hoàn toàn. Sở dĩ, chỉ có đánh cược lần cuối. Hết thảy chuẩn bị đã sẵn sàng. Tại hắn bên cạnh, bất hủ đạo nhân trên người bị gia cố bá chiếm bí pháp hiệu quả, miễn cho hắn cuối cùng phản phệ. Làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau, đệ tứ thiên đạo bắt lấy sau cùng thời cơ. Đón lấy tới, quay về thiên đạo chi vị, đen kịt cự lão làm thống khổ nhất quyết định bởi vì cái này lựa chọn, đại giới thảm trọng vô cùng. Trùng đến hắn không đến tuyệt cảnh, liền sẽ không tuyển chọn. Hắn tại thoái vị thời điểm lưu lại qua cửa sau, có biện pháp có thể ngắn ngủi kích hoạt bản thân bất hủ, để cho mình thăng hoa đến cực hạn, đạt tới quay về thiên đạo chi vị hiệu quả. Nhưng đại giới, là hắn sẽ vĩnh cửu mất đi bộ phận bất hủ thân thể nội bộ ý thức, cái kia bộ phận bất hủ thân thể sẽ trở thành trống không chi vật, mất đi khống chế. Tương đương với bán thân tê liệt, mà lại đem bản thân trạng thái tăng lên tới cực hạn, quay về thiên đạo chi vị sau quá trình bên trong, sẽ còn tiếp tục tiêu hao hắn bản nguyên loại này tiếp tục thức tiêu hao mới là khó chịu nhất. Nếu là ở thiên đạo chi vị bên trên ngốc quá lâu, hắn cả cái trong thân thể ý thức toàn bộ bị hiến tế, hóa thành trống không. Đến lúc dù cho đã vượt ra, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trống không thân thể đã vượt ra, cũng là không linh hồn. Một khi quyết định, liền không có đường rút lui. Đại giới thực sự quá nặng nề. Nếu không phải bị buộc đến không đường có thể đi, đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như thế. Sở dĩ, đón lấy đến nó mỗi một phút mỗi một giây, đều vô cùng chân quý. Một khi quay về thiên đạo chi vị, hắn liền muốn trong nháy mắt đem bản thân cần bố trí xong, không thể lãng phí mảy may thời gian. Trừ cái đó ra, chờ hắn thông qua thiên đạo quyền hạn đem tất cả bố trí chuẩn bị cho tốt về sau, vẫn phải để bất hủ đạo nhân ngăn chặn bá tống cùng Tuấn Mỹ hố hàng, không cho bọn hắn có cơ hội cản trở bản thân. Lúc trước công đức đạo nhân khởi động lại cả cái chư thiên vạn giới sự, đây là vết xe đổ, đến phòng bị, không thể lại cho người có chặt đứt nhân quả khả năng, miễn cho sắp thành lại bại. Đệ tứ đen kịt thiên đạo làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hư không bên trong. Bá tống cùng bạch tiền bối hiển thánh về sau, rốt cục tiến vào ngưng tụ cửu u chúa tể khâu. Ngay tại lúc này, đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão nắm lấy thời cơ. Ngưng tụ cửu u chúa tể khâu, bá tống cùng Tuấn Mỹ hố hàng ý chí sẽ bị kéo vào đến cửu u thế giới, lấy bọn hắn tự thân làm bản gốc, ngưng tụ ra cửu u chúa tể tới. Mà thời cơ này, cũng là thích hợp hắn nhất thời cơ xuất thủ. Đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão gắng gượng mỏi mệt buồn ngủ, chân thân lần nữa bước vào đến hiện thế. Tại trong tay của nó, dẫn theo hư nhược đen kịt mặt trời. Đen kịt mặt trời lúc này tựa như là sắp ảm đạm dã minh châu, nhìn lên đi lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Trước đó Tống Thư Hàng liên thủ với Tô Thị A thập lục tiến hóa làm luân hồi ấn, cái kia một ấn nện xuống đến về sau, đen kịt mặt trời trên người bất hủ cát sỏi, có không ít bị luân hồi ấn cưỡng chế kéo vào đến VIP luân hồi thông đạo bên trong, lâm vào tuần hoàn không thôi luân hồi bên trong. Muốn từ trong luân hồi giải thoát, chỉ có nhìn đệ ngũ thiên đạo tiên tử tâm tình. Kích hoạt, lấy cửu u chúa tể chi thân hành xử thiên đạo quyền hạn năng lực. Đen kịt đệ tứ thiên đạo dẫn theo đen kịt mặt trời, đem bất hủ lực lượng quán nhập trong cơ thể nó, cưỡng ép khống chế hắn vận chuyển. Đen kịt mặt trời là đệ tứ thiên đạo đem bản thân cửu u chúa tể đoạt xá, luyện hóa sau sản phẩm, sở dĩ tại mặt trời thân bên trong còn có được cửu u chúa tể thuộc tính. Mỗi một vị cửu u chúa tể cả đời đều có một lần tiến vào hiện thế cũng thế thiên hành đạo quyền hạn. Nhưng là, đệ tứ thiên đạo UUH một lần kia sử dụng một lần thiên đạo quyền hạn, sớm tại thái cổ thời kỳ đã tiêu hao. Theo lý thuyết, hắn đã không có thế thiên hành đạo quyền hạn.
Vậy mà lúc này, tại đệ tứ đen kịt thiên đạo cưỡng ép thôi động bên dưới, đen kịt thái dương thể bên trong u hắc bộ phận, cứ nhiên lần nữa chạm tới xa không thể chạm thiên đạo quy tắc ở trong quá trình này, thuộc về u hắc bộ phận, phát ra khiếp người khàn khàn tiếng kêu. Đây là u hắc không cam lòng linh hồn kêu lên. Thiên đạo đều là đại móng heo. U hắc không chỉ có bị luyện hóa, đoạt xá, mà lại hiển nhiên, tại hắn còn không có bị luyện hóa trước đó, đệ tứ đen kịt thiên đạo vẫn còn tại nhiệm giai đoạn, liền đã đối u hắc tiến hành cải tạo. Chính vì vậy, u hắc bộ phận mới có thể hai lần kích hoạt thế thiên hành đạo quyền hạn. Lịch đại đến nay, cơ hồ mỗi một cái thiên đạo đều đối với mình cửu u chúa tể xuất thủ qua, cái này giống như là một cái ma chú. Theo thế thiên hành đạo công năng kích hoạt, u hắc tiếng kêu thảm thiết biến càng thêm khiếp người. Không chỉ có như thế, tại đen kịt mặt trời hóa thân bất hủ cát sỏi bên trong, thuộc về u hắc cái kia bộ phận, bắt đầu sụp đổ. Loại này sụp đổ, liền bất hủ cát sỏi đều không thể ngăn cản. Cửu u chúa tể loại kia đặc thù thuộc tính, từ đen kịt mặt trời trên người rút đi, bị bóc ra. Đây là mãi mãi mất đi cửu u chúa tể, không cách nào lại khôi phục. Đây chính là đại giới, u hắc hai lần tiếp xúc thế thiên hành đạo công năng đại giới. Đã triệt để không có đường lui, đệ tứ đen kịt thiên đạo sắc mặt băng lãnh. Không chút nào bị u hắc cái kia khiếp người tiếng kêu ảnh hưởng. Cửu u chúa tể là đạo tiêu, loại chuyện này đen kịt thiên đạo nội tâm lại quá là rõ ràng. Hiện tại, hắn tự tay đem bản thân đạo tiêu cho tế thiên. Đập nồi dìm thuyền. Theo u hắc tiếng kêu thảm thiết suy yếu, thế thiên hành đạo công năng rốt cục bị kích hoạt. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Đệ tứ đen kịt thiên đạo nhanh chóng thi pháp. Hóa thân đen kịt mặt trời trên người, thuộc về nguyên bản cửu u chúa tể bộ phận, từ bất hủ cát sỏi bên trong thẩm thấu ra, hóa thành một loại màu đỏ thẫm huyết dịch vật chất. Đây là chết đi cửu u chúa tể thân thể bộ phận. Cũng là đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão sau đó phải thi pháp nguyên vật liệu. Trong nháy mắt, những thứ này màu đỏ thẫm dịch thể vật chất liền biến thành huyết trì. Mà đã mất đi u hắc bộ phận về sau, bất hủ cát sỏi không cách nào lại duy trì hóa thân. Đen kịt mặt trời hình thái. Đen kịt mặt trời hóa thân, tốt. Đệ tứ thiên đạo đen cự lão thu hồi cái kia bộ phận bất hủ cát sỏi, đưa chúng nó thu nhập thể nội, lại đưa tay đặt tại huyết trì phía trên. Huyết trì hóa thành một cái trận pháp. Mà trước đó hiến tế u hắc sau lấy được thế thiên hành đạo quyền hạn, đều dung hợp tại cái này một ao máu đen bên trong. Đen kịt cự lão không chút do dự, nhảy vào đến trong huyết trì. Dung hợp thế thiên hành đạo quyền hạn huyết trì trận pháp, phụ đến đệ tứ đen thiên đạo trên người. Tựa như là truyền máu, huyết trì trận pháp đường vân leo đến trên người hắn, tràn vào trong cơ thể hắn. Đen kịt cự lão thân thể khí thế bắt đầu kịch liệt kéo lên. Chớp mắt bên trong, liền thăng hoa đến mức cực hạn đỉnh phong. Tại trên người nó, lần nữa hiện ra thiên đạo quang trạch đến, bộc phát ra hào quang chói sáng. Vô tận uy áp, khuếch tán ra tới. Tại cái này vô lượng uy áp bên dưới, đen kịt cự lão thân thể bốn phía ngôi sao không chịu nổi áp lực, nhao nhao nổ tung lên. Những thứ này vô tội ngôi sao cũng rất tuyệt vọng. Tại vũ trụ bên trong sống tạm vài tỷ năm, cầu thả thật tốt, kết quả không hiểu liền bị bạo tinh. Nhưng cái này vô tận uy áp, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo đen kịt cự lão hít sâu, trên người hắn uy áp trực tiếp bao phủ cả cái vũ trụ. Đón thêm lấy, là chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả, thân thể một mềm, kém chút liền phủ phục tại đất. Liền một số giác quan bén nhạy phổ thông sinh linh đều chịu đến uy thế như vậy ảnh hưởng. Thậm chí, liền chư thiên vạn giới tất cả trong vũ trụ ngôi sao, tại cảm ứng được cái này uy áp về sau, cũng hơi chấn động dù sao, từng tại đệ lục thiên đạo thời khắc, cả cái chư thiên vạn giới hằng tinh, ngôi sao đều bị phá hủy qua. Năm đó tai nạn bị nghịch chuyển nhân quả chặt đứt. Nhưng chư thiên vạn giới vũ trụ bên trong, khả năng còn sẽ có một loại nào đó ấn tượng lưu lại. Đây là hàng thật giá thật thiên đạo uy áp. Chân áp chư thiên vạn giới, nắm giữ lấy thiên đạo quy tắc, hoàn mỹ vô khuyết bất hủ, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong gần như muốn làm gì thì làm lực lượng. Đệ tứ đen kịt thiên đạo, tại tuyệt cảnh bên trong quý vị. Thiên đạo khí tức, đây là vị thứ ba thiên đạo, chư thiên vạn giới tu luyện giả bị khiếp sợ đến. Bá Tống cứ nhiên không phải hai cái cá thể chứng đạo, mà là ba cái cá thể, đồng thời chứng đạo bất hủ.
Loại này động động ngón tay liền có thể hủy diệt vũ trụ cảm giác, vị thứ ba thiên đạo, có hủy diệt vạn vật khuynh hướng. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cảm ứng được cái thứ ba thiên đạo khí thức về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng bắt đầu phun lên bất an mãnh liệt cảm giác. Phảng phất chân chính tận thế muốn tới. Thời đại đều muốn bị kết thúc. Cái này thiên đạo, là vì hủy diệt thế giới mà đến. Bá Tống, Bá Tống. Có người không tự chủ được bắt đầu kêu gọi Bá Tống thiên đạo thánh hào. Chỉ có thiên đạo có thể đối kháng thiên đạo. Cái này đệ tam thiên đạo, tràn đầy khí tức hủy diệt, cho người cảm giác cùng Bá Tống cũng không phải là một đường. Sở dĩ, bọn hắn có thể dựa vào Bá Tống thiên đạo. Thành công, đệ tứ đen kịt thiên đạo nhẹ nhàng nắm tay, thể vị phần này đã từng bản thân quân lâm thiên hạ lực lượng trở về. Bất quá, hắn không thời gian cảm khái. Hiện tại nó mỗi một phút mỗi một giây, đều vô cùng chân quý. Hắn cất bước bước ra, một cước đạp về thiên đạo thứ nguyên. Cùng lúc đó, hắn còn duỗi tay nhắm ngay bất hủ đạo nhân thân thể, bổ một phát bí thuật, bá chiếm bí pháp cường hóa. Ngăn chặn Bá Tống cùng cái kia bạch, đệ tứ đen kịt thiên đạo hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Sau đó hắn trốn vào đến thiên đạo thứ nguyên bên trong, thuần thục đi tiếp nhận thiên đạo quyền hạn quyền quản lý, bắt đầu thao tác. Trước đó thừa dịp Bá Tống, bạch chứng thiên đạo quá trình bên trong, chuẩn bị hằng tinh hủy diệt bệnh độc. Đổi được triệu hoán đi ra. Đây là cải bản hằng tinh hủy diệt bệnh độc, mỗi một mai bên trên đều có được bất hủ tin tức, trong đó còn lẫn vào không ít nó bất hủ cát sỏi. Nhưng chỉ là dạng này, đệ tứ đen kịt thiên đạo còn không thỏa mãn. Cường hóa, hắn kích hoạt thiên đạo quyền hạn, đối hằng tinh hủy diệt bệnh độc. Đổi lại tiến hành thiên đạo cấp cường hóa. Cũng đưa chúng nó trạng thái một mực khóa kín. Kể từ đó, coi như Bá Tống cùng bạch kích hoạt thiên đạo quyền hạn, cũng vô pháp trong nháy mắt đem cái này kiểu mới nhất bệnh độc xóa đi. Mà chỉ cần có một chút giảm sóc thời gian, những bệnh này độc liền có thể chôn vùi cả cái chư thiên vạn giới. Bước kế tiếp, đi thôi, tiến về mỗi một khỏa hằng tinh bên trong, chôn vùi cái này vô dụng thế giới. Đệ tứ đen kịt thiên đạo dành thời gian, lợi dụng thiên đạo quyền hạn, hạ đạt chỉ thị tiếp theo. Có thiên đạo quyền hạn phụ trợ, chỉ cần một cái chỉ thị, liền có thể chớp mắt bên trong đem bệnh độc chính xác đưa vào đến chư thiên vạn giới mỗi một khỏa hằng tinh bên trong, lại trước tiên dẫn bạo. Nhưng là, đệ tứ đen kịt thiên đạo hạ đạt chỉ lệnh về sau, những thứ này hằng tinh hủy diệt bệnh độc nhưng không có phản ứng, không có bị truyền tống đi. Là có người trong bóng tối trở ngại hắn. Đệ tứ đen kịt thiên đạo nhanh chóng quay người. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cái kia cửu liên bá nam nhân. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiên đạo thứ nguyên. Hắn ngồi ở một trương cao bên cạnh bàn bên trên, hai tay trùng điệp chống đỡ ở dưới cằm, ánh mắt thâm thúy một mực nhìn mình chằm chằm. Ngươi vì cái gì không ở cửu u? Đệ tứ đen kịt thiên đạo tâm lý tố chất mạnh đáng sợ, cho dù ở lúc này, hắn vẫn như cũ có thể duy trì tỉnh táo. Bất quá hắn nội tâm vẫn là rất nghi hoặc rõ ràng trước đó, hắn tận mắt thấy Bá Tống cùng cái kia bạch, đều tiến vào cửu u thế giới. Ngưng tụ cửu u chúa tể. Vì cái gì hiện tại, Bá Tống thiên đạo sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta một mực ở chỗ này chờ ngươi, Bá Tống thiên đạo chậm rãi nói. Thanh âm của hắn ôn nhu, đáng tin, có tự tính. Không có khả năng, ta có thể đi vào thiên đạo thứ nguyên sự tình, không có bất kỳ người nào biết, ngươi cũng không có khả năng sớm phát giác. Đệ tứ đen kịt thiên đạo trầm giọng nói đang khi nói chuyện, hắn trong bóng tối thôi động thiên đạo quyền hạn. Muốn chuyển di những thứ này cải tiến bệnh độc. Cùng Bá Tống thiên đạo so ra, hắn có kinh nghiệm hơn. Hắn có được phong phú thiên đạo kinh nghiệm, đối với thiên đạo quyền hạn lý giải cũng càng sâu, hiểu được trình độ lớn nhất lợi dụng thiên đạo quyền hạn, tiến hành một số tao thao tác. Những thứ này, đều là tân thiên đạo Bá Tống không cách nào làm được. Sở dĩ ngang nhau quyền hạn thao tác, hắn nhất định có thể thắng qua Bá Tống thiên đạo. Bá Tống thiên đạo không ngăn cản được hắn bao lâu thời gian, nhiều nhất bỏ ra ba hạt tả hữu bất hủ cát sỏi chống không hóa đại giới. Vô luận ngươi đến hoặc không đến, ta vẫn ở nơi này. Đối diện, Bá Tống ánh mắt càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy huyền bí cùng nhân tâm, ngươi tự cho là thiên y vô phùng mưu kế, từ vừa mới bắt đầu liền bị chúng ta nhìn thấu. Bá Tống toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Nếu như là hiểu hắn người liền biết, cố gắng bảo trì mặt không biểu tình bộ dáng Bá Tống, khẳng định là tại suy nghiêu phê. Hắn sở dĩ mặt không biểu tình, là vì phòng ngừa suy nghiêu phê lúc, bị người đọc mặt.
Kỳ thật, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối mặc dù đối với đệ tứ đen kịt thiên đạo có phòng bị, nhưng thật sự không nghĩ tới đối phương còn có thể thông qua thủ đoạn nào đó, quay về thiên đạo chi vị. Loại này tao thao tác, thật sự vượt quá Tống Thư Hàng dự kiến. Nhưng cũng tiếc, đối phương lại tao cũng tao bất quá hắn bá Tống. Lúc mới bắt đầu, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ đến Cửu U đi ngưng tụ Cửu U chúa tể. Nhưng trong tưởng tượng Tống U U nhưng không có xuất hiện. Bởi vì đã có một cái Tống U U tồn tại. Mặt khác Cửu U căn nguyên năng lượng, một lần chỉ đủ ngưng tụ một cái Cửu U chúa tể đi ra. Thế là, bị bản thân tao thao tác tao gãy chân Tống Thư Hàng, lựa chọn trở về trời thiên đạo thứ nguyên bên trong hắn muốn đi tìm đệ tứ đen kịt thiên đạo tung tích, nhìn xem có thể hay không phòng bị bên dưới đối phương. Kết quả chuyện thú vị phát sinh. Nương Tống Thư Hàng chuẩn bị tìm đệ tứ đen kịt thiên đạo thời điểm, đối phương lại bản thân đưa tới cửa lấy trở về thiên đạo chi thân, quang minh chính đại xuất hiện. Đây là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu ta. Đối diện, đệ tứ đen kịt thiên đạo vẻ mặt nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, hắn dưới tay thiên đạo quyền hạn thao tác đạt tới cực hạn, chạy tới bay lên. Trận này công phòng chiến, hắn đã thắng. Bá Tống thiên đạo vẫn là quá non, lập tức liền muốn chống đỡ không được. Chính khi nó muốn nhất cổ tác khí đem bá Tống cầm xuống lúc. Đối diện, bá Tống hoãn hoãn móc ra một cây to lớn trụ. Ông ba, đệ tứ đen kịt thiên đạo vừa nhìn thấy cái này trụ, bản năng kêu to lên tiếng tới. Bởi vì, căn này to lớn trụ bên trên, tràn đầy nó khí tức cùng hương vị. Thậm chí tại trụ đỉnh tiêm bên trên, còn có nó khái niệm ngoại hình pho tượng. Long trọng hướng người giới thiệu một chút bảo bối của ta kỳ danh là bá thần trụ. Thiên đạo trụ hệ liệt chi hắc trụ. Tống Thư Hàng lộ ra đáng tin tiếu dung. Đồng thời, ở bên cạnh hắn có một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bắt đầu biến hóa. Đây là Bạch Tiền Bối bộ kia pháp khí, từ thiên đạo bạch luyện chế. Pháp khí rất nhanh chuyển hóa làm gát linh pháo hình thái. Ngay trước đệ tứ đen kịt thiên đạo lần, Tống Thư Hàng đem từng cây thiên đạo trụ lấy ra, nhét vào gát linh pháo bên trong. Vô dụng, đối diện. Đệ tứ đen kịt thiên đạo trầm giọng nói. Lúc này hắn là hoàn mỹ vô khuyết bất hủ, là cực điểm thăng hoa sau tại nhiệm thiên đạo trạng thái. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, có thể làm bị thương hắn hiện tại. Cho dù là cùng là thiên đạo bá tống, cũng không được. Không có bất kỳ cái gì ngoại lực thủ đoạn, có thể tổn thương đến không thiếu sót trạng thái thiên đạo. Tại cái này hình thức bên dưới, liền xem như chính nó nghĩ tổn thương chính mình, đều làm không được. Không cách nào tổn thương, không cách nào trục xuất, không cách nào phong ấn, không cách nào nguyền rủa. Người có thể nghĩ tới tất cả thủ đoạn, đối vô khuyết thiên đạo đến nói đều không có cái gì ý nghĩa. Có bộ phận hình người thiên đạo, thậm chí liền cắt cái tóc đều làm không được. Cho nên, dù là bá tống thiên đạo trụ để thứ tư đen nhánh thiên đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù là bá tống lại móc ra một cây lại một cây lịch đại thiên đạo trụ, để đen nhánh thiên đạo rất khiếp sợ. Nhưng đối mặt bá tống công kích khóa chặt, thứ tư đen nhánh thiên đạo không chút nào hoảng. Nó tỉnh táo vô cùng, tâm thần vẫn như cũ toàn bộ đặt ở cùng bá tống thiên đạo quyền hạn đánh nhau chết sống lên. Nó muốn mượn lấy chính mình so bá tống phong phú vạn lần thiên đạo quyền hạn thao tác kinh nghiệm, cầm xuống đối phương. Thời gian đối với nó đến nói phi thường gấp gáp. Một cái bá tống, nó còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng lần này đối phương là xưa nay chưa từng có hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo. Đối diện còn có một cái tuấn mỹ hố hàng, tại cửu u ngưng tụ cửu u chúa tể, lúc nào cũng có thể hoàn thành trở về. Một khi cái kia tuấn mỹ hố hàng từ cửu u trở về, đến lúc đó hai đánh một, tình thế liền gây bất lợi cho nó. Đen nhánh thiên đạo cũng sẽ không mù quáng tin tưởng mình tại thiên đạo quyền hạn thao tác phương diện, có thể đánh hai. Cho nên, tỉnh táo đen nhánh thiên đạo. Liều lên tất cả tính toán năng lực, điên cuồng bộc phát chính mình thao tác. Oanh đối diện, Tống Thư Hàng không chút do dự nhấn xuống tam thập tam thú gát linh pháo oanh kích ra quan. Nhãn trụ, long trụ, hắc trụ, thông trụ, nhân trụ, bạch trụ, cầu trụ, đạo trụ cộng long lạc nữ sĩ trụ, chín cái thiên đạo cấp bá thần trụ, hướng phía đen nhánh thiên đạo điên cuồng nổ bắn ra. Vô khuyết thiên đạo hoàn toàn chính xác sẽ không bị bất luận ngoại lực gì tổn thương. Nhưng cũng không đại biểu nó sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại lai không phải tổn thương sự vật ảnh hưởng đơn giản nhất đến nói, tỉ như tại cảm xúc phương diện. Thiên đạo tự thân bởi vì tính cách nguyên nhân, có
có thể sẽ có một ít tương đối chán ghét đồ vật. Nếu như thiên đạo rất chán ghét một loại nào đó âm nhạc, cái kia tại hắn đối diện đại lực phát ra một loại nào đó âm nhạc, khẳng định sẽ khiến vô khuyết thiên đạo chán ghét cảm xúc. Mặc dù thiên đạo một cái ý niệm trong đầu, liền có thể che đậy lại loại này âm nhạc, thậm chí xóa bỏ cái này âm nhạc nguyên. Nhưng không thể phủ nhận, tại cái kia âm nhạc vang lên nháy mắt, vô khuyết thiên đạo cảm xúc trên thực tế, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng trừ phi giống cầu thiên đạo hậu kỳ, biến thành không có cảm tình thiên đạo máy móc. Mà đến từ bá tống nổ bắn ra tới 9 cái thiên đạo cấp bá thần trụ, mặc dù không cách nào tổn thương đến thứ tư đen nhánh thiên đạo bất hủ bản chất. Nhưng đến từ bá thần trụ lên lịch đại thiên đạo tin tức, đạo ngân, tại kịch liệt va chạm quá trình bên trong, vẫn như cũ thoáng ảnh hưởng đến thứ tư đen nhánh thiên đạo trạng thái. Thiên đạo trụ hung dữ đụng vào thứ tư đen nhánh thiên đạo bất hủ trên người, bất hủ cùng bất hủ tin tức ở giữa tiếp chạm vào nhau về sau, phát ra đại đạo va chạm thanh âm, lẫn nhau ở giữa đạo ngân giao thoa. Dù là thứ tư đen nhánh thiên đạo tâm lý có chỗ chuẩn bị, nhưng cùng Tống Thư Hàng tranh đoạt thiên đạo quản lý thao tác bên trên, vẫn như cũng nhận lấy ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, chỉ cần hỏa lực không thôi, liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Trừ phi thứ tư đen nhánh thiên đạo phân thần, đi ứng phó bá tống hỏa lực. Tiểu động tác, vô dụng, đối mặt bá tống oanh kích cùng thiên đạo chịu ảnh hưởng, thứ tư đen nhánh thiên đạo cũng không tức giận. Bá tống tại dùng thiên đạo trụ oanh tạc hắn thời điểm, không thể tránh khỏi muốn phân ra một bộ phận tâm thần. So sánh dưới, bá thần phân thần ảnh hưởng, so thiên đạo trụ đối với nó tạo thành ảnh hưởng, muốn lớn hơn một chút. Nó mặc dù nhận lấy thiên đạo trụ ảnh hưởng, nhưng tại tranh đoạt thiên đạo quyền hạn thao tác bên trên, nó ngược lại lại tiến một bước, đã đem bá tống dồn đến cực hạn. Hoàn toàn chính xác, bằng vào lấy trình độ này thiên đạo trụ, ảnh hưởng hoàn toàn chính xác có hạn. Tống Thư Hàng tán thành nói. Nhưng là, ta đã không phải mấy giờ trước tiểu thiên đạo bá tống. Ta hiện tại, là chân chính tại nhiệm thiên đạo, cùng bạch tiền bối cùng một chỗ có được quan phương chứng minh chính thức thiên đạo. Chân chính thiên đạo, có được gần như không gì làm không được thủ đoạn. Thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa đối kháng, không chỉ có là thiên đạo quyền hạn thao tác lên đối kháng, cũng là não động lên chống lại. Bá tống thiên đạo nói. Thiên đạo chủ muốn kèm theo ý chí của ta cùng đạo ẩn vết tích, cũng gia tăng chỉ định nhằm vào hiệu quả, đối chỉ định mục tiêu sinh ra cưỡng chế đụng bay hiệu quả. Ngôn xuất pháp tùy. Một câu, thậm chí chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Nhưng chỉ cần là bá tông ý chí, tại thiên đạo quy tắc gần như không gì làm không được lực lượng tác dụng dưới, đây hết thảy liền thành hiện thực. Ầm ầm. Đến tiếp sau anh tạc ra 9 cái bá thần trụ bên trên. Mỗi một cây đều phụ lên thuộc về Tống Thư Hàng thiên đạo ý chí cộng đạo ngân. Cái này chút bá thần trụ tiếp tục oanh tạc tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên thân. Sau đó, thứ tư đen nhánh thiên đạo thân thể liền bị đụng bay ra ngoài. Không tạo thành tổn thương, thậm chí thiên đạo trụ liền tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên thân lưu lại va chạm ấn ký đều làm không được. Nhưng đụng bay hiệu quả, lại không cách nào bị miễn dịch. Mà lại, tăng lên bá tống ý chí cùng đạo ngân thiên đạo trụ, đối thứ tư đen nhánh thiên đạo ảnh hưởng biến mạnh hơn chút. Thứ tư đen nhánh thiên đạo bị đụng liên tiếp bay lên. Mỗi một trụ va chạm, đều để thân thể của nó bay lên. Ông đi, thứ tư đen nhánh thiên đạo trong lòng nổi nóng, nhưng bây giờ dù là lại nổi nóng, nó cũng nhất định phải khắc chế chính mình. Nhưng đối diện, Tống Thư Hàng tao thao tác vừa mới bắt đầu. Hắn đang bay nhanh quen thuộc thiên đạo quyền hạn nội dung. Sau đó đem chính mình cái kia bị cửu châu nhất hào quần thành viên khai thác nhảy vọt tư duy, dùng tại thiên đạo quyền hạn tao thao tác bên trên. Thiên đạo quyền hạn là chết, tại khác biệt thiên đạo trong tay, nó có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau. Cho nên, tao thao tác càng nhiều thiên đạo, liền càng có thể phát huy ra thiên đạo quyền hạn uy lực. Cái này cũng rất có thể là lịch đại thiên đạo ở tiền nhiệm về sau, thao tác biến càng ngày càng tao nguyên nhân. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục thôi động thiên đạo quyền hạn. Ta nói, tại ta quanh thân muốn khung ra hình tròn tuần hoàn vô hạn không gian bên trong muốn tràn ngập thiên kiếp. Một cái vòng tròn trạng vô hạn không gian xuất hiện đem Tống Thư Hàng cùng thứ tư đen nhánh thiên đạo cuốn vào tại cái này thiên đạo trong không gian thứ nguyên, thứ tư đen nhánh thiên đạo có thể thỏa thích bị đụng bay, không cần lo lắng sẽ đụng vào không gian phần cuối. Mà lại, vô luận bị làm sao va chạm. Nó tại đụng bay đến khoảng cách nhất định về sau, lại sẽ trở lại thiên đạo trụ phạm vi công kích bên trong, vô hạn tuần hoàn.
Đồng thời, tại cái này phong bế tuần hoàn không gian bên trong, lại hiện đầy thiên kiếp lực lượng, đem Tống Thư Hàng cùng thứ tư đen nhánh thiên đạo bao dung. Thiên kiếp lực lượng, thứ tư đen nhánh thiên đạo trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Bá Tống lúc này đem thiên kiếp lấy ra làm gì? Bất quá! Đã kết thúc, thứ tư đen nhánh thiên đạo dùng sức nắm chặt nắm đấm. Bá Tống tại thiên đạo quyền hạn tranh đoạt thao tác bên trong, đã thất bại thảm hại, cái kia bộ phận quyền hạn thao tác, đã triệt để bị nó áp chế. Đang lúc nó dùng sức nắm tay thời điểm, đột nhiên, ý thức của nó một trận hoảng hốt. Sau đó, nó cảm giác vật gì đó hoặc trạng thái, tựa hồ kinh lịch tuần hoàn. Loại này hoảng hốt chợt lóe lên. Khi hắn khôi phục lúc, lại phát hiện chính mình cùng Bá Tống ở giữa thiên đạo quyền hạn thao tác đối kháng, về tới điểm xuất phát. Thứ tư đen nhánh thiên đạo trong đầu hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Rõ ràng, ta đã triệt để áp chế Bá Tống, cầm xuống tương quan bộ phận thiên đạo quyền hạn. Rõ ràng, đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Vì cái gì đột nhiên tất cả đều về tới điểm xuất phát? Vất vả cố gắng nửa đời người, một đêm trở lại trước giải phóng. Có như vậy một nháy mắt, đen nhánh thiên đạo lão tâm đều muốn băng, cảm giác chính mình lão tâm phảng phất bị đặt ở lưu ly cặn bã bên trên qua lại lăn lộn. Càng làm nó hơn khó chịu là, nó cùng Bá Tống thiên đạo quyền hạn tranh đoạt về tới điểm xuất phát, nhưng thời gian cũng không đảo lưu. Tình trạng của nó, chưa có trở lại điểm xuất phát cùng Bá Tống tranh đoạt thiên đạo quyền hạn quyền khống chế thời gian bên trong, nó tiêu hao 3 hạt bất hủ cát sỏi bị hiến tế. Bên trong ý chí của nó bị xóa, biến thành trống không. Cái này tiêu hao không cách nào nghịch chuyển. Thảm đến rơi lệ. Ngươi làm cái gì? Đen nhánh thiên đạo phát ra tiếng nói. Dù cho khó thành dạng này, nó vẫn không có từ bỏ, lần nữa lấy chính mình thành thạo kinh nghiệm cùng thao tác kỹ xảo, lại bắt đầu lại từ đầu áp chế Bá Tống. Lại khổ lại khó, nó cũng không bị đánh bại, không có nhụt chí. Cũng không phải là nó có thể chịu. Chỉ là bởi vì nó không lựa chọn. Cũng không có đường lui, chỉ có kiên trì, tiếp tục. Đối diện, Tống Thư Hàng dùng hành động trả lời thứ tư đen nhánh thiên đạo. Thiên đạo trụ cầu trụ đánh tới, trực tiếp dán tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên mặt. Sau đó, loại kia đụng bay hiệu quả có hiệu lực, đưa nó đụng bay. Trước đó đen nhánh thiên đạo tập trung toàn bộ tinh lực áp chế Bá Tống quyền hạn, thậm chí không có phân ra một tia tinh lực tới đối phó loại này đụng bay hiệu quả. Dù sao đối với nó đến nói, va chạm cũng sẽ không tổn thương đến nó mảy may. Bị đụng bay lúc, ánh mắt của nó ngưng thị Bá Tống vị trí. Tại tam thập tam thú gắt linh pháo bên cạnh, đệ ngũ thiên đạo tiên tử đạo trụ chẳng biết lúc nào, lặng lẽ từ ống pháo bên trong rời khỏi, đứng ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Lúc này, căn này thiên đạo trụ tại lập lòe tỏa sáng. Bá Tống làm ra đầy bình phong thiên kiếp, chính là vì che giấu một màn này. Xảo chính là, Bá Tống lúc này ánh mắt vừa vặn trông lại, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, Tống Thư Hàng bổ sung lời bộc bạch nói, đệ ngũ thiên đạo tiên tử nói, phải có luân hồi. Không ai quy định phát chiêu thức trước nhất định phải trước gầm rú chiêu thức tên. Cho nên báo không báo chiêu thức tên đều không ảnh hưởng phát động kỹ năng. Nếu như nguyện ý, sau đó lại bổ cái chiêu thức tên cũng không thành vấn đề. Mặt khác, ngươi cho rằng ta Bá Tống là một người tại cùng ngươi đơn đấu. Ngây thơ, ta Bá Tống từ xuất đạo đến bây giờ, mỗi lần đánh nhau đều mang một đám ngoại quải. Ngươi nhìn ta là cùng ngươi đơn đấu, nhưng tại ngươi không thấy được địa phương, còn đứng lấy rất nhiều tiền bối trong bóng tối ủng hộ ta. Tỷ như hiện tại, căn này đệ ngũ thiên đạo tiên tử trụ thông trụ tạm mệnh danh số 2, liền trực tiếp cùng hiện thế bên trong luân hồi ấn tương liên. Đã chính thức tấn thăng thiên đạo Tống Thư Hàng, đã không phải là trước đó thí luyện bên trong không có quyền hạn nhân vật, hắn đã có được chư thiên vạn giới lớn nhất quyền hạn. Trực tiếp liền để luân hồi ấn lực lượng, không trở ngại thẩm thấu đến thiên đạo thứ nguyên bên trong tới. Địch nhân là thứ tư đen nhánh thiên đạo, cho nên đệ ngũ thiên đạo tiên tử tràn đầy động lực. Không cần tiền công, nàng tự nguyện ngàn dặm xa xôi ủng hộ Thư Hàng, trở thành miễn phí kim bài đả thủ. Thậm chí nếu như Tống Thư Hàng nguyện ý, đệ ngũ thiên đạo tiên tử nói không chừng còn nguyện ý trái lại giao tiền bâu ơ, lấy thu hoạch được chính diện đối bạo thứ tư đen nhánh thiên đạo cơ hội. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử, tâm hệ thương sinh, thương hại chúng sinh trừ thứ tư đen nhánh thiên đạo bên ngoài. Nàng đối chư thiên vạn giới chúng sinh có bao nhiêu từ bi,
đối thứ tư đen nhánh thiên đạo liền có bao nhiêu lãnh khốc. Vừa rồi, tác dụng tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên người hiệu quả, chính là nàng đã từng khai phát ra, đặc biệt nhằm vào thứ tư thiên đạo ức loại thủ đoạn một trong. Thái cổ thời kỳ, nàng tại nhằm vào thứ tư thiên đạo thiết kế nhằm vào thủ đoạn lúc, liền mô phỏng qua rất nhiều khả năng. Trong đó, bao quát thứ tư thiên đạo khả năng trong thời gian ngắn khôi phục thiên đạo quyền hạn khả năng, cũng tại nàng trong tính toán. Mà nhằm vào ngắn ngủi khôi phục thiên đạo quyền hạn, rất có thể cần trả giá đắt. Điều phỏng đoán này, nàng sáng tác ra phải có luân hồi cái phương án này. Tại duy trì thứ tư đen nhánh thiên đạo đại giới đồng thời, đưa nó ngay tại làm sự tình luân hồi, nghịch chuyển. Để nó giao ra lao động cùng đại giới, lại không chiếm được thu hoạch. Loại này luân hồi hiệu quả, có mấy phần thời gian nghịch chuyển hương vị, nhưng lại không phải thô bạo trực tiếp đem tất cả thời gian trạng thái toàn bộ nghịch chuyển. Độ khó muốn càng lớn, tính toán muốn càng tinh tế hơn. Luân hồi pháp tắc, kinh khủng như vậy. Cho nên, kết thúc câu nói này, hẳn là để ta tới giảng. Đen nhánh đại lão, ngươi đã thất bại. Mà ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là gặp được ta bá Tống. Tống Thư Hằng cố gắng duy trì lấy mặt không biểu tình hình, miễn cho bị đối diện đại lão đọc đến ra hắn suy nghiêu phê trạng thái. Kết thúc, đối diện, hư không bên trong thứ tư đen nhánh thiên đạo đột nhiên đưa tay, một phát bắt được vò tới hắn thiên đạo trụ, đồng thời nó trên tay đạo ngân thoáng hiện. Xoắn nát thiên đạo trụ bên trên kèm theo Tống Thư Hằng đạo ngân, ý chí. Cái này chút đạo ngân, ý chí, là cái làm nền. Là bá Tống phóng thích phải có luân hồi làm nền. To lớn phong bế luân hồi thế giới, đầy trời lôi kiếp, bá thần trụ lần lượt va chạm thứ tư đen nhánh thiên đạo lúc lặng lẽ lưu tại nó bên người đạo ngân còn sót lại, đều là làm nền. Đây hết thảy phối hợp với đệ ngũ thiên đạo tiên tử truyền tới lực lượng cộng bá Tống thiên đạo quyền hạn, mới tổ hợp thành phải có luân hồi cái này chuẩn bị ở sau. Ngươi không phải đệ ngũ thiên đạo, mượn dùng nàng thủ đoạn, liền cần làm nền. Thứ tư đen nhánh thiên đạo một bên tiếp tục bảo trì áp chế Tống Thư Hằng thao tác, vừa bắt đầu phá hư Tống Thư Hằng đạo ngân ấn ký. Chỉ cần không cho bá Tống thiên đạo làm nền cơ hội, cái kia phải có luân hồi thủ đoạn liền không cách nào lại kích hoạt. Đại giới chính là, nó phải phân thần đi ngăn cản bá Tống không ngừng oanh bạo mà đến bá thần trụ, không cách nào toàn lực tập trung tinh lực, đi áp chế bá Tống thiên đạo quyền hạn thao tác. Cái này trong lúc vô hình liền sẽ kéo dài thứ tư đen nhánh thiên đạo cực hạn thăng hoa, hóa thân ngắn ngủi thiên đạo thời gian, thêm ra tới mỗi một giây thời gian, đều sẽ cho nó mang đến không thể chữa trị tổn thương đại giới. Nhưng nếu như không xuất thủ xử lý bá thần trụ cùng bá Tống đạo ngân, bá Tống liền sẽ lại kích hoạt đệ ngũ thiên đạo thủ đoạn. Cho nên, dù là lại thế nào không cam lòng, thứ tư đen nhánh thiên đạo lại không phải lựa chọn gặp gỡ bá Tống cùng Bạch về sau. Nhân sinh của nó liền dần dần đã mất đi lựa chọn quyền lực. Đáng tiếc, đối phó loại kinh nghiệm này phong phú đại lão, sử dụng qua một lần kỹ năng, liền không cách nào tái sử dụng. Đối diện, Tống Thư Hằng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nếu như có thể một mực lặp lại tuần hoàn quá trình, không cần hao phí bao nhiêu lực khí, hắn sinh sinh có thể đem thứ tư đen nhánh thiên đạo cho hao tổn thành thuần chống không, không có linh hồn bất hủ thân thể. Hiện tại, chỉ có thể vất vả một chút. Sử dụng mới thủ đoạn. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử lưu cho hắn đối thứ tư thiên đạo ước cái chuẩn bị ở sau bên trong, phương án cùng thủ đoạn nhiều vô số kể. Một cái thủ đoạn mất hiệu lực, vậy liền đổi một cái lại đến. Tống Thư Hằng mục tiêu không chỉ là chiến thắng đen nhánh thiên đạo. Hắn có một cái kích thích hơn phương án. Hắn nghĩ mài trắng đen nhánh thiên đạo. Đưa nó mài thành thuần bạch vô ý thức trạng thái. Tống Thư Hằng biết được trước mắt thứ tư đen nhánh thiên đạo trạng thái thân thể. Thậm chí biết đối phương thời gian ngắn ngủi một lần nữa chứng đạo phương thức, cùng nó muốn tiếp tục trả ra đại giới. Những tin tức này, tại thứ tư đen nhánh thiên đạo vừa đăng lục thiên đạo thứ nguyên thế giới, xuất hiện tại Tống Thư Hằng trước mặt sát na, liền toàn bộ hiện ra ở trong mắt Tống Thư Hằng, không có chút nào bỏ sót. Khả năng này cùng thiên đạo quyền hạn nhìn rõ vạn vật bản nguyên quyền hạn có quan hệ bất quá theo lý thuyết. Loại này nhìn rõ quyền hạn, hẳn là sẽ bị đồng dạng cực điểm thăng hoa trở thành vô khuyết thiên đạo đen nhánh thiên đạo triệt tiêu mới đúng. Thậm chí, vì phòng ngừa tự thân bí mật lớn nhất bị bá Tống cùng Bạch bắt giữ, bị bá Tống nhằm vào, tại bước vào thiên đạo thứ nguyên trước đó, đen nhánh thiên đạo hẳn là còn đối với nó tự thân tin tức tiến hành qua che đậy thậm chí là xuyên tạc. Cùng là tại nhiệm thiên đạo trạng thái, trên lý luận đến nói, bí mật của nó sẽ không dễ dàng bị Tống Thư Hằng bắt giữ.
nhưng lý luận loại vật này, tại không có trải qua thực tiễn trước đó, đều có thể phát sinh biến hóa cho nên, đen nhánh thiên đạo một bước vào thiên đạo thứ nguyên, thân thể trạng thái liền đã trở thành số liệu hóa bảng, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Loại công năng này, tựa như là bá tống tà thuật giám định bí pháp cùng nhập mộng năng lực tiến hóa chung cực bản. Giám định bí pháp, chỉ cần thông qua trực tiếp tiếp xúc, tại đánh đổi khá nhiều về sau, bá tống liền có thể từ đối phương trên thân thu hoạch được đến đầy đủ thực dụng tin tức. Đại giới càng lớn, đạt được tin tức thì càng nhiều. Mà nhập mộng, liền muốn càng bắc một chút, chỉ cần thỏa mãn một loại nào đó liên hệ, bá tống liền có thể không thèm nói đạo lý tiếp xúc đối phương quá khứ, đạt được phong phú tình báo. Mà thứ tư đen nhánh thiên đạo cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ, cũng không ít. Tỷ như bị không ngừng bắn ra đi thiên đạo trụ, hắc trụ, lại tỷ như bá chiếm bí pháp. Còn có Tống Thư Hàng liên thủ bạch tiền bối, dùng nho gia thánh nhân thiên phú từ lúc trước đen nhánh mặt trời trên thân cướp đoạt đến bộ phận tồn tại. Thậm chí còn có đã từng đen nhánh thiên đạo mượn nhờ tiểu hào đăng lục tu lưu hệ thống đăng ký qua áo lót, cuối cùng lại bị tu lưu hệ thống khóa chặt chân thực ít. Tống Thư Hàng cùng đen nhánh thiên đạo ở giữa, trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc, có thể dùng để nhập mộng liên hệ, cũng không ít. Cái này đông đảo tầng sâu liên hệ, đang thỏa mãn điều kiện về sau, liền biến thành bá tống nắm giữ đen nhánh thiên đạo số liệu tin tức con đường. Mà lại, tại cùng đen nhánh thiên đạo tiến hành thiên đạo quyền hạn quản lý tranh đoạt quá trình bên trong, Tống Thư Hàng một sợi phân thần, còn lấy nhập mộng hình thức, bản thân thể nghiệm một thanh đen nhánh thiên đạo hiến tế đen nhánh mặt trời hóa thân. Cực điểm thăng hoa, trùng nhập thiên đạo chi vị khâu. Lại thêm đệ ngũ thiên đạo tiên tử cung cấp nhằm vào đen nhánh thiên đạo ước loại chuẩn bị ở sau bên trong, cũng có đối đen nhánh thiên đạo ước loại trạng thái thôi diễn kết quả. Cho nên, lúc này đen nhánh thiên đạo, từ bên ngoài đến bên trong, không có một chỗ địa phương, là Tống Thư Hàng xa lạ. Nó ở trong mắt bá tống, không chút nào bố trí phòng vệ, không có chút nào bí mật có thể nói. Tại nhiệm thiên đạo ở giữa đối kháng, không chỉ có là tao thao tác so sánh. Tình báo cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Thư Hàng, thiên đạo thứ nguyên bên kia có phải là phát sinh ngoài ý muốn? Lúc này, bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Có chút ít vấn đề, nhưng ta có thể xử lý. Đương nhiên, nếu như bạch tiền bối người bên kia có thể sớm một chút kết thúc, sau đó lặng lẽ tới ngăn cửa, phòng ngừa đen nhánh thiên đạo bỏ chạy, liền càng bảo hiểm. Tống Thư Hàng cố ý đánh dấu muốn lặng lẽ tới ngăn cửa, miễn cho hù đến đen nhánh thiên đạo, làm cho đối phương tại tuyệt vọng bên dưới lựa chọn bỏ chạy. Thu được, ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí tới. Bạch tiền bối trả lời. Hắc hắc hắc, Tống Thư Hàng cho bạch tiền bối trở về cái cười xấu xa biểu lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối diện, đen nhánh thiên đạo không còn cấp bách cầu cấp tốc. Lần này nó... Phân thần ứng đối Tống Thư Hàng các loại tiểu thủ đoạn thiên đạo trụ đụng bay hiệu quả, bị nó miễn dịch. Bá tống lưu lại đạo ngân, bị nó phá hư. Thậm chí vì phòng ngừa bá tống lại thi triển tiểu thủ đoạn, nó còn âm thầm phân thần thôi diễn thiên cơ. Tại loại này vững vàng tiết tấu bên dưới, bỏ ra trước đó 3 lần thời gian. Đang tiêu hao 9 hạt bất hủ cát sỏi thân thể tế thiên về sau, nó lại một lần nữa đem Tống Thư Hàng áp chế. Kết thúc. Đen nhánh thiên đạo dưới đáy lòng phát ra tiếng nói. Lần này, nó thậm chí không đem cảm xúc biểu lộ ra, miễn cho bị bá tống phát giác. Nó muốn xuất kỳ bất ý, đột nhiên bộc phát mang đi thiên đạo quyền hạn quản lý. Bộc phát. Đen nhánh thiên đạo trong nháy mắt, đột nhiên cực hạn đề cao mình đối thiên đạo quyền hạn thao tác. Oanh. Tương quan bộ phận này thiên đạo quyền hạn năng lực quản lý, lần nữa bị nó thu hoạch được. Bá tống ở phương diện này quyền hạn bị nó triệt để áp chế. Lần này, bá tống không thể lại dùng phải có luân hồi loại thủ pháp này, đến ngăn cản nó. Khuếch tán, thu hoạch được đến quyền hạn đệ nhất nháy mắt, đen nhánh thiên đạo liền toàn lực thi triển thủ đoạn vô số đã sớm chuẩn bị xong hằng tinh hủy diệt virus. Trung cực thiên đạo cường hóa bản bị nó dùng thiên đạo quyền hạn, lan tràn tới chư thiên vạn giới tất cả hằng tinh bên trong đi. Cơ hồ tại nó hoàn thành kế hoạch nháy mắt. Nó tại bất hủ đạo nhân cái kia bá chiếm bí pháp truyền đến phản hồi bất hủ đạo nhân cùng bạch chính diện tiếp xúc. Tại cường hóa bá chiếm bí pháp tác dụng dưới, bất hủ đạo nhân thân thể đem hết toàn lực, bắt đầu đi ngăn chặn bạch thiên đạo. Rất tốt, chính là như vậy. Dùng hết ngươi tất cả lực lượng, đem bạch thiên đạo ngăn chặn, vì ta tranh thủ đến thời gian. Thế giới, sẽ tại một ngày này kết thúc.
Tại siêu thoát trên đường, ta đem sớm một bước. Thứ tư đen nhánh thiên đạo đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tại trong tích tắc, toàn bộ chư thiên vạn giới hằng tinh, toàn bộ bị nhen lửa. Trung cực bản hằng tinh hủy diệt virus bộc phát. So với đã từng thứ sáu thiên đạo công đức đạo nhân tại vị lúc, cái kia một lần hằng tinh hủy diệt còn muốn càng khoa trương, càng thêm không cách nào vãn hồi. Lần này, liền xem như sử dụng chặt đứt nhân quả thủ pháp, cũng vô pháp khởi động lại cái này chư thiên vạn giới. Hằng tinh hủy diệt, tinh hệ hủy diệt, vũ trụ hủy diệt, vị diện hủy diệt, chư thiên vạn giới hủy diệt một màn kia, xuất hiện lần nữa ở trong mắt Tống Thư Hàng. Thứ tư đen nhánh thiên đạo mở rộng hai tay. Nó đã làm tốt từ vô khuyết thiên đạo trạng thái bên trong rời khỏi chuẩn bị, thuận lợi, vừa lui ra thiên đạo trạng thái, nó liền sẽ theo kế hoạch tiến vào cuối cùng siêu thoát khâu. Tại rời khỏi vô khuyết thiên đạo hình thức trước đó, đen nhánh thiên đạo ngắm nhìn bá Tống. Nó muốn nhìn bá Tống tuyệt vọng. Nhưng mà, nó liếc nhìn lại lúc lại phát hiện, bá Tống trên mặt hiện lên sinh động vui vẻ biểu lộ. Nguyên bản mặt không thay đổi bá Tống khuôn mặt, đột nhiên hóa thành biết nói chuyện phụ đề. Thoáng phiên dịch bá Tống bộ mặt biểu lộ sau có thể thu hoạch được trở xuống tin tức. Đồ ngốc, ngươi cho rằng ngươi thật thắng sao? Ngươi thật sự cho rằng tất cả kết thúc? Chẳng lẽ còn không có kết thúc? Ngươi cho rằng ngươi thật từ đầu tới đuôi, đem ta áp chế sao? Đây là ý gì? Ngươi là từ lúc nào sinh ra ta muốn bị ngươi áp chế ảo giác đâu? Sau đó một khắc, Bạch Thiên Đạo thân ảnh, hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Không sai biệt lắm a, Bạch Thiên Đạo mỉm cười nói. Ừm, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bạch tiền bối hiện thân, liền đại biểu cho tất cả, đã tiến vào trung cực giai đoạn, có thể kết thúc công việc. Muốn tẩy trắng sao, Bạch tiền bối lại hỏi. Hắn trước khi tới, liền đã thông qua Tống Thư Hàng hiểu rõ sự tình tường tình. Tại một chút hoan nhạc hướng phim bên trong, đại kết cục lúc, trùm phản diện bị tẩy trắng cũng là bình thường thao tác nha. Tống Thư Hàng trả lời. Trước mắt thứ tư đen nhánh thiên đạo, liền bị tẩy trắng. Vô luận là linh hồn bên trên, vẫn là vật lý bên trên, song trọng tẩy trắng. Đối diện, tại thiên đạo Bạch hiện thân nháy mắt, thứ tư đen nhánh thiên đạo liền cảm giác được không đúng. Bởi vì từ bá chiếm bí pháp, bất hủ đạo nhân góc độ đến xem, bất hủ đạo nhân vẫn tại cùng Bạch thiên đạo tiến hành chống lại. Nhưng Bạch thiên đạo cũng đã đi tới thiên đạo thứ nguyên thế giới. Chẳng lẽ, cái kia cùng bất hủ đạo nhân tranh đoạt không phải Bạch thiên đạo, mà là Bạch thiên đạo mới cửu u chúa tể. Mới đản sinh cửu u chúa tể, có một lần tiến vào hiện thế cộng hành sử thiên đạo quyền hạn cơ hội. Lại hoặc là, bất hủ đạo nhân biến thành hố. Bất kể như thế nào, đã Bạch thiên đạo đã trở về, vậy ta không thể lại lưu tại thiên đạo thứ nguyên. Ý nghĩ này, từ thứ tư đen nhánh thiên đạo trong đầu chợt lóe lên. Mặc kệ bá Tống cùng Bạch thiên đạo muốn làm gì, đều đã không cách nào ảnh hưởng đến nó. Thế giới đã hủy diệt. Lần này, ai cũng cứu không được thế giới. Sau đó, nó đem siêu thoát, mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn, nó cơ hồ là lấy người tàn tật thân phận, siêu thoát bất hủ. Nhưng chỉ cần thành công, lấy siêu thoát bất hủ góc độ, rồi sẽ có biện pháp đền bù chính mình thiếu hụt. Cho nên, nó đã không có tiếp tục lưu lại thế giới này ý nghĩa. Trở về, sau đó rời khỏi cực điểm thăng hoa vô khuyết thiên đạo hình thức. Mặc kệ bá Tống ngươi muốn làm cái gì, ta không chơi với ngươi. Sau một khắc, thứ tư đen nhánh thiên đạo khí tức trên thân, liền bắt đầu làm nhạt. À, như vậy vội vã rời đi sao? Thứ tư thiên đạo tiên sinh, đối diện Bạch thiên đạo, đối nó lộ ra thế giới kia đệ nhất đẹp mắt tiếu dung, ta vừa mới trở về, ngươi muốn đi, có thể hay không để người hiểu lầm chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Cho nên, thứ tư thiên đạo tiên sinh, không ở thêm một cái biết sao phía trên là bá Tống mặt mũi bộ phụ đề tin tức. Không cần thiết, thứ tư đen nhánh thiên đạo chậm rãi nói. Không, ta cho rằng rất có tất yếu. Bạch thiên đạo tiếu dung biến nguy hiểm, hoặc là nói, là biến bá đạo, tại ta không để ngươi rời đi thời điểm, hy vọng ngươi có thể lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này bị các ngươi hai đánh một sao, ta điên rồi phải không? Thứ tư đen nhánh thiên đạo khinh thường nói. Nó toàn lực kích hoạt trong tay thiên đạo quyền hạn năng lực, chuẩn bị đem chính mình cưỡng chế chuyển di thiên đạo thứ nguyên không gian. Nhưng là rất nhanh, nó phát hiện chính mình chuyển di thất bại. Chuyện gì xảy ra?
Thứ tư đen nhánh thiên đạo nội tâm rốt cục có chút bất an, loại bất an này cũng không phải là nó khiếp đảm, mà là một loại thật cảm giác lên cảm giác nguy cơ, tựa hồ có cái gì vô cùng nguy cơ to lớn sắp xảy ra. Thậm chí loại nguy cơ này, khả năng đã giáng lâm. Là tình huống như thế nào? Vì cái gì ta không cách nào rời đi thiên đạo thứ nguyên? Thậm chí, vì cái gì ta không cách nào rời khỏi cực điểm thăng hoa trạng thái? Đang nghi ngờ sao? Tống Thư Hàng thanh âm biến thành đáng tin ôn nhu âm thanh, nếu như nghi ngờ lời nói, ngươi liền nhìn ta. Tới đi, xem ta mặt. Liền để mặt của ta, đến nói cho ngươi chân tướng. Trên thực tế, không cần Tống Thư Hàng nhắc nhở, tại phát giác được bá tống tấm kia tâm thẳng mặt nhanh, tự mang phụ đề mặt về sau, thứ tư đen nhánh thiên đạo tại tự thân xảy ra vấn đề sát na, liền đem ánh mắt ném đến bá tống trên mặt. Lần này, nó quả nhiên thu hoạch được đến đầy đủ tin tức. Thứ tư thiên đạo tiên sinh, người cực hạn thăng hoa, cần tiêu hao bất hủ cát sỏi số lượng, còn sung túc sao? Vì cái gì ngươi sẽ biết chuyện này? Đen nhánh thiên đạo nội tâm chấn kinh, nhưng còn cố gắng duy trì tỉnh táo, chủ động dò hỏi. Rõ ràng nó tại cực điểm thăng hoa, ngắn ngủi trở thành vô khuyết thiên đạo nháy mắt, liền đã che giấu cái này sự tình, cũng xoán cải tin tức. Ta so với ngươi tưởng tượng còn muốn hiểu rõ hơn ngươi. Bá tống bộ mặt phụ đề, ngươi có phải hay không đang vì mình không cách nào rời khỏi cực điểm thăng hoa trạng thái mà cảm giác được phiền não đâu? Ta lại một lần nữa hỏi thăm, ngươi bất hủ cát sỏi số lượng, còn sung túc sao? Bá tống tại sao phải hỏi ta sung túc thiếu thốn vấn đề? Đen nhánh thiên đạo hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn cực điểm thăng hoa, là hiến tế bất hủ thân thể cát sỏi để duy trì vô khuyết thiên đạo trạng thái. Nếu như hắn bất hủ cát sỏi thân thể số lượng không đủ, chỉ còn lại cuối cùng một hạt, lý luận đến giảng, nó liền thật không cách nào từ vô khuyết thiên đạo bên trong rời khỏi. Bởi vì khi đó, đã không có bất hủ cát sỏi có thể cung cấp nó lui lại. Nó liền sẽ vì sau cùng tân hỏa, thẳng đến cuối cùng một hạt bất hủ cát sỏi bị thiêu đốt hầu như không còn. Không có khả năng, ta bất hủ cát sỏi số lượng. Còn có rất nhiều mới đúng. Mà lại, ta một mực có chú ý lấy bọn chúng. Đen nhánh thiên đạo bên trong xem trạng thái của mình. Hắn bất hủ cát sỏi, cho dù ở trở về thiên đạo giao ra một nửa đại giới về sau, vẫn như cũ duy trì lấy tương đối khả quan số lượng. Mà cùng bá tống giao phong bên trong, nó tiêu hao bất hủ cát sỏi nhiều nhất chỉ có mười mấy hạt, còn chưa tới 20 hạt số lượng. Làm sao lại bị tiêu hao hầu như không còn? Nội thị về sau. Số lượng, đương nhiên còn sung túc, đen nhánh thiên đạo nhẹ nhàng thở ra. Đối diện, bá tống bộ mặt mưa đạn, người xác định bất hủ cát số lượng, còn sung túc lấy. Có ý tứ gì? Đen nhánh thiên đạo vừa nói, một bên âm thầm tại mở ra cổng không gian, nó không cần thiên đạo quyền hạn cưỡng chế chuyển di, chuẩn bị mượn hiện thế làm ván nhảy, tránh trước bá tống. Người một mực có chú ý lấy chính mình bất hủ cát sỏi số lượng. Như vậy, người chừng nào thì cảm thấy, chính mình bất hủ cát sỏi số lượng còn rất sung túc. Bá tống bộ mặt mưa đạn, càng ngày càng thâm ảo hóa. Nhưng loại này thâm ảo, có điểm hung hăng càn quấy cảm giác. Cảm giác tựa như là tại tranh cãi. Lại giống là tại, kéo dài thời gian. Ta đã biết, từ đầu tới đuôi, ngươi là muốn kéo dài thời gian. Đen nhánh thiên đạo cảm giác chính mình rốt cục thanh tỉnh tới. Cho nên, nó không còn cùng Tống Thư Hàng lãng phí thời gian. Oanh! Nó cưỡng ép một quyền, mở ra không gian chi môn. Sau đó, nó xoay người lại. Chuẩn bị bước vào đến cổng không gian bên trong. Lần này, bá tống cùng bạch thiên đạo, đều không có ngăn cản nó. Thậm chí, hai người biểu lộ đều độ cao thống nhất. Mang theo vẻ đăm chiêu. Ra vẻ mê hoặc, đen nhánh thiên đạo không chút do dự quay người, một bước đạp về cổng không gian. Nhưng ngay tại nó một cước bước ra lúc, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Bước vào cổng không gian nó, phảng phất đã mất đi thân thể. Tựa như là linh hồn tiến vào trong môn, nhưng thân thể lại bị lưu tại nguyên địa. Một khắc cuối cùng, đen nhánh thiên đạo liếc về phía bá tống mặt. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử nói, bầu trời vốn là không màu, nó không lừa gạt ngươi, chỉ là chính ngươi con mắt cùng tâm linh lừa gạt ngươi. Huyễn tượng, không có khả năng. Huyễn tượng, không, là chân thật. Ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là thật, chỉ là chính ngươi, nhìn lầm.
huyễn tượng là không thể nào đối vô khuyết thiên đạo sinh ra tác dụng. Đối diện, đen nhánh thiên đạo không thể lý giải bá tống trên mặt sau cùng phụ đề là có ý gì. Nó đã không có cơ hội đi lý giải. Bất hủ cát sỏi đã toàn bộ bị hiến tế, bị tẩy trắng. Rõ ràng đã có thể thiêu đốt thật lâu, số lượng sung túc bất hủ cát sỏi, lại tại trong thời gian ngắn, bị thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên, hành tẩu giang hồ, không nên đi chọc có thực lực nữ nhân, loại chuyện này, vì cái gì mọi người chính là không hiểu đâu. Nói kiện kinh khủng sự tình, giữa trưa lặng lẽ meo meo cùng chạch chư, thật khó khăn cùng một chỗ đi tàu địa ngầm rời đi ma đô, ngồi đến trưa xe lửa về nhà, bởi vì mỏi mệt vô cùng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị dưỡng một dưỡng tinh thần. Kết quả đáng sợ sự tình phát sinh, ta vừa mở mắt, đã là 9 giờ rưỡi tối. Mà ta, còn có 2 canh không có viết, thật là đáng sợ. Lại, trong đêm tối lâm vực sâu mà đi, cần phải giữ vững tinh thần, như dẫm trên băng mỏng. Trạch Chư Lâm Uyên đi lửa nóng đăng nhiều kỳ bắt đầu. Soạt, theo đệ tứ đen nhánh thiên đạo ý thức hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn, có màu trắng cát sỏi trạng vật chất, từ thiên đạo thứ nguyên trên không rơi xuống, chồng chất tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trước mặt, hóa thành đống cát. Cái này chút màu trắng cát sỏi lên hiện ra hào quang bất hủ, mỗi một hạt cát sỏi tựa như là màu trắng thủy tinh tạo thành, duyệt nhân nhãn mục đây là thế gian quý nhất, xinh đẹp nhất bảo vật. Thật, tẩy trắng. Tống Thư Hàng nhìn qua đánh boss sau nổ bảo vật, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, nàng tò mò bay tới cái này trồng màu trắng cát sỏi bên cạnh. Sau đó nàng đuôi rắn co lại, eo rắn uốn lượn ra một cái khoa trương đường cong, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút cát trắng. Tinh tế cát trắng bị nàng nâng lên, giơ lên trước mắt, lại từ nàng giữa ngón tay rơi xuống. Giờ phút này như vẽ. Tống Thư Hàng lặng lẽ đem một màn này quay chụp xuống tới. Không bì, yêu nhã lên công đức xà mỹ nhân, họa phong thực tế rất tán. Đáng tiếc nàng loại này như vẽ một mặt, rất ít hiển lộ ra. Đợi tất cả cát mịn sau khi chảy hết, công đức xà mỹ nhân lại cẩn thận dùng ngón tay trỏ dính lên một hạt cát trắng, đưa nó giơ lên trước mắt của mình, tinh tế quan sát. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó há hốc miệng ra. Tựa hồ là nghĩ nếm thử cái này màu trắng cát sỏi hương vị. Tiên tử, mau dừng tay, không muốn. Sau lưng, bá tống vội vàng ngăn lại nàng hành vi, thứ này không thể ăn. Không cần thứ gì đều nghĩ nếm thử, người cũng không phải thần nông. Cái này chút tinh tế màu trắng cát sỏi là bất hủ chi vật. Là đệ tứ đen nhánh thiên đạo giao xong tất cả đại giới, bất hủ thân thể bị triệt để tẩy trắng sau sản phẩm. Hiện tại, cái này chút bất hủ cát sỏi bên trong không ý thức, hoàn toàn trống không. Rốt cục biến thành Tống Thư Hàng muốn bộ dáng. Nếu để cho trường sinh giả nhóm biết bọn chúng tồn tại, phần lớn trường sinh giả đoán chừng đều nguyện ý giao ra tất cả thân gia, đến đổi được một hạt cát sỏi. Công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Thấy Tống Thư Hàng vẻ mặt thành thật bộ dáng về sau, nàng có chút tiếc nuối ngón tay giữa nhọn màu trắng cát sỏi bóp trở lại đống cát bên trong đi. Xem bộ dáng là thật không thể ăn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chính đang hắn vừa xả hơi lúc, bên cạnh Bạch Tiền Bối chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo đi vào công đức xả mỹ nhân bên người. Sau đó, hắn cùng trước đó tiên tử đồng dạng, dùng ngón tay kề cận một hạt trắng noãn cát sỏi, tựa hồ muốn ăn vụng. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng đưa tay kêu to ngăn lại. Ta không ăn, Bạch Tiền Bối xoay đầu lại, chân thành nói. Thật không thể ăn. Mà còn có dùng, Tống Thư Hàng đồng dạng nghiêm túc hồi phục. Ta biết, ta đây là đang nghiên cứu bọn chúng. Bạch Tiền Bối giơ trong tay màu trắng cát sỏi, cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tống Thư Hàng không dám buông lỏng cảnh giác, hắn một bên nhìn chằm chằm Bạch Tiền Bối cùng công đức xà mỹ nhân, một bên liên hệ đệ ngũ thiên đạo tiên tử. Lần này, có thể thuận lợi như vậy cũng tùy tiện đem đệ tứ đen nhánh thiên đạo tẩy trắng, đệ ngũ thiên đạo tiên tử là mạnh nhất trợ lực một trong. Nàng vì đệ tứ đen nhánh thiên đạo chuẩn bị ức loại chuẩn bị ở sau, thực tế giúp đại ân. Tiên tử, người bên kia đệ tứ thiên đạo cát sỏi thế nào? Tống Thư Hàng thông qua thiên đạo quyền hạn, cầu thông đệ ngũ thiên đạo tiên tử. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử lấy thân hóa thành luân hồi về sau, mặc dù có thể cảm ứng được ngoại giới, nhưng cùng nàng giao lưu biến rất phiền phức. Liên đạo khí, luân hồi nhận tiên tử muốn liên lạc đệ ngũ thiên đạo tiên tử, cũng phải dày vò nửa ngày.
Chẳng qua hiện nay, Tống Thư Hàng đã chứng được thiên đạo chi vị, thông qua thiên đạo quyền hạn, có thể trực tiếp cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử tiến hành đối thoại. Thuần bạch, sạch sẽ, kết thúc, đệ ngũ thiên đạo tiên tử, truyền về mấy cái từ ngữ. Nàng thông qua Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục biến thành luân hồi ấn chấn áp một nhóm đen nhánh mặt trời hóa thân trạng thái bất hủ cát sỏi. Hiện tại, cái này chút cát sỏi, cũng đều hóa thành thuần bạch, bên trong đệ tứ đen nhánh thiên đạo ý thức bị hiến tế trên thực tế, lưu tại nàng nơi này nhóm này bất hủ cát sỏi, là sớm nhất hóa thành thuần bạch một nhóm. Đệ tứ đen nhánh thiên đạo tại trở về thiên đạo chi vị lúc, giao ra một nửa bất hủ thân thể đại giới, đại bộ phận đều là luân hồi ấn chấn áp một nhóm kia. Bởi vì nhóm này bất hủ cát sỏi bị luân hồi ấn áp chế, trong thời gian ngắn không phát huy được tác dụng, thích hợp nhất trở thành hiến tế một nửa. Thu được, tiếp xuống phiền phức tiên tử, Tống Thư Hàng trả lời. Nói, hắn thông qua thiên đạo quyền hạn, vì đệ ngũ thiên đạo tiên tử mở ra thiên đạo thứ nguyên thông đạo. Rầm rầm, lại có một đợt thuần bạch thủy tinh cát sỏi từ hư không bên trong rơi ra, đáp xuống Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối trước mặt. Đến tận đây. Đệ tứ đen nhánh thiên đạo bất hủ thân thể, đã toàn bộ ở đây. Không một hạt bỏ sót. Bất quá, để cho an toàn, tại tất cả bất hủ cát sỏi trồng chất sau khi hoàn thành, Tống Thư Hằng còn vận dụng thiên đạo quyền hạn đối bọn chúng tiến hành lặp đi lặp lại kiểm tra, giám định. Xác nhận cái này chút bất hủ cát sỏi bên trong, đã lại không đệ tứ đen nhánh thiên đạo ý thức. Bạch tiền bối, kiểm tra hoàn tất về sau, Tống Thư Hằng lại nhìn phía bạch tiền bối. Hy vọng bạch tiền bối có thể giúp hắn phục kiểm một lần. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Vì cam đoan chính mình tiếp xuống thực nghiệm, hắn liền một viên tinh tinh chi hỏa cũng không thể lưu lại. Không thể cho đệ tứ đen nhánh thiên đạo bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Minh bạch, bạch tiền bối gật đầu nói. Cùng Tống Thư Hàng ở giữa tâm linh tương thông, để hắn có thể trực tiếp giải Tống Thư Hàng ý thức, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Bạch tiền bối đưa tay đặt tại hai đống bất hủ cát sỏi bên trên, bắt đầu từng hạt tiến hành loại bỏ. Nếu như tại dạng này tinh tế loại bỏ bên dưới, đệ tứ đen nhánh thiên đạo còn có thể ẩn tàng một sợi ý thức, Tống Thư Hàng liền đem viên kia cát sỏi nuốt sống. Thừa dịp bạch tiền bối kiểm tra cát sỏi thời gian, Tống Thư Hàng lại cho đệ ngũ thiên đạo tiên tử phát cái tin, vất vả tiên tử. Vui sướng, đệ ngũ thiên đạo tiên tử hồi phục một cái từ, biểu đạt lòng của nàng lúc này tình. Tại cuối cùng một khắc này, hắn tổng cộng dùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử hai loại chuẩn bị ở sau, dùng để đối phó đệ tứ đen nhánh thiên đạo. Một loại là tại giả thiết, đệ tứ đen nhánh thiên đạo không còn hoàn chỉnh cộng trong tay có bộ phận đệ tứ đen nhánh thiên đạo thân thể là điều kiện tiên quyết, có thể triển khai sử dụng chuẩn bị ở sau, nhìn quá khứ. Đã từng thiên đạo bạch nói qua, thần con mắt, nhìn qua tương lai. Mà nhìn quá khứ vừa vặn tương phản. Là đem thị giác khóa chặt tại quá khứ cái nào đó đoạn thời gian. Thiên đạo cơ hồ không gì làm không được, bất quá thiên đạo cũng không triệt để áp đảo thời gian phía trên. Cho nên, nghĩ ảnh hưởng thiên đạo, có thể từ thời gian phương diện vào tay. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện dễ dàng bởi vì thiên đạo bất hủ tính chất, thời gian pháp thuật rất khó ảnh hưởng đến bất hủ. Cũng may, đệ tứ đen nhánh thiên đạo tại trở về thiên đạo lúc hiến tế đại giới. Sẽ để cho nó biến không có như vậy hoàn mỹ nó quay về thiên đạo sau trạng thái, nói chung lên cùng bị nho ra thánh nhân thôn phệ hết một bộ phận béo cầu đồng dạng. Tại loại này tiền đề cộng đệ ngũ thiên đạo tiên tử trong tay có được bộ phận bất hủ cát sỏi vì thi pháp giới thể, lại có Tống Thư Hàng phối hợp, rốt cục thành công tạo nên một cái hiệu quả. Đen nhánh thiên đạo đối tự thân bất hủ cát sỏi số lượng quan trắc, thụ nhìn quá khứ ảnh hưởng nó quan sát được đều là quá khứ trạng thái. Mà cái này quá khứ trôi qua, muốn xa chậm hơn hiện tại thời gian trôi qua. Nó một mực nhìn thấy chính mình bất hủ cát sỏi số lượng còn rất sung túc. Nhưng trên thực tế, nó nhìn thấy đã là thật lâu trước quá khứ. Huyễn thuật không cách nào ảnh hưởng đến thiên đạo nhìn thấy, sẽ là chân thực bất quá cùng thiên đạo bạch nhìn thấy tương lai đồng dạng, cái này chân thực có thể là tương lai, cũng có thể là quá khứ. Mà đen nhánh thiên đạo nhìn thấy quá khứ. Là trọn vẹn 10 ngày trước quá khứ. Nó cùng Tống Thư Hàng lần thứ 2 thiên đạo quyền hạn tranh đoạt thao tác, trên thực tế, đã kéo dài trọn vẹn 10 ngày. Hiện thế thời gian 10 ngày, không phải thời gian gia tốc loại hình hiệu quả. Hiện thế thời gian, đã là năm 2020 ngày 15 tháng 2. Nói cách khác, nó kỳ thật đã hiến tế chính mình bất hủ cát sỏi thân thể, đốt trọn vẹn 10 ngày 10 đêm,
rốt cục đem chính mình đốt xong. Mà hết thảy này, đệ tứ đen nhánh thiên đạo lại không chút nào cảm ứng. Tạo thành loại hiệu quả này, là đệ ngũ thiên đạo tiên tử lại một cái chuẩn bị ở sau hiệu quả bế quan luân hồi. Phối hợp Tống Thư Hàng thiên đạo quyền hạn, cái này chuẩn bị ở sau, có thể chế tạo ra bế quan loại kia chớp mắt vạn năm hiệu quả. Bế cái quan ra, cũng đã là ngàn năm, vạn năm về sau. Đang bế quan quá trình bên trong, tu sĩ lại cơ hồ không có quá lớn thời gian trôi qua cảm giác. Trên tổng thể đến nói, bế quan cộng nhìn quá khứ hiệu quả. Chẳng khác nào là mọi người nhắm mắt lại, trong thoáng chốc tựa hồ là một cái rất ngắn mộng, trong mộng tựa hồ mới trôi qua 2 phút. Nhưng khi mọi người khi mở mắt ra, thời gian đã qua 2 giờ. 10 ngày, đầy đủ Tống Thư Hàng làm rất nhiều sự tình. Thiên đạo chỉ cần tao, tại quyền hạn bên trong, có thể làm ra quá nhiều đi trong mắt ra tưởng tượng sự tình. Huống chi, Tống Thư Hàng còn không chỉ là một người, hắn là cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ chứng đạo. Song trọng tao thao tác. Cho nên, thừa dịp này 10 ngày, Bạch Tiền Bối tại thiên đạo không gian bên trong, dùng chư thiên vạn giới cái bóng, dựng ra một cái chư thiên vạn giới mô hình tới. Cái này mô hình bên trong, có cùng hiện thế một tinh hệ, hằng tinh, hành tinh các loại vỏ ngoài. Cuối cùng thông qua thiên đạo quyền hạn, cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ cố gắng, đem chư thiên vạn giới mô hình bao trùm đến hiện thế chư thiên vạn giới bên trên. Tựa như là cái bóng cùng bản thể ở giữa thời gian ngắn chuyển đổi. Chân chính chư thiên vạn giới tiến vào cái bóng bên trong, mà nguyên bản giống cái bóng mô hình, đổi được chư thiên vạn giới vị trí. Như thế đại phí tuần trương, vì thuận lợi xử lý đen nhánh thiên đạo mân mê ra cái đám kia trung cực bản hằng tinh hủy diệt virus. Nhóm này virus, không xử lý, cuối cùng có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Tiện thể, chế tác một cái chư thiên vạn giới sắc ngoài, cũng là kiện chơi rất vui sự tình. Chí ít, Bạch Tiền Bối tại này 10 ngày bên trong, chơi rất vui vẻ, không nhàm chán. Làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau. Tống Thư Hàng rốt cục không cách nào chống cự, bị đen nhánh thiên đạo triệt để áp chế. Hủy diệt tất cả hằng tinh hủy diệt virus tiến vào chư thiên vạn giới bên trong, virus dẫn bạo, hủy diệt thế giới. Diệt thế kịch bản hoàn thành. Tất cả, đều được an bài rõ ràng. Vẫn là cái kia đầu đề nếu như đen nhánh thiên đạo có thể càng nhiều chút thời gian, tại hủy diệt chư thiên vạn giới trước, có thời gian cẩn thận quan sát thế giới bên dưới, có thể sẽ phát hiện sơ hở. Nhưng là, cảm ứng được Bạch Thiên Đạo có thể muốn trở về, hai chọi một áp lực, để đen nhánh thiên đạo không có thời gian tuyển chọn. Từ đầu tới đuôi, bá tống cùng Bạch, liền không cho nó có lựa chọn cơ hội. Từng bước ép sát, sốt cục, thành công đưa nó bức thành Tống Thư Hàng muốn bộ dáng tinh khiết màu trắng bất hủ cát sỏi. Điểm trọng yếu nhất, cái này chút bất hủ cát sỏi, là đệ tứ thiên đạo tại rời khỏi thiên đạo hình thức trước, lưu lại. Ý chí của nó tại triệt để bị xóa đi về sau, vẫn còn vô khuyết thiên đạo trạng thái. Không có bất cứ vấn đề gì, Bạch Tiền Bối hai tay từ hai đống bất hủ cát sỏi lên thu hồi, xác nhận nói. Dứt lời. Hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng, người chuẩn bị dùng cái này chút bất hủ cát sỏi làm cái gì sao? Cụ thể bên trên, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng có thể thành công hay không, còn không cách nào xác định. Tống Thư Hàng nói, lưu lại một cái trống không thiên đạo, sau đó, hai chúng ta, có thể một cái tiếp một cái, hoàn thành siêu thoát, đúng không? Bạch Tiền Bối nhìn qua Tống Thư Hàng, chính là đọc mặt, cũng là đang nói ra chính hắn trước đó ý nghĩ. Vâng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, bất quá, bởi vì bất hủ cát sỏi cùng chúng ta cũng không phải là đồng thời chứng đạo. Thiếu khuyết một bước này đột nhiên, lại thêm nó trống không có bất kỳ cái gì ý thức, muốn để nó tiếp nhận chúng ta thiên đạo quyền hạn cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, đây vẫn chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thiên đạo Bạch đưa ra hai cái cá thể đồng thời chứng đạo, đồng thời là chuyện rất trọng yếu. Đồng thời chứng đạo hai cái cá thể, mới có được lớn nhất độ phù hợp. Mới có thể đem khác một cái cá thể trên người thiên đạo trói buộc toàn bộ nhận lấy, trói đến trên người mình, để khác một cái cá thể đạt được siêu thoát. Bất hủ cát sỏi cùng Tống Thư Hàng, Bạch ở giữa, thiếu khuyết cái này khâu. Nhưng nó tồn tại, cũng là một loại khả năng tương lai. Là một loại hy vọng. Tương lai, nói không chừng có thể để nó trở thành đại lý công cụ nhân thiên đạo. Lại để cho lưu lại bị trói buộc thiên đạo. Đem tất cả thiên đạo quyền hạn chuyển rời đến bất hủ cát sỏi trên thân, tự
tự thân đạt được đại tự do. Thời gian, còn dài đằng đẵng. Vừa chứng thiên đạo Tống Thư Hàng, còn có nhiều thời gian. Bất quá bây giờ, trước không cân nhắc cái này, Tống Thư Hàng đưa tay nắm tay. Đối diện, Bạch Tiền Bối đồng dạng nắm tay, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Hai tôn thiên đạo đồng thời triển khai thiên đạo quyền hạn. Bao trùm trên chư thiên vạn giới cái kia đang bị vô tình hủy diệt vạn giới mô hình, bị cuốn lên. Hủy diệt tận thế, sẽ tại cái này mô hình bên trong tiếp tục. Nó đem vô tình đem cái này chút mô hình hằng tinh toàn bộ phá hủy. Nhưng những virus này, sẽ vĩnh viễn bị lưu tại cái này vạn giới mô hình bên trong. Mà chân chính chư thiên vạn giới, bình yên vô sự. Trên đó vô số sinh linh, căn bản không biết mình đã lại một lần kinh lịch tận thế. Thuộc về hiện tại tai nạn, đã kết thúc. Bước tiếp theo, chính là giải khai quá khứ chấp niệm, cùng cho tương lai mang đến hy vọng. Siêu thoát đi, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng đối Bạch Tiền Bối nói. Hắn đầu này cá ướp muối, đối chân chính siêu thoát cũng không chờ mong, tự thân cũng không chấp niệm. Mà Bạch Tiền Bối, đối siêu thoát có nhất định chấp niệm. Tống Thư Hàng quyết định trở thành mở ra Bạch Tiền Bối chiếc lồng hai tay. Đem Bạch Tiền Bối trên người thiên đạo trói buộc giải khai, từ chính mình một mình gánh chịu. Sau đó, để Bạch Tiền Bối thu hoạch được chân chính tự do, bay múa tại quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây là ngươi quyết định sau cùng. Bạch Tiền Bối cười nhẹ nhàng nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đang chuẩn bị trả lời. Đột nhiên, bên cạnh công đức xà Mỹ Nhân hai tay nâng mặt, a Bạch Tiền Bối đát. Sau đó thân thể của nàng hoãn hoãn ngã xuống đất lăn đi, rất đột ngột sẽ chết rồi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Công đức xà Mỹ Nhân lần này chết tương đối kính nghiệp, nàng hoãn hoãn nhắm mắt lại, không có nháy cặp mắt của mình. Nàng bản thân cảm giác, bản thân lần này chết, là rất thức thời động tác. Vì không ảnh hưởng Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng ở giữa giao lưu, nàng cái này cơ chí công đức chi thân vẫn là chết rơi tương đối thỏa đáng. Nếu như không phải chết sau không thể động, nàng còn chuẩn bị lăn đi, một mực lăn đến nơi xa. Dù sao hiện tại, nàng đều thành thiên đạo công đức chi thân, muốn so dĩ vãng càng thêm kính chức mới được. Khục, Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, trả lời, Bạch Tiền Bối, ngươi biết, ta đối siêu thoát cũng không có chấp niệm. Sở dĩ, vẫn là từ Bạch Tiền Bối ngươi đến siêu thoát đi. Ngươi không hối hận, Bạch Tiền Bối vẫn như cũ là nhẹ nhàng cười bộ dáng nhìn ra. Tâm tình của hắn rất tốt. Không có gì tốt hối hận, Tống Thư Hàng chân thành nói, mà lại, lui một vạn bước mà nói, chúng ta không phải còn đem đệ tứ đen kỳ thiên đạo cầm xuống sao? Nó bất hủ thân thể trước mắt hẳn là vẫn còn nửa tại nhiệm trạng thái. Chỉ phải cho ta một chút thời gian, nếu như tương lai có cần, nói không chừng ta cũng có thể lục lọi ra siêu thoát phương án. Tương lai là lúc nào? Bạch Tiền Bối thân hình sau lưng tới gần. Tống Thư Hàng phối hợp với chỉ tay một cái, hư không bên trong sinh ra một đóa đen kịt cái ghế lớn tiểu liên hoa, nâng Bạch Tiền Bối. Đây là bộ sinh liên hắc liên. Bạch Tiền Bối hướng về sau tựa ở hắc liên bên trên, thuận thế ngồi xuống. Chuyện tương lai, siêu thoát sau Bạch Tiền Bối người có lẽ có thể nhìn thấy. Dù sao, ta vừa mới chứng đạo bất hủ thiên đạo chi vị, thời gian có lẽ vẫn là rất dư thừa. Tống Thư Hàng suy tư trả lời. Về thời gian hoàn toàn chính xác coi như dồi dào, chỉ ít trong thời gian ngắn, chúng ta đều không cần lo lắng chịu đến thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu, tựa hồ trở nên dài hơn chút tóc dài, theo gật đầu động tác bay lên. Thiên đạo tại nhiệm thời gian dài về sau, lại nhận thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, cảm ngộ phương diện, tư duy phương diện đều sẽ quy tắc hóa. Thiên đạo quy tắc là cần duy trì cả cái chư thiên vạn giới vận chuyển. Mà chấp trưởng thiên đạo quy tắc sau thiên đạo nhóm, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, là sẽ dần dần bị ảnh hưởng. Nếu như là hoàn mỹ thiên đạo, có thể ở một mức độ nào đó khắc chế loại ảnh hưởng này. Nhưng nếu như là béo cầu loại kia thiên đạo, tại thời kỳ cuối chẳng mấy chốc sẽ biến thành không tình cảm chút nào công cụ người, chỉ biết là chương trình hóa chấp hành thiên đạo chức trách. Như vậy, người đối ứng dùng đệ tứ thiên đạo thể xác có cái gì đầu mối không? Bạch Tiền Bối hỏi. Trước mắt cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, dù sao ta biết tới lui lui cũng liền mấy chiêu như vậy, có thể đều tại đệ tứ thiên đạo thể xác bên trên thử một chút. Trọng yếu nhất hẳn là trước bồi dưỡng ta cùng nhóm này bất hủ cát sỏi ở giữa ăn ý. Tống Thư Hằng nói, tay phải bản năng trong hư không trượt trượt.
Hư giả dưỡng đao thuật cần đối bảo đao đầu nhập tinh xảo rèn luyện cảm ngộ, dùng một canh giờ cùng đao câu thông, lại hoa mấy phút sử dụng dưỡng đao thuật, sau đó vẫn phải dùng tình cảm cùng bảo đao rèn luyện. Chân chính dưỡng đao thuật là duỗi tay đè tại bảo đao bên trên chính là điên cuồng hoạt động, một giây 100 triệu phát, 1 tỷ phát, thậm chí là chục tỷ trăm tỷ phát dưỡng đao thuật, dùng giá rẻ yêu hoàn thành bản thân mục tiêu mà lại, mục tiêu cũng không chỉ là đao, mà là có thể đối mặt vạn vật. Chứng đạo bất hủ sau bá tống, hiển nhiên đã triệt để nắm giữ dưỡng đao thuật tinh túy. Ngược lại là có mấy phần khả thi, Bạch Tiền Bối cũng nghĩ đến Tống Thư Hàng tà thuật hiệu quả. Đây chính là tất cả A Bạch đều không thể không cho rằng là tà thuật bí pháp. Nói thật, lịch đại thiên đạo kỳ thật cơ bản đều là khác loại tồn tại, thiên tài cùng khác loại có đôi khi là bằng nhau. Mà Tống Thư Hàng tại lịch đại thiên đạo bên trong cũng là khác loại bên trong khác loại. Mà lại ngoại trừ dưỡng đao thuật bên ngoài, Tống Thư Hàng còn có nhiều loại quỷ dị năng lực, tỉ như cái kia xem xét bí pháp cùng nhập mộng năng lực. Những năng lực này, tại nhằm vào bất hủ cát sỏi lúc, nói không chừng có thể tạo được tác dụng cực lớn. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối ngươi có thể yên tâm ta. Tống Thư Hàng dùng anh tuấn giọng nói, dù sao, ta đã không phải một năm trước tu chân tiểu thái điểu. Hừm, ngươi bây giờ đã là thiên đạo, Bạch Tiền Bối cười nói. Một năm trước trùy qua ngươi, hoặc là tại một số phương diện thắng nổi ngươi, vẫn còn sống đám kia đạo hữu, đều có thể thổi cả một đời như phê. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối ngươi cũng có thể yên tâm siêu thoát, không cần lo lắng cho ta. Tương lai có cần, ta cũng có thể rất nhanh đuổi theo. Tống Thư Hàng nói, hắn là tại đánh tiêu Bạch Tiền Bối lo lắng, để Bạch Tiền Bối có thể toàn tâm toàn ý siêu thoát. Đương Tống Thư Hàng vừa dứt lời thời điểm. Đột nhiên, thiên địa cộng minh. Thiên đạo quy tắc vận chuyển. Hiện thế, địa cầu vị trí. Đang tại vì đậu đậu suy nghĩ, thôi diễn tương lai tu luyện công pháp Hoàng Sơn Tiền Bối, đột nhiên trên người sáng lên. Giữa thiên địa, có một loại vĩ lực gia trì ở trên người hắn. Hoàng Sơn Tiền Bối một mặt mộng bức. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta làm cái gì? Loại này vĩ lực, tựa hồ là một cái chúc phúc ấn ký, lại tựa hồ. Là thiên địa quy tắc một loại thừa nhận xưng hào. Hoàng Sơn tôn giả có thể cảm giác được, có được cái này thừa nhận xưng hào gia trì về sau, tương lai độ kiếp lúc, thiên kiếp đều sẽ cho hắn đầy đủ tôn trọng. Đây là cái gì? Hoàng Sơn Tiền Bối duỗi tay có chút tiếp xúc thân thể của mình. Một lát sau, trong lòng của hắn phun lên một loại cảm ngộ. Trên người hắn gia trì, tên là Bá Tống Thiên Đạo Tôn Kính Tiền Bối. Đây là vừa chứng đạo Tống Thư Hàng, chính miệng thừa nhận, đồng phát tự nội tâm xưng hô bọn họ là tiền bối về sau, thiên đạo quy tắc tự động vận chuyển, ban thưởng chúc phúc. Thiên đạo đều thừa nhận bọn hắn là tiền bối nhân vật, cái kia chư thiên vạn giới bất luận cái gì tồn tại, ai dám không cho bọn hắn một bộ mặt. Không chỉ có là thiên kiếp, thậm chí là tu luyện lúc linh lực đều sẽ đặc biệt chủ động, tự động hướng thân thể bọn họ tụ hợp. Ngoại trừ Hoàng Sơn tôn giả bên ngoài, quần bên trong thành viên khác trên người, cũng nhất nhất thu hoạch được cái này chúc phúc ân ký. Lệ Chi tiên tử, Thất Thù Thánh Quân, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Vân Thước Tử, Bắc Hà Tán Nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Giao Bá Chân Quân, Tô Thị A Thất, Đồng Quái Tiên Sư, Đông Phương Lục Tiên Tử, Dược Sư, Thất Sinh Phù. Thậm chí ngay cả Diệt Phượng Công Tử cùng Đậu Đậu trên người, đều hiện lên tương tự tiêu ký. Dù sao Diệt Phượng cùng Đậu Đậu, đã từng cũng là bá tống tiền bối, điểm ấy sẽ không cải biến. Trừ cái đó ra, một mực cùng Tống Thư Hàng xem như ngang hàng Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử trên người, cũng có chút lấp lóe, nhưng các nàng trên người tiêu ký cũng không phải là tiền bối. Đây là Thư Hàng xử lý xong thiên đạo chức trách về sau, bắt đầu phát phúc lợi sao? Hoàng Sơn tiền bối giờ khóc giờ cười. Bất quá! Năm ngoái vừa thêm quần tiểu manh tân, bây giờ lại đã thành thiên đạo. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn tôn giả yên lặng móc ra hai dược hoàn. Ngửa đầu lên, xoáy khí nuốt vào. Thiên đạo thứ nguyên bên trong. Bạch Tiền Bối hiếu kỳ đánh giá chư thiên vạn giới bên trong bởi vì Tống Thư Hàng một câu, đưa tới biến hóa. Đây chính là thiên đạo quy tắc, Bạch Tiền Bối hai mắt có chút sáng lên. Sau đó, một tháng, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối giơ ngón trỏ lên, quyết định, đem siêu thoát cũng làm một cái cảnh giới, ngươi liền theo lấy bản thân một quá khứ tấn cấp tốc độ, tháng sau đạt tới siêu thoát điểm tới hạn. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, cái này ép buộc đát, siêu thoát cũng không phải ăn cơm uống nước,
một tháng làm sao có thể hoàn thành. Đối chư thiên vạn giới tu luyện giả tới nói, đoạn thời gian gần nhất, thế giới thật sự là thay đổi rất nhanh. Từ bá bá tống lần lượt nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp bắt đầu, chư thiên vạn giới trạng thái liền bắt đầu bạo tẩu. Nguyên bản cảm giác còn có thể chống đỡ cái mấy trăm hơn ngàn năm đệ bát nhậm cựu thiên đạo, đột nhiên liền sập. Tiếp theo tại trong khoảng thời gian ngắn, bá tống chinh phục cửu U, lấy phàm nhân chi thân ngưng tụ cửu U chúa tể. Sau đó, nghi là đệ cửu thiên đạo đạo tử lại rất đột một chứng đạo bất hủ, để chư thiên vạn giới đỉnh tiêm trường sinh giả không có chút nào phòng bị, một mặt mộng bức nhìn đối phương chứng đạo. Nhưng mà đạo tử chứng đạo về sau, liền một tháng thời gian đều không chống đến, lại đột nhiên lui nhiệm, cầm xuống tại vị thời gian ngắn nhất thiên đạo thành tựu về sau, liền bắt đầu giao tiếp thiên đạo quyền hạn. Chư thiên vạn giới tu luyện giả dám đánh cược, cái này tại vị thời gian ngắn nhất thiên đạo thành tựu, không người nào có thể đánh vỡ. Đón thêm lấy, coi như hẳn là thứ 10 thiên đạo bá tống cùng bạch, hai người đồng thời chứng đạo, lại là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Từ bá tống bắt đầu sinh động về sau, đủ loại xưa nay chưa từng có liền nhau nhau hiện lên. Liền liền cuối cùng chứng đạo, cũng phải không giống bình thường. Bá tống, cái này vì đánh vỡ quy tắc mà tồn tại nam nhân. Trường sinh giả nhóm nội tâm đối bá tống lưu lại như thế ấn tượng. Mà cái này ấn tượng, vẫn là bọn hắn cũng không biết bá tống từ năm trước mới tiếp xúc tu luyện sự. Nếu không, xoáy khí nuốt thuốc hoàng sơn mụ mụ, chính là chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả tương lai. Lúc này, tại cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong. Thần kinh cật qua thánh quân còn tại cố gắng liều mạng độ cái này cửu phẩm ngàn ngày chi kiếp. Từ khi bá tống, bạch thánh lần lượt rời đi ngàn ngày chi kiếp không gian về sau, cửu phẩm thiên kiếp liền biến ổn định lên, không lại biến dị, không lại gây sự. Ổn định cửu phẩm thiên kiếp đối cật qua thánh quân tới nói, chống cự lên cũng không khó khăn. Tiếp tục như vậy lời nói, tiếp qua cái hơn một năm thời gian, hắn hẳn là có thể sớm từ ngàn ngày chi kiếp bên trong đi ra nắm trước đó bá tống cùng bạch thánh gây sự phúc, nó ngàn ngày chi kiếp thời gian, cũng bị rút ngắn rất nhiều. Phốc cật qua thánh quân đỉnh đầu phun ra một đạo công đức cột nước, đón lấy cửu phẩm thiên kiếp, đem thiên kiếp đánh tan. Hắn thảnh thơi du tẩu một vòng, trong lòng cảm khái, trong bất chi bất giác, bá tống cùng bạch thánh rời đi cũng có chút thời gian. Bá tống cùng bạch đạo hữu tại lúc, ta mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm, sợ bọn họ hai sẽ gây nên càng lớn thiên kiếp biến dị. Ta lực lượng lại có hạn, không cách nào hảo hảo bảo vệ bọn hắn. Thậm chí chỉ mong lấy bọn hắn không nên bị ta thiên kiếp cuốn vào, hy vọng bọn họ có thể bình an sớm ra ngoài. Kết quả, bọn hắn thật sự rời đi về sau, ta lại tưởng niệm bọn hắn ở thời gian. Cái này cá voi a, chính là già mồm. Hắn là tinh tu công đức chi pháp uy tín lâu năm huyền thánh, thủ tự thiện lương. Mấy tháng trước vẫn còn tương đối nhỏ yếu tống thư hàng vừa bị cuốn vào thiên kiếp của nó lúc, hắn liều mạng bản thân thụ thương. Cũng phải nỗ lực bố trí công đức chi võng, thủ hộ tống thư hàng. Chỉ là về sau, cái này ngàn ngày chi kiếp độ lấy, bá tống cùng A Bạch lần lượt rời đi. Cũng không biết bá tống cùng A Bạch hiện tại thế nào, bọn hắn sớm kết thúc cửu phẩm thiên kiếp, đối kiếp tiên cảnh giới có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Cật qua thánh quân cái đuôi vỗ, lần nữa đem thiên kiếp đánh nát. Lại nói, một năm sau, ta liền có thể đi ra. Đến lúc đó nhìn một chút bá tống cùng bạch đạo hữu đi. Nói không chừng đến lúc đó, còn có thể cùng bọn hắn tâm sự liên quan tới trường sinh chi đạo cảm ngộ. Cật qua thánh quân có công đức võng lạc bên trong, hư hư thực thực thiên đạo lưu lại một đầu công đức trường sinh đạo, trong khoảng thời gian này tại độ kiếp thời điểm, hắn cũng có tại cảm ngộ đầu kia trường sinh pháp, hơi có thu hoạch. Mà hắn cũng tin tưởng, lấy tống thư hàng cùng bạch thánh thiên phú, khí vận, thời gian một năm. Đã bước chân trường sinh chi đạo. Một năm bước chân trường sinh đạo đối với cái khác tu luyện giả tới nói, quả thực là không dám tưởng tượng sự. Nhưng cật qua thánh quân đối bá tống cùng bạch thánh, có được rất mạnh lòng tin. Thiên tài, tổng là không giống bình thường. Bá tống cùng bạch thánh, đặc biệt là bạch thánh, là hắn gặp qua đặc thù nhất một cái tồn tại. Chính đương cật qua thánh quân suy tư lúc. Đột nhiên, hư không bên trong có một cái cùng loại chúc phúc lạc ấn giáng lâm. Trực tiếp xuyên thấu qua thiên kiếp thế giới, rơi vào trên người của nó. Cật qua thánh quân thân thể chấn động, một cái ngư tiên dược bật lên mà lên. Thiên kiếp biến dị, chủ yếu là bị bá tống cùng bạch thánh thỉnh thoảng đưa tới thiên kiếp biến dị kích thích đến,
cật qua thánh quân có điểm giống chim sợ cành cong. Thiên kiếp thế giới chỉ muốn phát sinh quái dị biến hóa, liền sẽ kích thích đến hắn. Chúc phúc lạc ấn, ung dung giáng lâm. Cuối cùng một phân thành hai. Đồng thời, lạc ấn bên trong nội dung cũng bắt đầu hoãn hoãn hiển hiện. Mơ hồ tựa hồ có bạch cùng bá tống dấu vết. Cật qua thánh quân một mặt mộng bức. Chẳng lẽ là bá tống cùng bạch đạo hữu lại tại làm cái gì? Khi nó sững sờ lúc, độ kiếp tiết tấu liền nhận lấy ảnh hưởng. Càng nguy hiểm hơn chính là lúc này, thiên kiếp vừa vặn xúc một đợt lực, một đạo thô to thập phương tuyệt diệt kiếp, hướng hắn hung hăng đánh xuống. Thập phương tuyệt diệt kiếp, là ngàn ngày chi kiếp đặc sắc, cách mỗi 10 ngày, thiên kiếp cấp bậc tăng lên lúc, đều sẽ tụ lực một đợt, dẫn hạ thập phương tuyệt diệt kiếp. Một kiếp này nếu là oanh thực, phòng bị không tới vị lời nói, sẽ rất thảm. Cho ta đứng vững, cật qua thánh quân chớp mắt bên trong trống lên phòng ngự của mình, kiên trì đỉnh lên lúc này, hắn liền cái kia hai cái chúc phúc lạc ấn đều không thời gian đi cẩn thận chú ý. Ầm ầm. Thanh thế thật lớn thập phương tuyệt diệt kiếp mắt thấy liền muốn oanh chúng cật qua thánh quân. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên có chút dừng lại. Sau đó, thập phương tuyệt diệt kiếp bắt đầu chia tách lên. Chính nó đem bản thân tàn nhẫn hủy đi thành 10 phần, suy yếu thành nhất phương tuyệt diệt kiếp. Sau đó, 10 phần tuyệt nhỏ thiên kiếp, bắt đầu xếp thành hàng, hoãn hoãn hướng cật qua thánh quân đánh xuống. Oanh! Gấp 10 lần suy yếu thiên kiếp. Liền cật qua thánh quân xác đều bổ không ra. To lớn ủy khuất. Giờ khắc này, cật qua thánh quân cứ nhiên từ đáng sợ cửu phẩm thiên kiếp đại lão bên trong cảm thấy một loại to lớn ủy khuất ba ba. Cật qua thánh quân sửng sốt lão nửa ngày. Thiên kiếp uống lộn thuốc. Không đúng, thiên kiếp chắc chắn sẽ không uống nhầm thuốc, cái kia vấn đề ra trên người ta. Trên người ta cái kia hai cái lạc ấn. Cật qua thánh quân lúc này mới có thời gian. Cẩn thận xem xét trên người mình lạc ấn chúc phúc. Bá Tống Thiên Đạo công nhận đạo hữu. Bạch Thiên Đạo cũng tán thành ăn ngon. Cật qua thánh quân sửng sốt nửa ngày. Trong đầu hiển hiện một cái chừng hoa hạ diện tích lớn nhỏ cự hình dấu chấm hỏi. Bá Tống, Thiên Đạo. Bạch, Thiên Đạo chúc phúc. Một lần còn hai. Ta là chưa tỉnh ngủ sao? Tâm ma kiếp, ta ra tâm ma. Không đúng. Ta hiện tại thế nhưng là công đức chi thân, ở đâu ra tâm ma? Mà lại, vừa rồi thiên kiếp, là đang cấp ta mặt mũi. Nói đúng ra, là cho trên người ta chúc phúc lạc ấn mặt mũi. Có thể để thiên kiếp đại lão đều nể tình, chỉ có thiên đạo đi. Tổng kết, bá tống cùng bạch đạo hữu thành thiên đạo rồi. Cật qua thánh quân tỉnh táo suy nghĩ một lát. Sau đó hắn ngưng tụ ra một đầu công đức móng vuốt, hung hăng cho mình một quyền. Đau nhức, phi thường đau nhức. Không phải vọng tưởng. Lượng tin tức quá lớn, ta nghĩ, ta phải tìm chút thời giờ đến download, chậm chạp tồn, chỉnh lý, tiếp nhận. Cật qua thánh quân ngẩng đầu vọng thiên, cảm giác mình giống như là cái không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Rõ ràng mấy tháng trước, bá tống còn thụ hắn bảo hộ, đau khổ chống đỡ cửu phẩm thiên kiếp. Chỉ chớp mắt, liền thành thiên đạo rồi. Ta từ nhỏ huyễn tưởng tương lai mình trở thành thiên đạo. Cũng đều là theo cơ bản pháp tới ngàn năm tu luyện, vạn năm trường sinh, lại dùng mấy trăm hơn ngàn năm, cùng chư thiên vạn giới trường sinh giả các tiền bối tranh đoạt bất hủ, từng bước một đạp vào kim tự tháp đỉnh tiêm, cuối cùng chứng được thiên đạo chi vị. Quả nhiên, hiện thực so huyễn tưởng càng kỳ quái hơn a. Chính đang khi nói chuyện, trên bầu trời thiên kiếp tựa hồ chịu ảnh hưởng, bắt đầu tăng tốc tiết tấu, áp súc tiến trình. Chủ yếu là cật qua thánh quân, hắn là cái phi thường đặc thù tồn tại. Hắn không chỉ có cùng hai vị thiên đạo ở giữa có không tệ quan hệ, càng quan trọng hơn là, hắn đã từng bị hai vị thiên đạo nếm qua. Hai vị thiên đạo trên người công đức có cật qua một bộ phận nhân quả tại điểm ấy rất trọng yếu, đưa tới thiên kiếp to lớn cộng minh. Tại cái này thâm hậu nhân quả dây dưa cộng đồng bệnh tương liên bên dưới, thiên kiếp đối cật qua bắt đầu đánh gãy thượng chiết. Điên cuồng chiết khấu xuống tới, cửu phẩm thiên kiếp ầm ầm một trận bạo tạc, nhìn lên đi uy lực vô tận. Nhưng thực tế tổn thương cực kỳ nhỏ. Bạo tạc quá trình đi đến, dựa theo chiết thượng chiết, cật qua tại mấy phút sau, liền độ xong cửu phẩm thiên kiếp. Cuối cùng một sợi thiên kiếp quật cường đem bản thân bạo thành phấn vụn, ngay cả cặn cũng không còn bên dưới, không cho người ta thu thập nguyên liệu nấu ăn cơ hội. Ngay sau đó, cật qua liền bị đá ra cửu phẩm thiên kiếp không gian, tại một mặt mộng bức bên trong, trở thành hắn tha thiết ước mơ kiếp tiên. Mà lại,
thuận tay còn cầm xuống tân thiên đạo kỷ nguyên. Vị thứ nhất kiếp tiên thành tựu. Cật qua kiếp tiên tiếp tục ngẩng đầu vọng thiên, sọ não bên trong còn tại nửa đứng máy trạng thái. Vọng thiên bên trong hắn, mơ hồ trong đó nhìn thấy trên tầng mây, bá tống cùng bạch, tựa hồ tại trao đổi, đối hắn mỉm cười. Cật qua kiếp tiên nghĩ nửa ngày, móc ra một cái vở, ở phía trên viết xuống một cái tiêu đề, cật qua tự chuyện ta đạo hữu đột nhiên trở thành thiên đạo, khắp nơi chiếu cố ta, ta lại hoảng một nhóm. Thu hồi bản bút ký về sau, cật qua kiếp tiên tiếp tục vọng thiên. Vọng thiên bên trong hắn, lại có phát hiện mới, ta liền độ kiếp cái cửu phẩm thiên kiếp thời gian, liền kinh lịch ba giới thiên đạo luân hồi. Cầu thiên đạo rời chức, đạo tử thiên đạo thượng vị, đạo tử xuống tới, bá tống cùng bạch thượng vị, đằng sau tựa hồ còn đâm vào cái chợt lóe lên thiên đạo. Cho nên nói, khả năng không chỉ ba giới, còn có thể có bốn giới dáng vẻ. Thế giới này quá điên cuồng. Nhân dân Trung Quốc thật không chịu thua kém. Thiên đạo thứ nguyên bên trong. Có một số việc tại chứng đạo trước đó, bất lực. Chứng đạo về sau, rốt cục có thể đi giải quyết. Tống Thư Hàng trên mặt ý cười, nhìn qua hiện thế bên trong tình huống. Bạch tiền bối cho hắn định thời gian, một tháng sau thử nghiệm siêu thoát bất hủ. Tống Thư Hàng mặc dù không có nhiều lòng tin, nhưng bạch tiền bối đã mở miệng, hắn dù sao cũng phải muốn vì tương lai siêu thoát sau làm chuẩn bị. Siêu thoát bất hủ về sau, trên lý luận có thể thu hoạch được lớn tự do. Nhưng không biết còn có thể hay không lợi dụng thiên đạo quyền hạn muốn làm gì thì làm. Sở dĩ, tại siêu thoát trước đó, hiện thế bên trong có một số việc, hắn được thật tốt làm nền, hảo hảo lợi dụng thiên đạo quyền hạn, không lưu lại tiếc nuối. Kế tiếp còn có ai? Bạch tiền bối đối mới vào tay thiên đạo quyền hạn rất có hứng thú. Hừm, Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, mặc dù phát chúc phúc, nhưng một hồi vẫn là mỗi vị tiền bối đều làm cái cường hóa. Chí ít, toàn thể bổ đến Cửu Long Văn thế nào? Tống Thư Hàng đề nghị. Lúc trước bạch tiền bối chính là vì hắn bổ đến Cửu Long Văn, cho hắn tương lai tu luyện đặt xuống mạnh nhất cơ sở. Hiện tại hắn đã chứng được thiên đạo, loại này bổ Long Văn sự, tự nhiên không thể bỏ qua. Còn có người đệ tử, bạch tiền bối nhắc nhở. Đương nhiên sẽ không quên bọn hắn, ta cái này đương sư phụ, không dạy được bọn hắn bao nhiêu, cũng chỉ có thể cố gắng vì bọn nàng đánh tốt cơ sở. Tống Thư Hàng nói. Nói, ngón tay hắn vạch một cái, đem hiện thế. Địa cầu hình ảnh kéo đến hắn cùng bạch tiền bối trước mặt. Lúc này hắn mấy vị đệ tử đều còn tại Văn Châu thị vị trí, bồi tiếp bá tống phụ mẫu. Tước yêu tiểu thải chân quý thời gian, tu luyện đao pháp, đao ý tung hoành. Sở Sở đã đem bản thân đạo cùng tiên chủ kết hợp, tu luyện tiến triển cũng là tiến triển cực nhanh. Liên Joseph cũng tại, hắn bưng lấy một thanh trừng bát phẩm cấp bậc phòng ấn trạng thái thánh quang chi nhận, đang tính tọa minh tưởng hắn minh tưởng pháp, vẫn là trước mấy ngày đi ngang qua Bạch Hạc chân quân tâm tình tốt lúc, tiện tay ban thưởng thánh quang hệ minh tưởng pháp. Tiểu gia hỏa này tại thánh quang hệ tư chất thiên phú kỳ thật rất không tệ. Thậm chí có thể nói là kinh diễm cấp bậc, đáng tiếc, bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác quá lâu, tiếp cận 50 tuổi tác. Âm thầm, có chú ý lấy bá tống nhà trường sinh giả lên tiếng nói. Bá tống chứng đạo bất hủ, vậy hắn tại hiện thế chỗ ở tại tương lai không lâu, cũng sẽ hóa thành mới thánh địa. Sở dĩ, sẽ có trường sinh giả ý chí vượt không gian chú ý, muốn nhìn một chút chỗ này thánh địa lúc nào sẽ thành hình. Quan sát thánh địa thành hình quá trình. Đối đỉnh tiêm trường sinh giả mà nói, cũng vô cùng hữu ích. Lấy 50 tuổi, còn có thể trong thời gian ngắn tu luyện ra thánh quang đến, dạng này người kế tục lúc trước không có bị phát hiện, thực sự thật là đáng tiếc. Có thánh quang hệ đạo hữu đi chú ý hắn hài tử sao? Lấy tư chất của hắn, hắn hài tử thiên phú nên cũng sẽ không kém đến cái nào đi. Có người lên tiếng nói. Sớm đã có người lặng lẽ đi liên hệ nữ nhi của hắn, các ngươi bây giờ nghĩ đến, đã muộn một bước. Lại nói, các ngươi đáng tiếc cái gì kình a? Các ngươi đừng quên, tiểu gia hỏa này thế nhưng là bá tống đệ tử. Coi như bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác lại như thế nào. Hiện tại hắn sư phụ thế nhưng là thiên đạo, chỉ là bỏ lỡ tu luyện tuổi tác việc nhỏ, đối với thiên đạo tới nói, cần gì tiếc nuối. Chúng ta hâm mộ còn đến không kịp a. Sốt cục, có người nhịn không được nhắc nhở. Sư phụ của ta là bá tống, câu nói này tại hiện tại nói ra. Quả thực là một lời phá vạn pháp. Chính đương trường sinh giả nhóm giao lưu lúc. Hư không bên trong, có một đạo ý chí giáng lâm, có thật lớn thanh âm vang lên,
Tiểu Thải, Sở Sở. Joseph, đệ tử tại, Sở Sở buông xuống chủ đao, vui vẻ nói. Đệ tử tại, Tiểu Thải cùng Joseph học Sở Sở dáng vẻ, cung kính nói. Ta cùng Bạch Tiền Bối chứng đạo bất hủ, ba người các ngươi thân là đệ tử của ta, cùng thụ chư thiên vạn giới chúc phúc. Hiện tại, ta cho các ngươi bố trí cửu trọng tôi luyện. Đối đãi các ngươi xông qua cửu trọng thí luyện về sau, ta lại ở cuối cùng chờ các ngươi. Tống Thư Hàng không có lựa chọn trực tiếp thô bạo sửa chữa đệ tử số liệu, mà là lựa chọn dùng tôi luyện phương thức, làm cho các nàng cùng Joseph thu hoạch được cực hạn tăng lên. Chỉ có kinh lịch tôi luyện về sau, ý chí của các nàng mới có thể phối hợp thiên phú. Ý chí đối với tu luyện trọng yếu bao nhiêu, Tống Thư Hàng bản thân lại quá là rõ ràng. Hắn nhưng là đã nhận lấy chư thiên vạn giới tất cả thống khổ nam nhân. Vâng, sư phụ, Sở Sở chân thành nói. Thân là thiên đạo đệ tử, cái thân phận này nặng nề đến làm cho người không thể thở nổi. Mà bọn hắn, cũng không thể làm cái này thân phận hổ thẹn. Sau đó, giữa thiên địa có ánh sáng bảy màu hạ xuống, rơi vào ba người trên người. Đó là Bạch Tiền Bối cho chúc phúc. Sở Sở hình thể tại quang huy bên trong sớm khôi phục, hóa thành dẫn lửa dáng người. Tiểu Thải tước thân biến khổng lồ một chút. Joseph thì càng rõ ràng hơn, hắn trực tiếp khôi phục được tuổi trẻ bộ dáng, mặc dù không có trực tiếp tiến vào thích hợp nhất tu luyện tuổi tác, nhưng đã đầy đủ hắn đi tham gia Tống Thư Hàng bố trí thí luyện. Chung quanh một số tu luyện giả, rốt cục nhịn không được, chảy xuống hâm mộ nước mắt. Đây chính là thiên đạo bá bá. Đây là chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm, lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy thiên đạo bá bá trở thành hậu trường siêu cự chỗ tốt. Dĩ vãng kỳ trước thiên đạo có lẽ cũng sẽ có thân cận người, nhưng có bởi vì niên đại xa xưa, không cách nào khảo chứng. Tương đối gần mấy đời thiên đạo thì tương đối đặc thù, chứng đạo bất hủ về sau, cơ hồ không có nghe được thiên đạo thành ai hậu trường, khiến cho ai thu hoạch. Đạo tử thiên đạo tương đối đặc thù, tại vị thời gian tại ngắn. Tạm thời bỏ qua một bên không nói. Lần trước cầu thiên đạo, là đột nhiên lăng không xuất hiện. Chư thiên vạn giới tu luyện giả liền nó nền móng là không có cái gì biết rõ ràng, chân chính người cô đơn, đương nhiên sẽ không hữu thụ ích người. Nếu như lúc ấy là nho gia thánh nhân chứng đạo bất hủ lời nói, có lẽ sẽ có nhóm lớn nho gia thành viên được lợi. Mà lại hướng lên thiên đạo bạch, cả đời để ý người tựa hồ rất ít, chứng đạo sau cũng rất bận rộn bộ dáng. Có lẽ Bạch Thiên Đạo đã từng có để ý người. Nhưng Bạch Thiên Đạo trọn vẹn kinh lịch hai giới thiên đạo tranh đoạt, thời gian khoảng cách thật dài. Nếu như hắn để ý người không có bước ra trường sinh đạo lời nói, chỉ sợ tại hắn lần thứ hai chứng đạo lúc, những cái kia để ý người đã biến mất ở vô tình trong năm tháng. Không phải trường sinh giả, thọ nguyên trung quy có hạn mà trường sinh giả cũng không phải rau cải trắng, có đại bộ phận chư thiên vạn giới thậm chí đến nay, đều không có đi ra trường sinh giả. Lại hướng lên đẩy một giới công đức đạo nhân, thì càng không cần nói. Tại bởi vì cơ duyên chứng đạo bất hủ trước, hắn đã không biết sống bao lâu tuế nguyệt, hắn để ý người chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như đều hứng chịu tới chiếu cố của hắn, cũng sẽ không tại chư thiên vạn giới nhấc lên gợn sóng. Công đức đạo nhân lại hướng lên đẩy, liền đã bởi vì niên đại quá xa xưa, cơ hồ không cách nào khảo chứng. Sở dĩ ta hậu trường là thiên đạo loại quan hệ này. Đến cùng có thể thoải mái đến trình độ gì, chư thiên vạn giới tu luyện giả dĩ vãng đều chỉ có thể phỏng đoán một chút, có rất ít người thấy tận mắt. Nhưng mà lần này thiên đạo bá Tống liền rất đặc thù. Hắn ở mấy tháng trước quật khởi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Quật khởi về sau, hắn còn giao rất nhiều hảo bằng hữu, thu đệ tử, sinh nữ nhi, thậm chí tựa hồ còn có phụ mẫu loại quan hệ này tồn tại ở thế gian. Nói thật. Nếu không phải tận mắt thấy bá Tống treo lên đánh chư thiên vạn giới, cuối cùng chứng đạo bất hủ. Mạng lưới quan hệ của hắn nếu là lật ra đến, đơn giản tựa như là cái vừa bước vào tu luyện không lâu tu sĩ. Ở đây tất cả mọi người, lúc còn trẻ cũng giống như bá Tống, có phụ mẫu, có đạo lữ, có hảo hữu, có đệ tử, có nhi nữ, có tương đối người thân cận. Chỉ là theo thời gian tu luyện dần dần tăng trưởng, rất nhiều thân bằng hảo hữu, thậm chí là con cháu hậu duệ. Đều đổ vào vô tình bên trong dòng sông thời gian, tan biến không thấy. Thời gian dần trôi qua, trường sinh giả nhóm mạng lưới quan hệ biến càng ngày càng đơn giản. Nếu là bá Tống thật sự là một vị chuyển thế tu luyện đặc thù cá thể, hoặc là hắn thật sự là một cái vừa bước vào người tu luyện liền tốt, chúng ta liền có thể sớm cùng hắn tạo mối quan hệ,
chờ hắn chứng đạo sau chúng ta cũng có thể nắm giữ một cái bá tống thiên đạo làm hậu đài. Có một vị tuổi trẻ kiếp tiên tiếc nuối nói. Lại nói, các ngươi có hay không nghiên cứu qua bá tống? Hắn tại huyền thánh giảng pháp danh chấn thiên hạ trước đó, đến cùng ở nơi nào tu luyện? Là cái nào thời đại đại lão? Không phải Nho gia thánh nhân chuyển thế sao? Ta tại Nho gia có chút quan hệ, Nho gia đều xác định tin tức này chính xác. Một nhóm đỉnh tiêm tu sĩ, âm thầm giao lưu. Lúc này, rốt cục có một thanh âm nhìn không được nói, kỳ thật, các ngươi có suy nghĩ hay không qua, bá tống thật là một cái tiểu thái điều tu sĩ, năm ngoái vừa xâm nhập tu luyện giới, sau đó cơ hồ một tháng tấn thăng một cấp, rốt cục đuổi tại tháng 2 phần chứng đạo bất hủ. Đạo hữu, người cái này vọng tưởng cũng quá đáng rồi. Mộng vẫn là muốn ở buổi tối làm, ban ngày làm chính là nằm mơ ban ngày. Trên thế giới này làm sao lại có người một tháng tấn thăng nhất phẩm? Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, một bước một dấu chân. Càng là đến phía sau cảnh giới, tấn cấp thì càng khó khăn. Có lẽ có tuyệt thế thiên tài có thể tại giai đoạn trước làm đến một tháng hoặc mấy tháng tấn thăng một cảnh giới. Nhưng hậu kỳ tuyệt đối không có khả năng. Không có người chịu tin tưởng cái thanh âm kia nói lời. Dù sao, thuyết pháp này quá hoang đường, dùng ngón chân đi nghĩ, đều cảm giác không có khả năng. Một tháng nhất phẩm loại này tấn cấp tốc độ, có lẽ cũng chỉ có lúc tuổi còn trẻ huyễn tưởng qua. Chỉ có mấy cái tỉ mỉ đỉnh tiêm tu sĩ, âm thầm chú ý bên dưới vừa rồi phát biểu cái thanh âm kia. Là cái gì đều có thể bán đại lão, mảnh bên trong tu sĩ nhóm chấn động trong lòng. Cái gì đều có thể bán tiền bối tại chư thiên vạn giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chư thiên vạn giới cơ hồ không ai sẽ cùng hắn là địch, dù sao chư thiên vạn giới cơ hồ không có hắn không lấy được hàng hóa, mạng lưới quan hệ cũng là trải rộng thiên hạ. Lấy cái gì đều có thể bán tiền bối mạng lưới quan hệ cùng tình báo. Lời hắn nói, đã làm cho tế phẩm. Nếu như nói bá tống thật giống tiền bối nói như vậy, một tháng tấn thăng nhất phẩm. Cái kia tựa hồ, có rất nhiều nghi hoặc, liền thật có thể được đến giải đáp. Tỷ như... Vì cái gì hắn còn sẽ có nhục thân phụ mẫu tại thế, vì sao lại kết giao một đoàn bằng hữu, quan hệ nhân mạch lưới còn phức tạp như vậy. Nhưng là, một tháng cấp một loại chuyện này, quá mức hoang đường. Có lẽ là trong đó còn có cái gì khác nhân quả. Chính khi này mấy vị cẩn thận tu sĩ âm thầm giao lưu thời điểm, hư không bên trong đột nhiên có một đạo chúc phúc rơi xuống. Cuối cùng, rơi vào cái gì đều có thể bán tiền bối trên đầu. Cái này quá trình đại gia đã rất quen. Là đến từ bá tống thiên đạo chứng nhận. Mặc dù ngươi đem ta kéo đen, nhưng ngươi vẫn như cũ là trong nội tâm của ta vĩnh viễn hảo tiền bối bá tống thiên đạo. Cái này chúc phúc xưng hào, đặc biệt dài. Nhưng nó, đại biểu thiên đạo bá tống thừa nhận mình và cái gì đều có thể bán đại lão ở giữa quan hệ thân mật. Đây chẳng phải là từ khía cạnh nói rõ, cái gì đều có thể bán tiền bối lời nói, rất có thể là thật. Chúng ta muốn hay không đi khảo sát một chút. Bá tống thiên đạo tựa hồ cũng không thèm để ý người khác nhìn trộm quá khứ của hắn, cũng không có ngăn cản cái gì đều có thể bán tiền bối lộ ra hắn quá khứ. Cái kia đi khảo sát bên dưới bá tống đi qua, có lẽ tại thiên đạo tán thành phạm vi bên trong. Chỉ muốn không tìm đường chết đi đào bá tống tự ẩn hắc lịch sử, chỉ là đơn thuần đi khảo sát tốc độ tu luyện của hắn, cũng không có vấn đề, có thể thử một chút. Nếu như thiên đạo một khi lên phản ứng, chúng ta liền lập tức đình chỉ hành động. Có một đám hiếu kỳ tu luyện giả, trong lòng dục dịch, tự mình bắt đầu giao lưu. Cái gì đều có thể bán đại lão ngẩng đầu vọng thiên, nhìn qua cái này khiến bản thân nội tâm phức tạp thiên đạo chứng nhận tiêu ký. Ha ha, chờ các ngươi thật sự đi khảo sát bá tống đi qua, xác nhận ta theo như lời nói về sau. Nội tâm của các ngươi cũng sẽ giống như ta phức tạp, thậm chí có thể muốn đi uống thuốc. Đây là ta duy nhất có thể vì các ngươi làm chuyện. Vui một mình không bằng vui chung. Ta một cá nhân uống thuốc, người khác cũng phải đi theo ta cùng một chỗ, dạng này mới công bằng. Nói xong, cái gì đều có thể bán đại lão móc ra một bình dược hoàn Hoàng Sơn nhà sản xuất, một hơi đem trọn bình đổ vào trong miệng. Tống Thư Hàng cũng là nhất thời hưng khởi, cảm ứng được cái gì đều có thể bán đại lão cùng chư thiên vạn giới đỉnh tiêm tu luyện giả âm thầm giao lưu về sau đó cho cái gì đều có thể bán tiền bối cũng phát cái chúc phúc. Đối với mình đi qua một tháng nhất phẩm chuyện cũ, hắn thật không có muốn tận lực ẩn tàng ý tứ. Dù sao hắn hiện tại đã là thiên đạo. Kế tiếp còn có ai, phải xử lý một chút,
Bạch tiền bối một bên tại vẽ long văn thiếp đầu, vừa nói. Cái này long văn thiếp đầu chính là trước đem long văn vẽ xong, một hồi cho Cửu Châu nhất hào quần thành viên, mỗi người dán lên một hai đầu, tranh thủ đem tất cả mọi người long văn đều bổ đến cửu long văn phẩm cấp. Dạng này so hiện trường từng cái vẽ, muốn đơn giản một số, hiệu suất cũng càng cao. Ngoại trừ ta cái này ba cái đệ tử bên ngoài, ta tại Hắc Long thế giới còn có một vị dự bị đệ tử. Vừa vặn lần này cũng đem hắn tiếp vào đến thí luyện bên trong, vì hắn bổ một chút cơ sở số liệu. Còn có bây giờ đang mộng giới dự bị đệ tử Mễ Lộ Lộ, ta đã đáp ứng muốn tại nàng một lần nữa sinh ra thần trí về sau, liền thu nàng làm đệ tử. Tống Thư Hàng đáp, thụ yêu Mễ Lộ Lộ hiện tại ở vào mộng giới, nàng là bị Bạch Tiền Bối mang đến, tham dự tạo thần kế hoạch. Giờ đây nàng và mộng giới thế giới thụ là bạn sinh quan hệ. Chỉ muốn cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai nàng có thể trở thành mộng giới người phát ngôn, thế giới thụ nữ nhi. Mộng giới. Thế giới thụ gốc rễ, có một gốc nho nhỏ cây mầm đang cố gắng trường sinh. Cây nhỏ mầm còn chỉ có một số rất yếu ớt ý thức, cự ly có được hoàn chỉnh trí tuệ, còn cần chút tuế nguyệt tiến hóa. Có mộng giới thế giới thụ che chở, tại mộng giới không có bất kỳ cái gì sinh linh dám làm tổn thương nàng. Hôm nay mộng giới, cũng là y như dĩ vãng hài hòa. Đột nhiên, hư không bên trong có một ngón tay biến ảo mà ra, hoãn hoãn điểm hướng cây nhỏ mầm. Mộng giới sinh linh, mộng ma, tâm ma cảm ứng được căn này ngón tay lúc, toàn bộ cúi ngã xuống đất, không dám động đậy. Ta lấy thiên đạo bá tống danh nghĩa, vì ngươi chúc phúc. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi vì Mễ Lộ Lộ, ngươi đem kế thừa ta đã từng đạo hiệu Mộc đạo nhân, trở thành ta tọa hạ đệ tử. Căn này ngón tay ôn nhu tại cây nhỏ mầm bên trên một điểm. Đây là thiên đạo tự thân vì một gốc nhỏ thụ yêu khải linh. Từ hôm nay trở đi, dù là bá tống thiên đạo thoái vị, loại này khải linh chúc phúc hiệu quả cũng sẽ không biến mất trừ phi, đời tiếp theo thiên đạo nhìn bá tống khó chịu, xuất thủ xóa đi cái này chúc phúc. Nhưng nếu như hạ nhiệm thiên đạo cùng Tống Thư Hàng ở giữa có oán, cái kia Tống Thư Hàng tại lui nhiệm trước đó, nhất định sẽ đem Mễ Lộ Lộ an bài thỏa đáng, sẽ không cho hạ nhiệm thiên đạo có cơ hội để lợi dụng được. Theo bá tống một chỉ này, cây nhỏ mầm nổi lên hiện một cái khả ái hư ảo tinh linh, giống như là năm đó Mễ Lộ Lộ phiên bản thu nhỏ. Đệ tử Mễ Lộ Lộ, gặp qua sư phụ, nho nhỏ hư ảo tinh linh nhẹ nhàng ôm lấy cây kia thiên đạo ngón tay. Đối với ở kiếp trước ký ức, nàng đã có chút mơ hồ. Nhưng nàng vẫn như cũ nhớ kỹ bản thân thích nhất bá tống huyền thánh, đã từng còn hướng bá tống muốn qua thành ấn ký tên, cuối cùng lại chết ở thiên kiếp dưới. Nàng cái này hết thảy may mắn lớn nhất, có lẽ chính là gặp gỡ bá tống. Nếu không, giống nàng loại này thụ yêu nếu là chết ở thiên kiếp bên dưới, liền không có sống thêm một thế hy vọng. Mà bây giờ, bá tống chứng đạo, tự tay vì nàng khải linh. Hảo hảo sinh trưởng, ta sẽ một mực chú ý ngươi. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, đồng thời hắn duỗi tay vạch một cái, một hạt nho nhỏ thể lỏng kim loại rơi xuống tại thụ yêu Mễ Lộ Lộ bên người. Đây là bị xóa đi ý thức cũng trải qua thiên đạo quyền hạn cường hóa béo cầu đại lão thân thể, mặc dù chỉ có hạt nhỏ, nhưng vẫn như cũ có thể huyễn hóa thành một kiện áo choàng. Khả năng không cách nào giống tống béo cầu áo khoác như vậy cơ chí, nhưng vẫn như cũ là một kiện cường lực bản sinh pháp khí. Làm xong cái này hết thảy sau, Tống Thư Hàng ý chí lại giáng lâm đến Hắc Long thế giới. Hắc Long thế giới bên trong, Xích Đồng đang liều đem hết toàn lực tu luyện về sau, chính ngã xuống giường, điều tức minh tưởng. Đột nhiên, minh tưởng bên trong hắn mở to mắt, nhìn về phía hư không. Sư phụ, hắn ngồi dậy, lên tiếng nói. Rất tốt, người một mực có tại nghiêm túc tu luyện. Tống Thư Hàng thanh âm ôn nhu nói. Chuẩn bị một chút đi, ngày mai, ta sẽ vì ngươi mở ra thí luyện không gian, chỉ muốn ngươi thông qua thí luyện, ngươi liền có thể chính thức nhập môn hạ của ta, trở thành ta vị thứ 5 đệ tử. Thí luyện sau khi kết thúc, ta liền có thể đi xem ca ca ta sao? Xích Đồng đang mong đợi hỏi. Ca ca của ngươi Hắc Đồng. Đúng vậy, chờ ngươi thí luyện sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Tống Thư Hàng bảo đảm nói. Hắc Đồng đã chết đi thời gian dài. Mà lại hắn vẫn là Hắc Long thế giới sinh linh, coi như muốn dùng thiên đạo quyền hạn đem hắn phục sinh, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng, nếu là siêu thoát lời nói, liền có thể khóa chặt Hắc Đồng hồn phách, thông qua đệ ngũ thiên đạo tiên tử luân hồi thông đạo nhượng hắn mang theo ký ức phục sinh chuyển sinh.
Đến lúc đó, để Hắc Đồng cùng Xích Đồng gặp nhau, cũng không phải việc khó gì. Trước kia Tống Thư Hàng không dám hứa chắc, cam kết sự tình, hiện tại Thiên Đạo Bá Tống, cũng dám lập xuống hứa hẹn. Tạ ơn sư phụ, Xích Đồng vui vẻ trên giường lăn lộn. Nói thật, đi qua mấy ngày thời gian, trong lòng của hắn đối với mình ca ca có bất hảo dự cảm. Hắn nghĩ đến, có lẽ đây chính là sư phụ một mực không mang theo hắn đi gặp ca ca nguyên nhân. Nhưng bây giờ, sư phụ cho hắn một cái khẳng định hứa hẹn, vậy đã nói rõ ca ca hắn không có việc gì. Sư phụ, gặp được ngươi, thật sự là quá tốt. Xích Đồng nhỏ giọng nói. Hư không bên trong, huyễn hóa ra một cái đại thủ, nhẹ nhàng đặt tại Xích Đồng cái đầu nhỏ bên trên, vuốt vuốt, nghỉ ngơi thật tốt, vì ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Đại thủ sau khi biến mất, Xích Đồng đỉnh đầu nhiều một cái chúc phúc ấn ký, cùng một cái chờ kích hoạt đạo hiệu Thư Sơn cư sĩ. Cái này đạo hiệu, nói thật cùng Xích Đồng không tính chuẩn xác. Nhưng Tống Thư Hàng bảy cái đạo hiệu, chỉ để lại cái này. Bá đao Tống nhất, là muốn tự dùng. Kim cương quân tử đao, vì tiểu thải dự lưu. Bạch kình đao khách, đã quyết định giao cho Joseph. Mộc đạo nhân, từ thụ yêu mễ lộ lộ kế thừa. Tầm đạo thư sinh, tương đối thích hợp sở sở. Sở sở có được một khỏa tầm đạo tâm, mới dứt khoát quyết định bái hắn làm thầy. Còn sót lại, còn có một cái thiện tâm cư sĩ, phải xem thú tu giới vị tiểu cô nương kia tạo hóa cùng nhân quả. Đem bản thân mấy vị đệ tử xử lý thỏa đáng về sau, Tống Thư Hàng ánh mắt lại rơi vào một vị hắn tu luyện giai đoạn trước rất hữu duyên người bình thường. Phong thu chuyển hàng nhanh từ Mã Giang tiên sinh. Hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa, cũng coi như có một phần duyên tại. Vũ Nhu Tử lúc trước vận dụng qua tới hai dương dược liệu, liền từ Tư Mã Giang tiên sinh tự mình vận chuyển. Tư Mã Giang vị trí tại người bình thường cùng tu sĩ thế giới ở giữa, bản thân hắn là phàm nhân, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, lại cùng tu sĩ từng có tiếp xúc. Nhưng cho tới nay, hắn đều không đến môn mà vào, không thể thực sự tiếp xúc đến tu sĩ thế giới nội hạch. Làm như vậy kết duyên nhân quả, chỉ ít để cho ta vì ngươi cung cấp một cái tu sĩ thế giới nhập môn cơ hội đi. Tống Thư Hàng nói khẽ. Thân là thiên đạo. Làm một cái phàm nhân an bài một cái tiếp xúc tu sĩ thế giới cơ hội, cũng không khó khăn. Bất kể là kỳ ngộ, cao nhân đột nhiên đi ngang qua nhất thời hưng khởi thu đồ đệ, đều có thể an bài. Ta bên này vẽ xong, lúc này, bên cạnh Bạch Tiền Bối vỗ vỗ một sấp thật dày long văn topic. Như vậy tiếp đó, cho Cửu Châu nhất hào quần bên trong thành viên, các tiền bối một kinh hỉ đi. Tống Thư Hàng cười nói. Việc này, hắn muốn làm oanh oanh liệt liệt. Hắn muốn để chư thiên vạn giới tất cả mọi người biết, Cửu Châu nhất hào quần bị hắn cùng Bạch Tiền Bối nhận thầu á. Sau ngày hôm nay, cả cái Cửu Châu nhất hào quần đem danh chấn giang hồ. Tu sĩ ngũ phẩm kim đan cảnh giới, là một cái rất quan trọng bước ngoặt từ xưa đến nay, liền có một viên kim đan định đại đạo ngôn luận. Mà quyết định kim đan phẩm chất, chính là cái này trên kim đan đan văn số lượng. Trên lý luận đến nói, tu sĩ kim đan đan văn số là càng nhiều càng tốt. Đan văn số càng nhiều, liền đại biểu cho tương lai tiềm lực càng lớn, tại tu luyện một đường lên có thể đi càng xa. Hà Chỉ Ma Đế sở dĩ là ma môn dốc lòng đế, cũng là bởi vì hắn quả thực là lấy bát long văn bước ra cảnh giới trường sinh. Bất quá, tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng có một cái kim đan là ngoại lệ. Tỷ như hiếm thấy vô cùng không long văn kim đan, trước mắt, Tống Thư Hàng vẻn vẹn biết đã từng thứ bảy thiên đạo bạch cùng Vũ Nhu Tử, là không long văn. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, chỉ ít đều là thất long văn cảnh giới, còn có không ít bát long văn, vốn là đều là thế gian đỉnh tiêm cấp bậc. Nói cách khác, mỗi cái tiền bối kỳ thật nhiều nhất thiếp cái hai đầu long văn là được. Tống Thư Hàng đưa tay, từ bạch tiền bối trong tay tiếp nhận một xếp nhỏ long văn thiếp đồ. Đem hỏa kim đan long văn phương án biến thành long văn thiếp đồ, là bạch tiền bối đề nghị. Trước có bạch tiền bối điều động lâm thời thiên đạo quyền hạn, vì Tống Thư Hàng họa long văn. Sau có bạch tiền bối vẽ một chồng long văn thiếp đồ, vì mọi người thêm long văn. Kim đan long văn thiếp đồ, từ mặt ngoài đến xem cơ bản không có gì khác biệt, tờ thứ nhất đồ nhìn qua đều là một đầu long văn bộ dáng. Nhưng cẩn thận dùng thần thức, tinh thần lực đi tế phẩm, liền có thể phát hiện mỗi một đầu kim đan long văn, kỳ thật đều bên trong có càn khôn, từ khác biệt đồ án cấu thành. Bước tiếp theo, chuẩn bị làm thế nào? Bạch tiền bối hỏi. Trước tiên ở quần bên trong thông chi một chút các vị tiền bối đi. Tống Thư Hàng dứt lời,
móc ra điện thoại di động của mình, lôi ra cửu châu nhất hào quần giao diện. Mặc dù hắn tại tu lưu hệ thống bên trong còn sáng lập cửu châu nhị hào quần, mà lại so với cửu châu nhất hào quần đến thông tin công năng càng cường đại, vô luận tại chư thiên vạn giới cái góc nào đều có thể sử dụng. Nhưng người luôn luôn có hoài cựu tâm tính. Mà lại, tại cái này đặc thù thời điểm, luôn cảm giác dùng cửu châu nhất hào quần đến liên hệ các vị tiền bối, ý nghĩa khắc sâu hơn. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Quần bên trong thành viên nguyên bản đều đang bàn luận liên quan tới thiên đạo chúc phúc lạc ấn sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ tới quần bên trong năm ngoái tiểu manh tân tống thư hàng, đột nhiên thành thiên đạo, quần bên trong thật nhiều người còn có cảm giác nằm mộng. Đang lúc quần bên trong thành viên giao lưu thời khắc, đột nhiên một cái VIP ra trận đặc hiệu hiện lên. Bá đao tống nhất ngồi hắn xe lửa nhỏ thượng tuyến rồi. Thư hàng, ngươi làm thiên đạo, còn chơi điện thoại, tạo hóa pháp vương nhìn không được phát biểu. Đang khi nói chuyện, đột nhiên chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng hơi động có cùng loại huyền thánh giảng pháp, nhân tiền hiển thánh xuất hiện ở hư không bên trong ngưng tụ. Vừa uống thuốc xong Hoàng Sơn tiền bối không hiểu cảm giác trên lưng mát lạnh, có loại dự cảm không tốt thoáng hiện. Hắn ngẩng đầu một cái. Sau đó liền thấy được quen thuộc giao diện. Là hắn thành lập cửu châu nhất hào quần nói chuyện phiếm giao diện, bất quá tại quần hào bên trên, còn bị tỉ mỉ đánh mã. Mà đang tán gẫu giao diện bên trên, chính biểu hiện ra bá tống thượng tuyến đăng tràng cùng tạo hóa pháp vương đặt câu hỏi. Lá gan bộ cảm giác ẩn ẩn bắt đầu chứng đau. Hoàng Sơn mụ mụ thật nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, vạch ra cửu châu nhất hào quần, bản năng vô ý thức liền muốn đi giải tán nên quần tuyển hạng điểm tới. Nhưng tại một khắc cuối cùng, bởi vì nội tâm thiện lương cùng không bỏ, ngón tay của hắn cuối cùng không thể điểm xuống. Ta lúc đầu liền không nên thành lập cái này sớm muộn dược hoàn phá quần. Hoàng Sơn tiền bối nặng nề thở dài. Hồi tưởng lại, đã từng có đoạn thời gian, hắn còn muốn đem cửu châu nhất hào quần quần chủ chi vị giao cho Tống Thư Hàng tới. Bởi vì thời điểm đó Tống Thư Hàng, manh tân manh xuẩn, tính cách thiện lương, lại có kiên nhẫn. Tiếp đãi Bạch Chân Quân nhiệm vụ cũng hoàn thành rất không tệ. Cảm giác chính là hạ nhiệm quần chủ tốt nhất người thừa kế. Kết quả, hắn còn chưa bắt đầu bồi dưỡng Tống Thư Hàng cái này hạ nhiệm quần chủ, người ta liền thành thiên đạo. Hơn nữa còn không trở thành thiên đạo trước, nguyên bản tiểu manh tân đã tiến hóa thành cùng cuồng đao tam lãng, đồng quái tiên sư đồng dạng, làm hắn tâm can đau quần viên. Cái này đều thành thiên đạo, còn tới quần bên trong giày vò sao. Hoàng Sơn tiền bối nói, trên mặt nhưng lại không tự chủ được lộ ra nụ cười vui mừng. Kỳ thật, cái này lại không phải là không Tống Thư Hàng tính cách điểm nhấp nháy đâu, dù cho thành thiên đạo, hắn vẫn là cái kia Tống Thư Hàng, vẫn không có biến hóa. Cũng không tệ. Ha ha, các tiền bối, ta trở thành thiên đạo á. Từ hôm nay trở đi, ta muốn để chư thiên vạn giới những người tu luyện đều biết, cái này quần từ ta cùng Bạch tiền bối trao á. Bá đao tống nhất lên tiếng nói. Nói, hắn đem chính mình quần xương hào đổi thành bá tống thiên đạo. Tống tiền bối, người rốt cục nhịn không được muốn tạo phản đát. Linh điệp đảo vũ nhu tử trảm thư tiên cơ, muốn lật đổ Hoàng Sơn tiền bối thống trị, trở thành mới quần chủ sao. Linh điệp thánh quân. A, rốt cục muốn đối Hoàng Sơn tiền bối hạ thủ sao. Đại la giáo vũ nguyệt chân quân bù đắp lại ngượng ngùng biểu lộ. Phía trên mấy cái đừng làm rộn. Các ngươi ngẩng đầu nhìn, một màn này bây giờ bị nhân tiền hiển thánh hình chiếu, đừng tổn hại quần hình tượng. Giao bá chân quân nghiêm túc nói. Diệt phượng công tử, a, à, thật a, à, nhân tiền hiển thánh hình chiếu lấy chúng ta nói chuyện phiếm giao diện. Thiên đạo thật sự là muốn làm gì thì làm, không thể trêu vào, JPG. Làm phát hiện toàn bộ quần bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đang bị nhân tiền hiển thánh trực tiếp về sau, quần bên trong thành viên cuối cùng thoáng có một chút xíu câu thúc. Chỉ ít tốc độ xe bắt đầu thả chậm. A, à, hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều chú ý tới chúng ta sao? Minh Nguyệt bao lâu có kích động phát biểu, mọi người nhìn quen mắt ta a, à, ta là túy tinh cư sĩ. Thư hàng người đây là muốn làm gì a? À? Vì cái gì đem quần giao diện hình chiếu đi lên? Dạng này sẽ tiết lộ quần bên trong rất nhiều người hắc lịch sử mọi người tốt, ta là Tô Thị A Thất. Thiên hà Tô Thị tối tịnh tử, một cái gọi Tô Thị A Thất ít hiển hiện. Lên tiếng nói. Nhưng rất nhanh, khác một cái Tô Thị A Thất thượng tuyến, cũng đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Khụ khụ cái kia, ta lần này thượng tuyến, là muốn cho các tiền bối gửi đi một kinh hỉ. Bá Tống Thiên Đạo lên tiếng nói,
tiện thể làm cho tất cả mọi người đều biết Cửu Châu Nhất Hào quần bị ta nhận thầu nha. Đầu tiên, cái thứ nhất kinh hỉ muốn tặng cho chúng ta Hoàng Sơn Mụ Mụ, là hắn cho tới nay chiếu cố chúng ta, ở sau lưng yên lặng ủng hộ chúng ta, để chúng ta cái này Cửu Châu Nhất Hào quần một mực kiên trì đến bây giờ, đều không giải tán. Ở đây, ta cùng Bạch Tiền Bối vì Hoàng Sơn Mụ Mụ chuẩn bị lễ vật phía dưới, mời chúng ta Hoàng Sơn Mụ Mụ lên đài. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Sau đó, hắn không chút do dự điểm kích Tống Thư Hàng ảnh chân dung. Ngón tay vạch một cái đem này quần viên từ bản quần bên trong xóa bỏ. Hư không bên trong. Huyền Thánh giảng pháp hình chiếu trên tấm hình. Nguyên bản Cửu Châu Nhất Hào quần nói chuyện phiếm giao diện, biến thành một đầu quần tin tức nhắc nhở. Tôn kính thiên đạo bá Tống, người đã bị Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu rời ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Tống Thư Hàng. Ta bị Hoàng Sơn Mụ Mụ đá. Chư thiên vạn giới người tu luyện. Thiên đạo bá bá Tống, bị đá rồi. Gợi cảm thiên đạo, tại tuyến bị đá. Ta thiên đạo bá bá Tống, như thế thật mất mặt sao? Giờ khắc này, chư thiên vạn giới rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa tu luyện giả đều hít sâu một hơi. Vị này Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu là ai? Vậy mà như thế không cho thiên đạo bá Tống mặt mũi. Đưa tay liền trực tiếp đem kêu muốn cháo Cửu Châu Nhất Hào quần bá Tống thiên đạo đá ra quần. Xuất thủ đều không mang do dự, căn bản không nể mặt thiên đạo. Đáng sợ. Trước ghi lại, trước đem nhân vật này ghi lại. Đúng, trước đó tựa hồ nhớ ghi bá Tống thiên đạo, tựa hồ tại quần bên trong gọi vị này đại lão Hoàng Sơn Mụ Mụ. Chẳng lẽ vị này đáng sợ nhân vật, là vị tiên tử? Là bá Tống thiên đạo Mụ Mụ. Dạng này có lẽ liền có thể hiểu được, nếu như là Mụ Mụ lời nói. Đá bá Tống đây tính toán là cái gì? Trong lúc đang suy tư, chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh hình tượng, lại biến trở về trước đó quần khung chát, chỉ là tài khoản tên biến thành Bạch Thiên Đạo. T. Bạch Thiên Đạo cũng tại cái này quần bên trong. Cái này quần bên trong đều là quái vật gì? Bạch Thiên Đạo cùng bá Tống Thiên Đạo, vậy mà đều tại cái này quần. Mà lại, bá Tống mở miệng một tiếng tiền bối kêu có thể thân thiết. Cái này quần bên trong, đều là cái gì tiền sử quái vật cấp bậc đại tiền bối sao? Tiếp lấy. Hình chiếu hình tượng bên trong, Bạch Thiên Đạo tài khoản lợi dụng nhân viên quản lý quyền hạn, mở ra tăng thêm hảo hữu tuyển hạng, lại lần nữa đem vừa bị đá ra bá Tống Thiên Đạo cho tăng thêm trở về. Rất có yêu một màn. Chư thiên vạn giới người tu luyện thấy cảnh này lúc, nội tâm một trận phi thường phức tạp, không biết phải nói gì mới tốt. Đường đường thiên đạo, bị đá ra quần về sau, lại còn cần nhờ một vị khác thiên đạo nhân viên quản lý quyền hạn thêm người. Đột nhiên cảm giác, có điểm manh. Rất nhanh, hình chiếu quần khung chát lại biến trở về bá Tống thiên đạo giao diện. Ta sai rồi, Hoàng Sơn tiền bối. Không cần lại đá, trước mắt giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất bá Tống thiên đạo. Ngay trước mặt chư thiên vạn giới, hướng quần chủ Hoàng Sơn tiền bối phục nguyễn. Phải biết, bá Tống thiên đạo có thể là tại chưa chứng đạo trước, liền ngạnh kháng bất hủ tồn tại ngoan nhân A. Dạng này bá Tống, vậy mà chính diện chịu thua. Đồng thời, nhìn thấy cái này lời thoại về sau, chư thiên vạn giới một chút không biết rõ tình hình người tu luyện trong lòng lại là khẽ động xem ra, Hoàng Sơn Mụ Mụ không phải thật sự Mụ Mụ, mà là một vị tiên tử tiền bối. Bá Tống thiên đạo trước đó Hoàng Sơn Mụ Mụ xưng hào, hẳn là bì một chút, sau đó chọc giận vị này Hoàng Sơn tiên tử. Không sai, nhất định chính là dạng này. Hiện thế bên trong, Hoàng Sơn tiền bối, yên lặng móc ra mới bình thuốc, liền nuốt mấy hạt, bình phục chính mình bắn nổ tâm tính. Hắn cũng không thể đem Bạch thiên đạo cũng đá hắn còn muốn hảo hảo còn sống. Cho nên, nhìn thấy Bạch đem Tống Thư Hàng thêm về, chỉ có thể chính mình uống thuốc. Mà lại nói lời nói thật, kỳ thật coi như không trắng đem Tống Thư Hàng thêm về, chờ một lúc. Lấy Hoàng Sơn Mụ Mụ tính cách, vẫn là sẽ cắn răng đem Tống Thư Hàng thêm về. Đây chính là hắn thân là quần chủ lòng dạ. Nói chính sự tới, Hoàng Sơn tiền bối. Tiếp xuống, mời người đăng tràng, người thoáng chuẩn bị xuống. Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị hiển thánh, sáng lên. Ngón tay cái biểu lộ Tống Thư Hàng dứt lời, thi triển thiên đạo quyền hạn, rút ra Hoàng Sơn tiền bối một viên. Chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh hình tượng bên cạnh, Hoàng Sơn tiền bối bộ dáng bị hình chiếu ra. A, nhân tiền hiển thánh,
Minh Nguyệt bao lâu có kích động nắm tay. Hoàng Sơn đạo hữu lên đài, vậy hắn sẽ còn xa sao? Quần bên trong đạo hữu từng cái lên đài về sau, cuối cùng nhất định cũng sẽ đến phiên hắn a. Coi như đằng sau, là tập thể lên đài, hắn chí ít cũng có thể tại tập thể chiếu bên trong lộ cái mặt. Đừng quên ta a, Minh Nguyệt bao lâu có tại quần bên trong nhắc nhở. Tô Thị A Thất, ba ba, mau ra đây nhìn, Hoàng Sơn mụ mụ hiển thánh. Hệ thống nhắc nhở, người sử dụng Tô Thị A Thất bị Bạch Thiên Đạo cấm ngôn một phút. Hệ thống nhắc nhở, người sử dụng Tô Thị A Thất quần biệt danh bị Bạch Thiên Đạo thay thế vì Cuồng Đao Tam Lãng. Tô Thị A Thất, Bạch Tiền bối sáng suốt. Lệ Chi tiên tử nhìn qua hiển thánh không gian, ta kỳ thật rất muốn biết, Thư Hàng phải chuẩn bị lễ vật đến cùng là cái gì. Hiển thánh trên đài. Hoàng Sơn tiền bối có điểm không được tự nhiên, có thể là vừa uống thuốc xong nguyên nhân. Hoàng Sơn tiền bối, đây là ta cùng Bạch tiền bối vì quần bên trong mọi người chuẩn bị Long Văn thiếp đồ, có thể đem kim đan bổ đến cửu Long Văn trình độ. Bất quá, bởi vì Hoàng Sơn tiền bối người bây giờ đã là tôn giả cảnh giới, cho nên, muốn thiếp Long Văn, ta trước tiên cần phải vì ngươi lâm thời nghịch chuyển cảnh giới, nghịch chuyển đến ngũ phẩm, tiến hành Long Văn bù đắp. Sau đó, lại đem cảnh giới khôi phục. Tống Thư Hàng thanh âm tại Hoàng Sơn tiền bối vang lên bên tai thiên đạo, chính là như thế muốn làm gì thì làm đát. Hoàng Sơn tôn giả. Đúng rồi, Hoàng Sơn tiền bối, người kim đan Long Văn là nhiều ít. Muốn bổ mấy văn, Tống Thư Hàng lại hỏi. Hoàng Sơn tiền bối ngang hàng nói, cửu văn. Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn là cửu văn sự tình ngươi không biết sao. Bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng. Ta làm sao biết nha? Ta tiến quần thời điểm, Hoàng Sơn tiền bối đã là chân quân cảnh giới nha. Vậy làm sao bây giờ? Thật vất vả muốn vì Hoàng Sơn tiền bối chuẩn bị lễ vật lại không phát huy được tác dụng. Bầu không khí tốt xấu hổ. Hiện tại chư thiên vạn giới đều thông qua huyền thánh giảng pháp hình tượng, đang nhìn Hoàng Sơn tiền bối đâu. Cũng không thể để Hoàng Sơn tiền bối lộ cái mặt, liền xám xịt xuống đây đi. Ta bá Tống Thiên đạo sĩ diện đát. Cũng may vừa rồi đối thoại, là cá nhân ở giữa đối thoại, không công bố đến chư thiên vạn giới. Nếu không, hắn bá Tống Thiên đạo liền hạ không được đài. Khục, cái kia Hoàng Sơn tiền bối, người có cái gì muốn đổ vật sao? Tống Thư Hàng kiên trì hỏi. Để Tam Lãng, Đồng Quái, Tĩnh Tuyết, Diệt Phượng. Còn có một loạt thành viên, trở nên thành thục chút. Để Đông Phương Lục kỹ thuật lái xe biến thiện lương chút. Hoàng Sơn tiền bối nghiêm túc suy tính nói. Tống Thư Hàng. Thật có lỗi, mặc dù thiên đạo có thể làm được loại sự tình này, nhưng loại này cưỡng ép thay đổi cái khác tiền bối tính cách sự tình, sẽ có hay không có điểm tàn nhẫn. Mà lại, không tìm đường chết Tam Lãng tiền bối cùng Đồng Quái tiền bối, vẫn là Tam Lãng bệnh sao? Làm không được coi như xong, Hoàng Sơn tiền bối quan tâm nói. Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời, không phải làm không được, mà là không thể làm như thế. Hoàng Sơn tiền bối nghe đến đó, đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng, cuối cùng vẫn là thành thục chút, Thư Hàng. Đột nhiên xuất hiện khích lệ, ngược lại làm cho Thư Hàng có chút xấu hổ. Ta cả đời này, kỳ thật không có bao nhiêu tiếc nuối hoặc là rất mong muốn đổ vật. Có thể cùng quần bên trong đạo hữu cùng một chỗ, ta liền cảm giác rất tốt. Hoàng Sơn tiền bối chậm rãi nói, cho nên, không cần vì ta phiền não. Đây chính là mọi người Hoàng Sơn mụ mụ. Tống Thư Hàng bị cảm động nói không ra lời. Lúc này, bên cạnh Bạch tiền bối đưa tay, đưa hai tấm Long Văn thiếp đồ cho Hoàng Sơn nói, Hoàng Sơn, ngươi không dùng được, tương lai đệ tử của ngươi hoặc là thân cận người, sẽ có dùng tới cơ hội. Tống Thư Hàng cũng kịp thời đưa lên một hạt béo cầu đại lão thể lòng thân thể, giao cho Hoàng Sơn tiền bối. Ban đầu ở cửu U thế giới, cùng với đạo tử tiền bối, trọn vẹn cắt béo cầu đại lão phần lớn thân thể. Đủ để cho mỗi một vị cửu châu nhất hào quần thành viên đều cắt lên một hạt. Đến lúc đó, béo cầu áo choàng chính là thiên đạo bá tống cháo biểu tượng một trong. Cuối cùng, tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối lúc trước kéo ta tiến quần, không đem ta đá tuột. Mặc dù không biết tiền bối ngươi khi đó tính toán cái nào mới khỏe, nhưng ngươi lưu lại ta, mới có hôm nay ta. Tống Thư Hàng dứt lời, lại tự tay vì Hoàng Sơn tiền bối bổ sung càng tỉ mỉ chúc phúc. Nguyên bản bá Tống Thiên Đạo tôn kính tiền bối ấn ký bên cạnh, lại bổ sung một cái vĩnh viễn quần chủ xưng hào. Cái danh xưng này, ẩn chứa bá Tống Thiên Đạo tâm tình.
chư thiên vạn giới những người tu luyện, nhận thiên đạo cảm xúc ảnh hưởng, ẩn ẩn có chút cảm động. Mặt khác, Hoàng Sơn tiền bối vậy mà không phải tiên tử. Lừa gạt, đây là bá tống thiên đạo lừa gạt. Kiện, tiện thể lắp cái giảng pháp, quả thực mang cảm thấy không được. Không phải tiên tử, sao có thể gọi Hoàng Sơn mụ mụ? Thân là thiên đạo nhất ngôn cửu đỉnh. Mãnh liệt đề nghị bá tống thiên đạo dùng muốn làm gì thì làm quyền hạn, đem Hoàng Sơn quần chủ biến thành Hoàng Sơn tiên tử. Chư thiên vạn giới có chút đứng ngoài quan sát ăn dưa tu luyện giả, tại bị vĩnh viễn quần chủ xưng hào cảm động đồng thời, lại tại nội tâm lặng lẽ bày tỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.